Hạ Tưởng cười cười gật đầu nói. Cẩn thận một chút, trên đời này có hai thứ đả thương trái tim người. Một là tiền, hai là gái. Cậu còn nhỏ nếu muốn sống lâu thì nhớ kỹ phải rời xa người đẹp. Thấy Hạ Tưởng nghiêm túc như vậy, Tào Thù Quân cười cười khinh thường. Nói giống thật nhỉ, khuyên người ta rời người đẹp, sao anh lại quan hệ gần với chị tôi như vậy? Còn cả Liên Nhược Hạm kia nữa. Anh đi cùng chị ấy, tôi không tin hai người trong sạch. Anh và chị ta vừa vào liền cố ý duy trì khoảng cách phải không, đây gọi là giấu đầu hở đuôi. Anh rể nếu không dạy tôi làm như thế nào khiến gái vui, tôi bảo chị tôi là anh và Liên Nhược Hạm liếc mắt đưa tình với nhau. Như vậy cũng có thể nhìn ra ư. Hạ Tưởng thiếu chút nữa đổ mồ hôi mà ngăn Tào Thù Quân ngậm miệng thì đột nhiên nghe thấy tiếng cửa mở. Tào Vĩnh Quốc đã về. Hạ Tưởng vội vàng đi lên đón. Hắn biết bình thường chưa Tào Vĩnh Quốc không về nhà ăn. Hôm nay nghe nói hắn tới thì ông mới cố ý về, điều này làm Hạ Tưởng nghe xong mà xúc động. Làm phiền Tào bá, cháu cũng không gấp về huyện bá. Tào Vĩnh Quốc cười cười cắt ngang lời Hạ Tưởng mà nói. Bác về là nói cho cháu một tin tức tốt. Hôm nay trưởng ban Lô gọi cho bác, chuyện đã được quyết định, không lâu nữa sẽ nhận chức. Mặc dù sớm biết việc này nhưng nghe Tào Vĩnh Quốc nói ra, Hạ Tưởng vẫn rất vui vẻ nói. Chúc mừng Tào bá, về sau bác sẽ có tương lai lớn. Tương lai lớn thì không nói, tóm lại đổi sang thành phố thì ánh mắt sẽ xa và rộng hơn nhiều. Tào Vĩnh Quốc xua tay ngồi xuống ghế và nói. Tiểu Hạ ngồi xuống nói chuyện, nói về tình hình của cháu ở huyện bá đi. Ông vừa về đã nói chuyện công việc rồi sao? Không thể ngừng một chút sao? Vương Vu Phân cầm một nắm rau cần từ bếp đi ra rồi nói. Ông để Tiểu Hạ nghỉ một chút đi. Tiểu Hạ rất mệt ở huyện bá, lên thành phố Yến cũng phải chạy đây chạy kia. Ông không thấy cháu nó gầy như vậy sao? Hạ Tưởng có chút xấu hổ vì sự quan tâm của Vương Vu Phân như vậy. Tào Vĩnh Quốc xua tay nói. Mau đi làm việc của bà đi. Ông đứng lên đi về phía thư phòng. Tiểu Hạ, vào thư phòng nói chuyện. Tào Vĩnh Quốc từ nhân vật số 1 của sở chuyển thành phó thị trưởng thường trực thành phố Yến nhưng trên thực tế cũng bị không ít hạn chế. Tuy cũng là thường vụ thành ủy nhưng vị trí xếp hạng không cao. Bí thư thành ủy Thôi Hướng là thường vụ tỉnh ủy, thị trưởng Trần Phong lại rất mạnh, cho nên ông bước một bước đi như vậy vừa là cơ hội, vừa là mạo hiểm. Nếu lên làm phó thị trưởng thường trực thì Tào Vĩnh Quốc tự nhiên phải tìm hiểu bộ máy thành ủy và ủy ban nhân dân thành phố Yến. Ông từ miệng của trưởng ban Lô biết được nhiều tin tức. Bí thư thành ủy Thôi Hướng tuy rằng nhìn không quá mạnh mẽ bằng thị trưởng Trần Phong, nhưng y lại là thường vụ tỉnh ủy. Nghe nói không lâu nữa sẽ lên tỉnh làm phó bí thư tỉnh ủy. Thị trưởng Trần Phong rất mạnh thì không cần nhiều lời. Còn có phó bí thư thành ủy Vương Bằng Phi cũng thích phụ trách nhiều việc. Bình thường Thôi Hướng không quá quan tâm nên các việc gì bên đảng đều do Vương Bằng Phi nắm giữ. Trong bộ máy chính quyền thì nếu thị trưởng Trần Phong điểm danh cần ông, vậy về sau quan hệ với Trần Phong dễ hơn. Chẳng qua nghe trưởng ban Lô nói phó thị trưởng phụ trách kinh tế Đàm Long có tính cách không tốt mấy, y vốn là người có hy vọng lên làm phó thị trưởng thường trực mà lại bị Tào Vĩnh Quốc đoạt vị trí, trong lòng nhất định rất khó chịu, điều này khiến đối phương sẽ gây phiền phức trong công việc của ông. Một phó thị trưởng bình thường thì Tào bá không cần để ý. Bác là thường vụ, y sẽ biết chừng mực. Hạ Tưởng nghe xong Tào Vĩnh Quốc phân tích liền khuyên. Tranh đấu trong quan trường thực ra là so về chỗ dựa vững chắc. Nếu trước đây Đàm Long không đáng lo nhưng bây giờ nghe nói y là người của Tiền Cẩm Tùng nên có chút phiền phức. Tào Vĩnh Quốc có chút lo lắng mà nói. Ông đeo kính và lấy một tập tài liệu ra xem. Lai lịch của Tiền Cẩm Tùng rất thần bí. Trong tài liệu công khai của y thì không biết chỗ dựa là gì. Y mới đầu làm một cục trưởng bộ văn hóa. Sau đó ngoài dự đoán làm thường vụ tỉnh ủy tỉnh Yến, trưởng ban thư ký tỉnh ủy. Nếu nói phía sau không ai thì không thể tin được, nhưng rốt cuộc là ai thì đừng nói là trưởng ban Lô, mà ngay cả phó bí thư Lộ thậm chí bí thư Cao cũng không rõ. Nghe nói bí thư Cao đã không ít lần gọi lên Bắc Kinh tìm tin tức nhưng không có tác dụng. Người khác đột nhiên mà tới thì đều có thể thấy là một máy bay đưa tới. Nhưng Tiền Cẩm Tùng thì hay rồi, y như trực tiếp từ trên mây hạ xuống. Đừng nói là máy bay, ngay cả dù để nhảy cũng không ai nhìn ra. Tiền Cẩm Tùng sau khi tới tỉnh Yến thì vẫn rất nhẫn nhịn, Hạ Tưởng không cần đoán cũng biết đây là Tiền Cẩm Tùng thầm bồi dưỡng thế lực. Trừ khi Tiền Cẩm Tùng không có chí tiến thủ, nhưng trong quan trường thì ai không muốn tiến lên, huống chi là thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban thư ký tỉnh ủy.
chỉ là hắn không đoán được Tiền Cẩm Tùng xuống tay nhanh như vậy, chỉ trong thời gian ngắn đã có người ở thành phố Yến. Chương 149, chuyện mờ ám trong không gian nhỏ hẹp. Chỗ dựa trước Đàm Long là ai vậy bác? Không có chỗ dựa thì sao có thể lên làm phó thị trưởng của thành phố Yến, cho nên Hạ Tưởng mới hỏi như vậy. Một nguyên phó chủ tịch tỉnh, tên nói ra cháu chắc cũng không biết. Tào Vĩnh Quốc cười cười đổi đề tài. Chờ bác sau khi nhận chức rồi từ từ quen thuộc tình hình. Bây giờ không cần phải gấp gáp tạo vòng tròn, nói tình hình ở huyện bá của cháu xem. Hạ Tưởng liền nói qua về đủ loại gặp gỡ của Lý Ninh Sơn sau khi tới huyện bá, cũng không quên nhắc Tào Thù Lê kịp thời xuất hiện khiến Vương Toàn Hữu thay đổi lập trường. Hắn cũng không keo kiệt mà khen Tào Thù Lê. Tào Vĩnh Quốc không tiếp nhận cái nhìn của Hạ Tưởng. Lê Nhi chẳng qua đến đúng lúc mà thôi, thực ra không có Vương Toàn Hữu giúp thì việc cháu khiến Trịnh Khiêm thay đổi thái độ cũng đã đủ để thắng Lưu Thế Hiên rồi phải không? Chẳng qua bác có một câu đó là phải đánh ngã Lưu Thế Hiên, nếu không có hậu họa vô cùng. Đúng là gừng càng già càng cay, lời Tào Vĩnh Quốc giống hệt Sử Lão. Hạ Tưởng cũng không phải không muốn đánh ngã Lưu Thế Hiên mà là ngại phản ứng của Thẩm Phục Minh. Hơn nữa hắn còn suy nghĩ làm như thế nào đánh ngã Lưu Thế Hiên mà khiến Thẩm Phục Minh không nói được gì. Sợ ném chuột vỡ đồ sao? Tào Vĩnh Quốc dù sao cũng làm ở quan trường nên nhìn cái thấy được mấu chốt của vấn đề. Thẩm Phục Minh giữ Lưu Thế Hiên thì giữa bọn họ nhất định có quan hệ về kinh tế. Lý Đình Sơn muốn đánh ngã Lưu Thế Hiên thì phải nắm lấy vấn đề kinh tế của y, sau khi điều tra rõ ràng thì kết luận cuối cùng phải hàm hồ. Bề ngoài phải nói Lưu Thế Hiên muốn dùng tiền làm hủ bại lãnh đạo cấp trên nên tự hại mình. Kết quả này thì Thẩm Phục Minh tự hiểu rõ. Vì tự bảo vệ mình thì y còn muốn Lưu Thế Hiên không có cơ hội xoay người hơn Lý Đình Sơn. Hạ Tưởng nhìn khuôn mặt hiền lành của Tào Vĩnh Quốc rồi thầm nghĩ tranh đấu trong quan trường đúng là người chết ta sống. Tào bá dù là quan tốt, xử sự cũng được nhưng ở vấn đề mấu chốt thì vẫn muốn đẩy đối thủ vào chỗ chết, cách xử lý không hề nương tay. Điều này cũng bất đắc dĩ, nếu Lý Ninh Sơn và hắn không mạnh tay, lạnh lùng thì không biết khi nào đã bị Lưu Thế Hiên đẩy vào chỗ chết. Hạ Tưởng không khỏi bội phục ánh mắt rất chuẩn và sự quyết đoán của Tào Vĩnh Quốc. So với ông thì hắn còn thiếu sót nhiều, động tác chậm nửa nhịp. Có khi ở trong chốn quan trường không phải chỉ có tay và đầu óc mà còn cần quyến đoán. Hắn gật đầu nói. Cảm ơn Tào bá đã dạy bảo. Làm hắn vui mừng đó là hôm nay Tào Vĩnh Quốc nói cởi mở với hắn nhất, coi hắn là người nhà, đồng thời ông cũng có ý liên minh với Lý Đinh Sơn. Chẳng qua Hạ Tưởng không ngờ câu nói tiếp theo của Tào Vĩnh Quốc lại làm mình chấn động. Bác dự định để cháu rèn luyện ở huyện bá thêm nửa năm nữa, lấy chút thành tích và kinh nghiệm rồi nửa năm sau quay về thành phố Yến đi theo bác. Tào Vĩnh Quốc nói rất kiên quyết, tất nhiên ông đã suy nghĩ kỹ việc này. Nếu cháu thật lòng thích Lê Nhi, nếu cháu muốn tiến lên trong quan trường thì không nên ở quá lâu tại huyện bá. Cháu ở huyện bá thì bác cũng lo, Lê Nhi cũng lo. Tào Vĩnh Quốc khi nói thì nhìn chằm chằm vào Hạ Tưởng. Điều kiện tối hậu. Hạ Tưởng hiểu ý của Tào Vĩnh Quốc, chỉ cần hắn về thành phố Yến thì tiền đồ của hắn và chuyện với Tào Thù Lê sẽ không vấn đề gì. Hắn nếu không về thành phố Yến thì không những quan hệ với Tào Thù Lê có thể có biến, hơn nữa Tào Vĩnh Quốc cũng không hứa hẹn gì về quan lộ của hắn. Hạ Tưởng rất chấn động, hắn há hốc mồm không biết nói gì. Tào Vĩnh Quốc thấy thế thì cũng biết mình ép Hạ Tưởng quá nhanh. Dù sao Hạ Tưởng còn trẻ nhưng nghĩ tới là ông lại kiên quyết. Hạ Tưởng một lòng đi theo Lý Đinh Sơn có tương lai không rõ ràng khiến ông lại cứng rắn. Nếu nói ông có thể miễn cưỡng chấp nhận Tào Thù Lê yêu Hạ Tưởng, nhưng ông tuyệt đối không chấp nhận Hạ Tưởng mãi ở huyện bá. Hơn nữa dù làm ra thành tích thì Hạ Tưởng cũng rất khó lên được cấp phó quận ở huyện bá. Nếu ở thành phố Yến mà có ông giúp, hơn nữa Trần Phong cũng coi trọng Hạ Tưởng thì trong vòng 3 năm, 5 năm thành phó quận là không vấn đề gì. Đến lúc đó đến quận nào đó làm chủ tịch. Rồi đến bí thư, sau đó quay lại thành phố Yến. Trong quy hoạch của ông thì ít nhất Hạ Tưởng phải làm đến phó giám đốc sở trước khi ông lui. Phó giám đốc sở trẻ tuổi mới xứng với con gái ông. Không vội, còn nửa năm nữa mà, có thể suy nghĩ kỹ mà. Tào Vĩnh Quốc thấy Hạ Tưởng như vậy thì có chút không đành lòng nói tiếp đề tài này. Em bác gọi điện nói sắp khai giảng, bố mẹ bác muốn gặp Lê Nhi, muốn Lê Nhi về nhà. Hai hôm nay cháu có thời gian không? Có thì cháu cùng Lê Nhi thành phố Đan Thành, bác sẽ phái xe đưa hai đứa về.
Lúc ăn cơm Hạ Tưởng có chút ngạc nhiên là Liên Nhược Hạm không ngờ lại đeo tạp dề bưng bát canh trứng gà từ bếp lên. Vương Vũ Phân không ngừng khen. Tay nghề của Nhược Hạm tốt thật, canh rất ngon. Lê Nhi, con về sau phải học Nhược Hạm đó, con gái phải biết nấu nướng. Tào Thù Lê rất hâm mộ nhìn Liên Nhược Hạm. Liên tỷ lợi hại thật, giấu tài không lộ nhé. Cô lại nhìn Hạ Tưởng mà nói. Anh có biết nấu cơm không? Hạ Tưởng sờ sờ mũi nói. Anh có thể nấu hay không và em có thể nấu hay không hình như không có quan hệ. Sao lại vô tâm như vậy? Ý chị tôi là nói nếu anh biết nấu cơm thì chị ấy không phải học nấu cơm. Về sau lấy anh thì có anh nấu còn gì? Tào Thù Quân không biết nghĩ ra cái gì mà cười cười rất mờ ám. Anh rể, tôi nghe nói đàn ông phải có hai vợ mới hạnh phúc. Một rộng lượng, một dịu dàng hiền lành. Rộng lượng có thể ra ngoài, dịu dàng có thể ở nhà chăm sóc. Bốp, Tào Thù Quân bị Vương Vu Phân dùng đũa gõ lên đầu. Bà ra vẻ tức giận nói. Nói gì thế hả? Nhỏ tuổi không lo học mà còn nghĩ tới hai vợ. Con xem suy nghĩ của mình là như thế nào. Học Hạ Tưởng đi, đừng cả ngày nghĩ ngợi linh tinh. Mẹ cảnh cáo con đó, sau khi thi đỗ đại học thì cấm không được yêu sớm. Tào Thù Quân ôm đầu, oan ức nói. Mẹ cứ nghi ngờ con, rốt cuộc có phải con ruột không mà luôn bất công như vậy. Chị mới năm thứ nhất đã có bạn trai, vì sao con không thể có sớm? Có muộn thì người đẹp đã đến nhà người khác rồi, đúng là. Tào Thù Lê trừng mắt nhìn nó mà nói. Nói chuyện của mày đừng kéo chị vào, chị khác mày. Tào Thù Quân còn định cãi lại thì Tào Vĩnh Quốc ho khan một tiếng. Ăn cơm. Bên trái Hạ Tưởng là Tào Thù Lê, bên phải là Mễ Huyên. Liên Nhược Hạm vốn định ngồi bên phải Hạ Tưởng, cô không quen mấy người khác nên cố ý đến gần Hạ Tưởng một chút, không ngờ Mễ Huyên nhìn ra ý đồ của cô nên ngồi xuống trước. Tào Vĩnh Quốc khi ăn cơm liền thi thoảng quan sát hai người Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm, cuối cùng ông dừng lại trên người Tào Thù Lê, trong mắt có vài tia hơi lạ. Sau khi ăn xong, uống nước Tào Thù Quân bị đẩy sang bên. Mễ Huyên cũng bị Vương Vu Phân cố ý sai đi. Trong phòng khách chỉ còn Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm ngồi đối diện với Tào Vĩnh Quốc và Tào Thù Lê. Tào Vĩnh Quốc chủ động hỏi Liên Nhược Hạm. Tiểu Liên, cháu có quen khi ở thành phố Yến không? Liên Nhược Hạm ở trước mặt Tào Vĩnh Quốc thì vẫn rất đoan trang lễ phép, không ai có thể nói được gì. Cũng được à, ăn ở tại thành phố Yến không khác mấy so với Bắc Kinh. Hai bên cách nhau không xa, đều là thành phố phương Bắc nên cháu cũng quen. Tào Vĩnh Quốc gật đầu nhìn Hạ Tưởng. Tiểu Hạ, Tiểu Liên là khách thì phải lo cho tốt. Đúng, nếu như ở khách sạn không quen thì vào nhà bác ở cũng được. Hạ Tưởng thầm nghĩ Tào Vĩnh Quốc còn chú tâm hơn Vương Vu Phân. Đây là đề phòng hắn và Liên Nhược Hạm có vấn đề gì. Cũng khó trách, Liên Nhược Hạm rất đẹp, hơn nữa khí chất và vẻ lạnh nhạt của cô thì người ta biết ngay thường xuyên gặp nhân vật cao cấp. Tào Vĩnh Quốc đoán được xuất thân của cô không bình thường. Hạ Tưởng đành phải cười cười gật đầu không nói gì. Tào Vĩnh Quốc nói chuyện một lúc rồi đi làm. Tiễn Tào Vĩnh Quốc xong, Tào Thù Lê mới thở phào nhẹ nhõm vuốt vuốt ngực. Bố em đúng là còn nhiều chuyện hơn một bà lão. Liên tỷ. Bố chị có phải nói nhiều như vậy không? Liên Nhược Hạm cười gượng nói. Bố chị nói rất ít, từ khi chị 10 tuổi thì một năm bố chị nói với chị chỉ 10 câu. Tào Thù Lê le lưỡi nói. Xin lỗi Liên tỷ, em không cố ý chọc vào nỗi đau của chị. Cô xoay người thấy Hạ Tưởng ngồi lặng lẽ trên ghế như nghĩ gì đó, cô liền chạy đến trước mặt hắn và xua xua tay ra nói. Anh nghĩ gì thế, nghĩ gì mà thất thần như vậy? Có phải là nghĩ về đàn ông muốn lấy mấy vợ không? Hạ Tưởng cười khổ một tiếng. Hắn đang nghĩ nên lựa chọn như thế nào? Lựa chọn giữa Lý Đình Sơn hay Tào Vĩnh Quốc, đây đúng là điều rất quan trọng với hắn. Nghe Tào Thù Lê trêu, hắn đành nói. Đàn ông không cưới vợ mới là người đàn ông hạnh phúc nhất. Anh nhớ lời anh đó, về sau đừng hối hận. Tào Thù Lê ra vẻ tức giận rồi kéo Liên Nhược Hạm. Đi, Liên tỷ. Chúng ta lên lầu không để ý đến anh ấy nữa, để anh ấy nghĩ cho to đầu. Hạ Tưởng đúng là đau đầu. Nếu Trần Phong đề xuất hắn về thành phố Yến, hắn còn tiện từ chối. Bây giờ Tào Vĩnh Quốc còn kéo cả chuyện giữa hắn và Tào Thù Lê lại cùng nhau, hắn không thể không cẩn thận suy xét. Nói thật hắn bây giờ quả thật là thích cô bé Tào Thù Lê thông minh, trí tuệ, xinh đẹp này. Lại nghĩ tới vẻ mặt kiêu căng của Sử Khiết. Hắn càng cảm thấy tính cách đáng quý của Tào Thù Lê con của một giám đốc sở. Nên làm như thế nào bây giờ?
Hạ Tưởng lần đầu tiên rơi vào hoang mang. Chương 150, tìm phó chủ tịch tỉnh để nhận thân thích. Buổi chiều Mễ Huyên muốn đến siêu thị Giai Gia khảo sát thực địa nên đòi Hạ Tưởng phải đi cùng. Hạ Tưởng cũng đang muốn tận mắt nhìn siêu thị Giai Gia rất nổi tiếng ở sau này khi mới khai trương là như thế nào liền đồng ý. Liên Nhược Hạm không có hứng thú, Tào Thù Lê cũng muốn tiếp Liên Nhược Hạm nên cuối cùng quyết định chỉ có hai người Hạ Tưởng và Mễ Huyên đến siêu thị. Hạ Tưởng lái xe đưa Tào Thù Lê và Mễ Huyên đến siêu thị, sau đó lái xe Land Rover đến siêu thị Giai Gia. Không ngờ đến đoạn giao nhau ở phố Bắc Đại, Hạ Tưởng định đi thẳng thì lại có một xe đột nhiên dừng lại khiến hắn phải vòng sang tránh. Vì tránh một bà lão qua đường làm hắn không thể không vòng xe sang bên trái, kết quả chạy sang phố Bắc Đại. Phố Bắc Đại là đường dành riêng cho người đi bộ, cấm xe tiến vào. Hắn vốn định tìm chỗ chạy nhưng từ gương chiếu hậu thấy một cảnh sát giao thông đi tới thì biết thảm rồi. Hắn nhỏ giọng nói với Mễ Huyên. Nguy rồi, tôi không có bằng lái. Hả, không phải chứ, cậu lái xe tốt hơn tôi mà còn không có bằng sao? Mễ Huyên giật mình há hốc mồm không tin nhìn Hạ Tưởng. Nhưng thấy Hạ Tưởng rất nghiêm túc không giống nói đùa nên chán nản nói. Cậu sao có thể không có bằng lại còn lái xe, cậu muốn hại chết người sao? Hạ Tưởng không thể nói với cô rằng hắn tuy không có bằng lái nhưng có kinh nghiệm lái xe 10 năm. Bây giờ tình hình khẩn cấp, hắn đột nhiên nghĩ ra một ý tưởng. Cảnh sát giao thông tới thì nói cô lái xe, nhưng cô phải ngồi ở vị trí người lái. Nhưng bây giờ muốn đổi chỗ cũng không kịp nữa rồi. Có thể đổi được, nghe tôi. Mễ Huyên cúi đầu đừng lên. Xe Land Rover cao nên cô có thể miễn cường đừng nửa thân người, cô hơi lắc mông nói. Tôi lên trên anh, sau đó anh dịch một chút là tôi có thể sang bên đó. Hạ Tưởng cũng không có nhiều tâm tư nghĩ đến ý khác trong lời của Mễ Huyên. Cũng may hôm nay Mễ Huyên không mặc váy, nếu không cô đúng không làm như vậy được. Mễ Huyên bước chân trái ra, sau đó với tay bám lấy thành xe với tư thế nửa cưỡi rồi nói. Nhanh lên, đừng ngẩn ra như vậy. Hạ Tưởng nhìn cặp mông đầy đặn của Mễ Huyên, cặp mông này đúng là rất cong, đẹp và co giãn, nói không quyến rũ là giả. Chỉ có điều hắn không có thời gian nghĩ nhiều, hắn nhếch đùi phải theo dưới mông Mễ Huyên mà sang bên vị trí bên. Tư thế này đúng là vừa vặn Mễ Huyên ở trên, Hạ Tưởng ở dưới, tư thế rất mập mờ. Hạ Tưởng thấy cảnh sát giao thông càng lúc càng đến gần nên nói. Cùng dịch người thì may ra còn kịp. Mễ Huyên đi giày cao gót nên không cẩn thận chân trái bị trượt, không thể không ngồi lên người Hạ Tưởng. May mắn thế nào mà ngồi trúng chỗ đó của Hạ Tưởng, làm hắn đau đến độ cắn răng. Hắn không thể để ý cảm nhận từ mông cô truyền đến mà phải liều mạng rút chân ra khỏi người cô, ngồi sang bên mà thở hổn hển nói. Cô đúng là hại chết người mà không lo đền mạng. Mễ Huyên hiểu rõ vừa nãy xảy ra chuyện gì nên cười cười mờ ám nói. Đừng có mà được hưởng phúc còn kêu khổ. Cẩn thận tôi nói với cô bé Lê. Hạ Tưởng vội vàng nói. Tôi nói là cô quyến rũ chết người mà không đền mạng. Vậy còn được, coi như anh biết nịnh. Mễ Huyên đắc ý cười cười và cố ý nhìn giữa hai chân Hạ Tưởng, sau đó cô nói một câu làm hắn rất xấu hổ. Trạng thái bình thường, chỉ hơi lên một chút. Làm Hạ Tưởng rất buồn bực đó là cảnh sát giao thông tới thì không hỏi bằng lái mà hỏi này hỏi kia. Sau đó y đi quanh xe vài vòng. Rất hâm mộ nói. Xe tốt thật, trước kia chỉ nghe qua, hôm nay được thấy đúng là mở rộng tầm mắt. Đúng rồi, hết bao xăng trên 100 km, lên 100 km mất bao giây, chạy nhanh nhất là bao cây mph. Thì ra là người mê xe, Hạ Tưởng dở khóc dở cười thầm nghĩ đúng là Mễ Huyên phí công. Chẳng qua nghĩ đến bộ mông co giãn của Mễ Huyên thì thấy cô này đúng là quyến rũ. Chút nhạc đệm qua đi. Hai người thuận lợi tìm được Phùng Húc Quang. Phùng Húc Quang rất vui vì hai người tới, y dẫn hai người đi tham quan siêu thị Giai Gia. So sánh với sự phồn hoa sau này thì siêu thị Giai Gia mới khai trương ít người qua lại hơn, vẫn còn trống trải. Chẳng qua cũng may khách vào đều thấy lợi ích thực tế và tiện lợi nên cũng mua vài món hàng. Điều này làm Phùng Húc Quang cảm thấy an tâm chút ít. Nếu không y còn thực sự nghi ánh mắt của mình có vấn đề, thiếu chút nữa mất tin tưởng vào tương lai. Hạ Tưởng nhìn là thấy lo lắng của Phùng Húc Quang nên cười nói. Ông anh quá nóng vội cũng không ăn được đậu phụ nóng. Siêu thị là thứ mới ở thành phố Yến, mọi người đối với thứ mới đều cần thời gian tiếp nhận, sao có thể vừa khai trương đã đầy người. Em đề nghị anh phải in nhiều các tờ quảng cáo.
đối với các hàng mà anh có ưu thế về giá cả thì bán không lãi cũng phải kiếm được khách. Trứng gà của anh rẻ hơn bên ngoài chỉ cần một xu thì các ông lão, bà lão sẽ đến đây xếp hàng mua. Bọn họ bình thường rảnh rỗi cũng muốn tiết kiệm chút tiền. Chỉ cần định kỳ đưa ra khuyến mại thì từ từ sẽ tăng khách lên thôi. Mễ Huyên đi thăm một lúc rồi hạ quyết tâm. Sau khi về tôi sẽ mở một chi nhánh của siêu thị Giai Gia ở thành phố Chương Trình, tôi cảm thấy rất có tương lai. Hạ Tưởng không biết là nên phục Mễ Huyên tinh mắt hay to gan, chẳng qua hắn vẫn quyết định ủng hộ cô. Tôi sẽ ủng hộ cô về tinh thần, chẳng qua chỉ cần chi nhánh mà làm ăn tốt sẽ kéo theo nhiều ngành sản xuất. Mễ Huyên hiểu đây là Hạ Tưởng đang nhắc nhở mình, cô liền đề nghị Phùng Húc Quang việc mở cửa hàng ăn nhanh ở siêu thị. Mấy người đến văn phòng Phùng Húc Quang, Mễ Huyên liền lập tức nói rõ ý tưởng của Hạ Tưởng thành của mình về việc mở cửa hàng ăn nhanh. Phùng Húc Quang rất kinh ngạc nhìn Mễ Huyên, sau đó cười ha hả nói. Nhất định là chủ ý của Hạ Tưởng, đừng lừa tôi. Không phải tôi coi thường cô, nhưng giám đốc Mễ nhất định không thể nào hiểu sâu như vậy. Có phải Hạ Tưởng nói cho cô không? Mễ Huyên đỏ mặt nhưng vẫn mạnh miệng nói. Không phải tất cả, tôi trước đó cũng đã nghĩ đến. Sự thông minh của tôi thì anh không hiểu đâu. Phùng Húc Quang nhìn Hạ Tưởng đang tỏ vẻ không liên quan tới mình liền cười nói. Dù là ý tưởng của ai thì chỉ cần tốt là được. Cửa hàng ăn nhanh là ý kiến hay, tôi tán thành. Cụ thể làm như thế nào thì cần có một phương án, sau đó chúng ta sẽ thảo luận. Mễ Huyên bĩu môi với Hạ Tưởng. Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành, đừng quên kế sách do anh đưa ra, anh phải bỏ công sức ra mới được. Hạ Tưởng cười cười một tiếng không nói phá Mễ Huyên. Hắn gật đầu nói. Trước người ngay thẳng không nói vòng vo. Tổng giám đốc Phùng rất giảo hoạt nên không lừa được đâu. Bỏ đi, coi như cho cô nở mày nở mặt một lần. Phùng Húc Quang sau khi cười xong liền xa sầm mặt nói. Chú em nói đúng, siêu thị có tương lai. Anh cũng có tin tưởng, bây giờ có hai chuyện khiến anh lo nghĩ. Chú có nhiều ý tưởng thì nghĩ hộ xem có biện pháp gì giúp anh không. Phùng Húc Quang cũng không ngại Mễ Huyên ở đây mà nói hai chuyện phức tạp ra. Chuyện thứ nhất chính là điều Hạ Tưởng chờ mong đã lâu. Cao Kiến Viễn cuối cùng đã đưa tay vào siêu thị Giai Gia. Hóa ra Phùng Húc Quang nhìn chúng một khu đất, đó là một khu nhà của một đơn vị tại khu khá sầm uất ở thành phố Yến. Khi chỗ này bán thì Phùng Húc Quang định mua để làm chi nhánh của siêu thị Giai Gia. Nhưng tìm rất nhiều phương pháp nhưng đều không thể đi được bước cuối cùng. Sau đó lại có người chủ động liên hệ nói với y là có thể giúp lấy được đất, nhưng điều kiện là 10% cổ phần. Mà người này chính là Cao Kiến Viễn. Chuyện thứ hai là Phùng Húc Quang nhận được điện của bố gọi tới nói trong một lần ông vô tình xem TV thấy một người giống như một người em của ông đã thất lạc. Ông muốn Phùng Húc Quang nghĩ biện pháp liên hệ với người kia, hỏi xem người này có phải tên trước đây là Phùng Nhị Vạn, nhà cũ trước đây có phải ở xã Đại Bảo, huyện Thương Sơn không? Ông bố nói rất kiên quyết. Bắt buộc Phùng Húc Quang phải đi hỏi một câu. Anh đến hỏi người ta ư, đừng nói ngay mặt gặp, dù anh gọi điện người ta cũng sẽ không tiếp. Chú đoán xem người mà bố anh bảo tìm là ai không? Phùng Húc Quang dở khóc dở cười nói. Hạ Tưởng hơi động tâm và đột nhiên nhớ đến Trương Thục Anh lúc ở huyện Bá vô tình hỏi Phùng Húc Quang. Phó Chủ tịch tỉnh Mã Vạn Chính. Sao chú đoán được? Tất nhiên là Phùng Húc Quang sớm quên câu hỏi của Trương Thục Anh. Phó Chủ tịch tỉnh Mã Vạn Chính thì Hạ Tưởng không có ấn tượng mấy. Ở đời sau trong tin tức ở tỉnh Yến không thấy người này, không biết là lui ra hay điều đi. Chuyện này trong lúc nhất thời cũng không dễ xử lý. Bây giờ hắn cũng không biết người trên tỉnh cho dù quen cũng không thể trực tiếp hỏi việc riêng của Phó Chủ tịch tỉnh. Dù là thật hay không nếu chọc vào kiêng kỵ của người ta sẽ khiến không hài lòng. Hạ Tưởng liền nhắc tên Trương Thục Anh, Phùng Húc Quang thế mới hiểu mà nói. Chẳng lẽ thật sự là chú đã mất tích nhiều năm của anh? Không được, dù như thế nào cũng không thể đi nhận. Người ta đã đổi lại họ, không chủ động đi tìm người thân thì chỉ sợ trong lòng có nhiều e ngại. Anh nếu muốn đi nhận nhất định sẽ không tốt. Chương 151, đền ơn cứu mạng của anh. Chuyện này để nói sau đi, dù nhận cũng có thể làm gì, quan to tình nghĩa giảm mà. Không nói chuyện này nữa, chuyện của Cao Kiến Viễn xử lý ra sao? Đồng ý điều kiện của y. Hạ Tưởng không hề suy nghĩ đã nói. Lần trước hắn gặp Cao Kiến Viễn thì còn chưa đủ. Hắn phải chính thức làm quen và tạo quan hệ lâu dài với Cao Kiến Viễn, mà trước mắt cách ràng buộc tốt nhất là siêu thị Giai Gia.
thực tế hắn cũng biết từ chối Cao Kiến Viễn là không thể. Cao Kiến Viễn không chỉ là con của bí thư tỉnh ủy, hơn nữa tốt nghiệp một trường đại học hàng hiệu thì phải có đầu óc và tầm mắt. Cao Kiến Viễn thấy thứ tốt thì sẽ có đủ biện pháp có được nó, ít nhất lúc Cao Thành Tùng còn làm bí thư tỉnh ủy thì không ai có thể chặt đứt tay của y. Nếu không chặt đứt được thì không bằng bắt tay. Khi bắt tay thì phải giấu cẩn thận một chiếc kim châm độc mãn tính, mà đâm phải khiến đối phương khó có thể phát hiện. Chờ khi Cao Kiến Viễn hiểu ra thì chất độc đã làm y hối hận cũng muộn. Chẳng qua Hạ Tưởng nói lại phải đường hoàng, có những bí mật hắn mãi không thể nói với ai khác. Cao Kiến Viễn là con của Cao Thành Tùng, chúng ta không thể nào từ chối y. Hơn nữa yêu cầu của y là lấy đất đổi cổ phần cũng là hợp lý. Hơn nữa liên minh với Cao Kiến Viễn thì sẽ có trợ giúp lớn đối với sự phát triển của siêu thị Giai Gia. Cao Kiến Viễn là con của bí thư Cao. Mẹ ơi, anh nói sao lại lợi hại như vậy? Nghe nói rất nhiều người có lai lịch tranh đoạt miếng đất đó mà cũng không được. Phùng Húc Quang hết kinh ngạc lại chuyển thành khó xử. Anh biết điều kiện của Cao Kiến Viễn không quá đáng, nhưng cổ phần của công ty bây giờ có chút vấn đề. Bởi vì đến bây giờ còn chưa có doanh thu nên các cổ đông khác không chịu đầu tư thêm, thậm chí có người muốn bán lại cổ phần. Anh nghĩ đến tương lai nhưng người khác không như vậy. Anh muốn mua đất nhưng các cổ đông khác không quá ủng hộ, cho nên mảnh đất kia anh phải lấy danh nghĩa cá nhân mà mua. Nếu trao đổi 10% cổ phần thì anh sẽ không có quyền khống chế cổ phần. Tuy rằng không biết trong lịch sử Phùng Húc Quang giải quyết như thế nào, nhưng hôm nay Hạ Tưởng thấy cơ hội này thì sao có thể bỏ qua. Hắn nhìn Mễ Huyên rất thức thời đứng lên bực bội nói. Anh cho là ai cũng muốn nghe các người tính kế người khác sao? Người xấu thì nói chuyện với nhau sau lưng tôi đó. Tỏ vẻ khó chịu xong, cô khoát tay đi ra khỏi văn phòng. Tôi ra mua mấy thứ, đến lúc đó bảo Tổng Giám Đốc Phùng thanh toán. Mễ Huyên vừa đi, Hạ Tưởng liền nói. Anh bây giờ còn bao cổ phần? Phùng Húc Quang giơ tay lên nói. 58%. Hạ Tưởng gật đầu nói. Vậy không bằng như thế nào, chuyển 5% cổ phần của em ra, anh chuyển 5% cổ phần, như vậy là đủ 10%. Anh còn lại 53% là được chứ gì? Phùng Húc Quang vội vàng đứng lên nói. Anh nói chuyện với chú không phải có ý này. Chú đừng hiểu lầm. Phùng Húc Quang như vậy làm Hạ Tưởng biết y rất gấp. Hắn liền ấn đối phương ngồi xuống. Nghe em nói, đừng kích động. Em cũng không phải người làm chuyện tốt không lưu tên. Anh trực tiếp nói với Cao Kiến Viễn là cổ phần này có em bỏ ra một nửa, em muốn nhân cơ hội này làm bạn của y. Anh coi em như người giúp vui được không? Nếu không thể lộ ra ý đồ của mình, Hạ Tưởng không thể không bỏ chút vốn liếng ra. Hắn lúc trước muốn 10% cổ phần chính là lưu lại chờ Cao Kiến Viễn ngoi lên sẽ dùng để ném đá dò đường. Không phải hắn không thích tiền mà hắn biết nhìn về tương lai. 10% cổ phần có thể thành công quan hệ với Cao Kiến Viễn. Trở thành bạn của Cao Kiến Viễn sẽ mang lại giá trị cao hơn 10% cổ phần này nhiều. Thực ra mới đầu Hạ Tưởng vốn muốn bỏ ra cả 10%, nhưng nghĩ lại làm như vậy thì Phùng Húc Quang nhất định sẽ nghĩ nhiều, không ai tin có người sẽ ném tiền không cần. Lại nói trước gió Hạ Tưởng nghĩ chuyển nhượng 10% cho Cao Kiến Viễn thì sẽ cắt đứt quan hệ với Phùng Húc Quang. Bởi vì hắn vẫn băn khoăn tại sao Cao Thành Tùng ngã mà Phùng Húc Quang vẫn không ngã, không biết Phùng Húc Quang có chỗ dựa và tâm cơ như thế nào. Chẳng qua sau khi tiếp xúc thì hắn mới biết cách xử sự của Phùng Húc Quang rất khôn khéo, đáng làm bạn. Vì thế hắn quyết định lưu lại 5% cổ phần, cũng có thể có lợi ích chung với Phùng Húc Quang. Giữa bạn bè phải có cùng lợi ích để duy trì quan hệ. Phùng Húc Quang có chút xấu hổ gãi đầu nói. Không đúng. Cho dù chú muốn làm quen Cao Kiến Viễn, hy vọng về sau được y giúp thì cũng không nên bỏ cổ phần ra như vậy. Nói thật có phải là chú muốn giúp anh không? Được rồi, em thừa nhận em có tư tâm. Hạ Tưởng muốn làm ra một điều mà không ai có thể bắt bẻ. Không ai không yêu tiền mà, chẳng qua em thấy siêu thị Giai Gia do anh khống chế cổ phần thì tốt hơn. Nếu không sau này phát triển mà anh không thể quyết định được thì sao? Anh cần đầu tư, cần mở chi nhánh. Mở các cửa hàng ăn nhanh thì cũng không thể trực tiếp quyết định. Đương nhiên anh là anh của em nguyện ý bỏ ra 5% cổ phần để mua sự yên tâm cho anh. Mẹ nó chứ. Mắt Phùng Húc Quang hơi ướt rồi ôm lấy Hạ Tưởng. Chú nói được, ân tình này thiếu chút nữa làm anh muốn khóc. Hai anh em ta không cần nói nhiều, về sau anh và chú không phân biệt. Của anh là của chú, đương nhiên ngoài chị dâu ra.
Ngoài anh ra thì có lẽ chú cũng không thèm cô ấy. Hạ Tưởng có chút cảm động mà vỗ vỗ tay Phùng Húc Quang. Hy vọng dưới sự dẫn dắt của anh siêu thị Dai Gia càng lúc càng phát triển, 5% của em cũng càng lúc càng đáng tiền. Tào Thù Lê gọi điện tới hỏi Hạ Tưởng tối có ăn cơm không? Hạ Tưởng không chịu nổi sự nhiệt tình của Phùng Húc Quang nên cùng Mễ Huyên ở lại ăn với Phùng Húc Quang. Hắn liền bảo Tào Thù Lê và Liên Nhược Hãm bắt taxi về. Tào Thù Lê hỏi khi nào về thành phố Đan Thành, cô còn nói Liên Nhược Hãm cũng muốn đi. Hạ Tưởng thầm nghĩ mai cũng không có gì nên quyết định là mai. Làm hắn có chút khó hiểu là bọn họ đi đâu thì Liên Nhược Hãm theo đến đó, khiến hắn không có thời gian riêng bên Tào Thù Lê, đúng là cái bóng đèn. Đương nhiên chắc có ý đồ gì đây, Liên Nhược Hãm chắc rảnh rỗi nên đi khắp nơi giải sầu. Đúng là không hiểu rõ tính tình cô gái này. Hắn gọi về nhà nói mai sẽ về, bố mẹ hắn đương nhiên vui vẻ. Vừa lúc Mễ Huyên ở bên dục hắn đi nhanh lên nên hắn không có thời gian nói chuyện Tào Thù Lê với bố mẹ hắn. Đang ăn thì Hạ Tưởng nhận được điện của Lý Hồng Giang. Lý Hồng Giang rất nhiệt tình mời Hạ Tưởng đi ăn và chơi tối, Hạ Tưởng từ chối và nói mình đang đi ăn với Phùng Húc Quang. Nhắc đến Lý Hồng Giang, Phùng Húc Quang liền nói nhiều một chút. Y cũng có ấn tượng với Lý Hồng Giang, người không tệ, có năng lực và biết chui. Chẳng qua có một điểm làm người ta thấy Lý Hồng Giang là người có chút thủ đoạn và quá thích thăng quan. Nói đến thăng quan thì Hạ Tưởng mới nhớ hôm nay khi gặp Tào Vĩnh Quốc quên không nhắc tới Lý Hồng Giang. Lý Hồng Giang thích thăng quan là việc tốt, mỗi người đều có một khát vọng, có khát vọng sẽ có nhược điểm. Người không có khát vọng mới là người khó đối phó nhất. Bữa cơm ăn khá lâu, Phùng Húc Quang và Hạ Tưởng nói chuyện việc cải tiến siêu thị, Mễ Huyên lại nói chuyện mở chi nhánh. Ba người vừa ăn vừa nói chuyện đến tối muộn mới xong. Trước khi đi, Phùng Húc Quang có men say bắt chặt tay Hạ Tưởng mà nói. Anh không có anh, chị, em gì cả. Chú về sau chính là em ruột của anh, còn gần hơn vợ anh. Hạ Tưởng đẩy y mà nói. Đừng có hơi tí là lấy chị dâu ra làm ví dụ. Có phải là anh có ý kiến với chị dâu? Mễ Huyên trừng mắt nhìn trêu chọc. Là một người đàn ông thành công thì chán ghét người trong nhà là bình thường. Chẳng qua tôi thấy Tổng Giám Đốc Phùng theo đuổi cảnh giới là ngọn cờ hồng không ngã, lá cờ mãi tung bay đúng không? Phùng Húc Quang dựa vào men rượu nên nhìn chằm chằm vào Mễ Huyên. Giám đốc Mễ sao thế, tôi nhìn cô mà thấy như cởi mở như vậy, có phải là thiếu một người quản cô không? Hạ Tưởng thấy hai người chuẩn bị tranh cãi nên vội vàng ngắt ngang. Mễ Huyên, chúng ta chào Tổng Giám Đốc Phùng đi, về sau còn có cơ hội gặp mà, về sau tiến triển như thế nào thì cũng được. Nhưng bây giờ trước mắt tôi mà. Đừng có nói nhiều, bây giờ muộn quá rồi. Ý của Hạ Tưởng là hai người đừng liếc mắt đưa tình quá như vậy chứ. Hắn không phản đối, không ủng hộ, nhưng về sau đừng không thèm để ý đến hắn là được. Phùng Húc Quang cười ha hả xua tay rời đi. Mễ Huyên nhìn chằm chằm Phùng Húc Quang rời đi rồi thở dài nói. Nói thật với Hạ Tưởng, Tổng Giám Đốc không phải loại tôi thích. Ánh mắt của tôi giống cô bé Lê. Hạ Tưởng giả vờ không nghe thấy. Land Rover, xe Land Rover của tôi ở đâu? Đừng có mà mất, nếu không tôi làm trâu ngựa cả đời cũng không trả nổi. Hạ Tưởng đưa Mễ Huyên về Tào gia thì biết Liên Nhược Hãm đã về khách sạn, hắn liền hẹn Tào Thù Lê là sáng mai sẽ tới đón cô XX đã về. Về khách sạn, Hạ Tưởng vừa định mở cửa thì Liên Nhược Hãm đã đứng trước cửa phòng nhìn hắn, tất nhiên là chờ hắn. Nhớ đến chuyện tối qua hắn lại xấu hổ. Liên Nhược Hãm bây giờ mặc chiếc váy ngủ in hình nhân vật hoạt hình mặc dù không quá bại lộ nhưng trời tối có mỗi hai người nên Hạ Tưởng phải nói. Có việc thì nói ở ngoài này đi. Liên Nhược Hãm có vẻ không vui nói. Hôm qua to gan lắm cơ mà, giả vờ nhát gan. Lời cô nói luôn châm chọc nhưng lại khiến người ta suy nghĩ miên man. Hạ Tưởng đành phải bước vào phòng cô rồi đột nhiên vỗ tay. Đúng rồi, tôi giúp cô kiểm tra có dán không nhé. Liên Nhược Hãm không nói gì mà khoanh hai tay đứng bên. Hạ Tưởng liền cúi người nhìn quanh một lúc, hắn mới thở hổn hển nói. Chắc có thể cam đoan về cơ bản là không có dán. Nhưng nếu chẳng may có thì cô có thể dịu dàng bảo nó rời đi. Dán dễ nói chuyện mà. Liên Nhược Hãm cười hì hì nói. Tôi không phải là dán nên sao biết nói tiếng của nó, nhưng có lẽ anh có đó. Cuối cùng cũng lộ ra một tia đáng yêu, không tin cô giả vờ lạnh lùng hơn tôi. Hạ Tưởng thầm mắng vài câu, hắn đang định về phòng thì nghe Liên Nhược Hãm ấp úng nói.
Mai đến nhà anh, tôi có nên ăn mặc nghiêm túc một chút không? Hạ Tưởng có chút sửng sốt. Không cần, cũng không phải là đến gặp lãnh đạo mà. Hơn nữa cô là bạn cô bé Lê, cứ giả vờ như mọi khi là được. Hơn nữa đừng có mà tính kế ở nhà tôi, nếu không tôi giận là đuổi cô về đó. Biết rồi. Liên Nhược Hạm hiếm khi ngoan như vậy. Chờ Hạ Tưởng đi tới cửa, cô lại oán giận nói một câu. Anh sao lại về muộn như vậy? Nếu về sớm thì có thể đi rửa xe bây giờ bẩn quá rồi. Hạ Tưởng cũng mệt không muốn đáp lời cô, về phòng là lăn ra ngủ. Chương 152, nhà Hạ Tưởng. Sáng hôm sau hắn gõ cửa phòng Liên Nhược Hạm, cửa vừa mở ra, Hạ Tưởng có chút chấn động. Liên Nhược Hạm mặc chiếc váy rất hợp người, tôn lên eo nhỏ, mông to, đôi tất chân đúng là rất hấp dẫn. Hạ Tưởng ngây ngô dụi mắt nhìn thật kỹ. Liên Nhược Hạm đúng là cô gái thay đổi quá lớn. Cô mặc cái gì thì đúng là tạo hình ảnh khác. Cô đứng trước mặt như vậy thì người không biết thì kiểu gì cũng cho rằng cô ít nhất là trợ lý tổng giám đốc của một công ty cao cấp. Hai người xuống lầu lấy xe, Hạ Tưởng lái xe đến khu nhà ủy ban xây dựng đón Tào Thù Lê. Tào Thù Lê hôm nay mặc chiếc váy màu lam trẻ trung, cô và Liên Nhược Hạm đúng là tôn nhau lên. Tào Thù Lê có chút ngạc nhiên nhìn Liên Nhược Hạm một lúc rồi nói. Liên tỷ, chiếc váy này đúng là thích hợp với chị. Giống như chị mặc đồ gì cũng hợp. Ba người đi ăn sáng, Tào Thù Lê nói không ngừng, hưng phấn như con chim nhỏ. Hạ Tưởng một lát là hiểu hôm qua hai người này cả chiều đi siêu thị và mua mấy bộ quần áo. Hắn cúi đầu nhìn chiếc quần và áo của mình, hình như là đồ từ năm trước. Năm nay có vẻ hắn chưa mua bộ nào. Đúng, trước khi đến huyện Bá thì Thiếu Giai đã mua mấy bộ cho hắn, nhưng hắn đều để lại ở huyện Bá. Ăn xong lái xe lên đường, Hạ Tưởng ngồi đằng trước lái xe. Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm ngồi đằng sau không ngừng cười nói. Hạ Tưởng cũng không buồn nghe các cô nói gì. Giữa phụ nữ luôn có không ít đề tài nói chuyện. Hắn không có hứng thú mà chăm chú lái xe. Đi ngang qua một khu phục vụ, hắn ngừng xe ưỡn ưỡn lưng thì mới nhớ đến Mễ Huyên nên hỏi Tào Thù Lê. Thì ra Mễ Huyên hôm nay cùng Phùng Húc Quang trao đổi việc hợp tác. Hạ Tưởng nghe xong mà có chút buồn bực. Ngày hôm qua hình như không nghe Mễ Huyên nói hôm nay sẽ đến gặp bàn chuyện với Phùng Húc Quang mà. Hạ Tưởng cười nói. Chỉ mong mọi người bàn bạc vui vẻ và có kết quả. Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm đứng sau lưng Hạ Tưởng nhỏ giọng nói gì đó. Đột nhiên hai người cười cười, Hạ Tưởng quay đầu lại nói. Có ý đồ xấu gì thế, thành thật khai báo. Tào Thù Lê chắp tay sau lưng rồi nhìn Hạ Tưởng từ trên xuống dưới. Điều này làm Hạ Tưởng ngứa ngứa trong lòng. Hắn sờ mặt rồi gãi đầu. Trên mặt anh có gì à? Không phải. Tào Thù Lê không nhịn được đỏ mặt nói. Sao anh không đi WC? Hạ Tưởng có chút xấu hổ nói. Không muốn đi, nếu cứ ép đi thì cũng có thể. Sao, nhất định có gì không đúng rồi. Tào Thù Lê đưa một túi ra đằng trước rồi nói. Mua cho anh bộ quần áo, anh có nên vào WC thay không? Hạ Tưởng ngẩn ra. Em muốn hại anh à, thay quần áo ở khu WC chỗ này sao? Em nghĩ như thế nào mà lại mua quần áo cho anh, không hợp thì sao? Nhất định là hợp, em và Liên Tỷ đã bàn cuối cùng do Liên Tỷ quyết định mua cho anh, đừng nói nhiều nữa, đi thử đi nếu không người ta không thèm để ý tới anh. Tào Thù Lê không biết vì sao lại đỏ mặt nhét túi vào tay Hạ Tưởng, sau đó chạy đi. Hạ Tưởng cúi đầu nhìn túi thì thấy bộ quần áo, còn có cả quần lót. Hắn thế mới hiểu vì sao Tào Thù Lê lại đỏ mặt. Trong lòng hắn nóng lên nhìn cô bé xấu hổ. Hạ Tưởng nói với theo. Cảm ơn em, cô bé Lê, em suy nghĩ rất chu đáo. Tào Thù Lê càng đỏ mặt hơn, vội vàng bảo hắn đi. Đó là quà tặng, không phải cố ý mua cho anh. Anh đừng nghĩ linh tinh. Chiếc quần lót có cần phải nghĩ lung tung không? Hạ Tưởng không trêu cô nữa mà gật đầu cầm túi muốn vào WC. Không ngờ Liên Nhược Hạm đã đi tới đưa cho hắn một chiếc túi. Giày của anh cũ rồi, tôi mua cho anh đôi mới. Tôi cảnh cáo anh đừng nghĩ nhiều. Lần trước anh cứu mọi người bao gồm cả tôi coi như báo ơn cứu mạng của anh. Sao không phải lấy thân báo đáp nhỉ? Lấy một đôi giày đã báo được ơn cứu mạng sao? Hạ Tưởng có chút bất đắc dĩ. Hạ Tưởng thấy cô nói cứng nhắc như vậy thì không khách khí cầm lấy. Làm ơn không cần báo đáp. Chẳng qua thấy cô có lòng thành như vậy thì cảm ơn. Hạ Tưởng từ WC đi ra trông sáng rực hẳn lên, Tào Thù Lê không ngừng khen.
Mặc dù nhìn qua không trắng mấy nhưng đổi bộ quần áo cũng dễ nhìn hơn. Như vậy mới được, cuối cùng không ai ngại lái xe của chúng ta ăn mặc không ra gì. Hạ Tưởng mặc đồ mới nên càng thêm đẹp trai, lịch sự, điều này làm mấy cô gái đi ngang qua phải nhìn vài lần. Hắn nhìn Tào Thù Lê, lại nhìn Liên Nhược Hạm thì thấy hai cô đều vui vẻ. Hạ Tưởng thầm nghĩ hai cô quả nhiên là từ bé đến lớn không lo cơm ăn, áo mặc. Quần áo, giày mua cho hắn đều là hàng hiệu, hơn nữa còn là loại mặt hàng đắt tiền nhất thành phố Yến. Bộ đồ này ít nhất bằng 2 năm tiền lương của hắn. Tào Thù Lê nhìn áo và quần, Liên Nhược Hạm lại nhìn giày. Hai người nhìn tới với sự hài lòng vì ánh mắt của mình. Một lần nữa lên đường, Tào Thù Lê ngồi vào ghế tay lái phụ và nói với Hạ Tưởng. Liên tỷ muốn nghỉ một chút, em lên đây nói chuyện với anh, nếu không khi anh lái xe mà buồn ngủ thì thảm rồi, sẽ không hoàn thành nhiệm vụ. Hạ Tưởng đoán được chút suy nghĩ của cô nên nói. Có phải là muốn ngồi gần anh, để nhìn vẻ đẹp trai của anh ở cự ly gần không? Tào Thù Lê nhắm mắt lại nói. Em ngủ rồi, anh nói gì em cũng không nghe thấy. Ánh nắng chiếu vào xe Land Rover, nghênh đón bọn họ tiến vào thành phố Đan Thành. Hạ Thiên Thành năm nay 50 tuổi, ông có hai con lớn là Hạ Tưởng, con thứ hai là Hạ An. Hạ Thiên Thành là một người có tư tưởng truyền thống, là công nhân chăm chỉ của công ty xây dựng số 1 thành phố Đan Thành. Ông làm thủ kho, ông cùng vợ là Trương Lan cùng nhau nỗ lực duy trì cuộc sống gia đình. Khi Hạ Tưởng thi vào đại học và tốt nghiệp rồi muốn ở lại thành phố Yến, mới đầu ông không đồng ý, muốn Hạ Tưởng về bên cạnh mình. Ít nhất ông cũng công tác ở thành phố Đan Thành nhiều năm. Lãnh đạo các công ty lớn nhỏ ở thành phố cũng nể mặt nên bố trí một công việc cũng không có gì là khó. Nhưng Hạ Tưởng muốn ở lại thành phố Yến, nói là phấn đấu. Thực ra Hạ Thiên Thành hiểu đây là Hạ Tưởng muốn ở bên Dương Bối. Hạ Thiên Thành cũng không thích Dương Bối, ông cảm thấy cô không rộng lượng, hơi nhỏ nhen. Mặc dù Dương Bối khá xinh nhưng lại làm người ta có chút bực bội. Có lần ông lên thành phố Yến thăm Hạ Tưởng, vừa lúc ông gặp Hạ Tưởng và Dương Bối ở bên nhau. Mặc dù Dương Bối ngọt ngào gọi ông là Hạ Thúc Thúc, nhưng ông chỉ gật đầu không nói gì. Sau đó ông cũng nói cho Hạ Tưởng là ông hy vọng Hạ Tưởng có thể tìm một bạn gái rộng rãi, dù xinh đẹp hay không là vế sau, quan trọng nhất chính là cách xử sự tự nhiên. Hạ Tưởng ngoài miệng tuy vâng nhưng không để ý. Hạ Thiên Thành biết Hạ Tưởng cũng không để ở trong lòng. Ông biết Hạ Tưởng, con lớn của ông khi đã quyết định thì sẽ không dễ thay đổi ý định. Một khi hắn đã quyết định thì có khuyên nữa cũng vô ích. Không giống Hạ An rất dễ bảo, nghe lời ông. Khi Hạ An thi đại học, Hạ Thiên Thành không cho Hạ An thi vào đại học thành phố Yến, mà bảo Hạ An thi vào đại học Đan Thành. Hạ Tưởng tốt nghiệp và muốn ở lại thành phố Yến, ông trong lòng không vui nhưng vì không muốn làm chậm tương lai phát triển của Hạ Tưởng nên phải mặt dày tìm em trai của Tào Vĩnh Quốc Tào Vĩnh Vượng, nhờ người này đến thành phố Yến nhờ ông anh làm giám đốc sở. Cũng may Tào Vĩnh Quốc tuy là giám đốc sở nhưng thái độ rất dễ gần. Cuối cùng Hạ Tưởng thuận lợi ở lại thành phố Yến. Nhưng vì Dương Bối lại không có đơn vị nào nhận nên phải về huyện bá, điều này làm Hạ Thiên Thành vừa mừng vừa lo. Mừng là vì Dương Bối về quê thì sẽ không ở bên Hạ Tưởng nữa, lo là Hạ Tưởng một mình ở thành phố Yến không thân không quen thì khi nào mới có thể mua được nhà. Không mua nổi nhà thì có con gái nhà nào muốn lấy hắn. Bố mẹ luôn lo cho con. Không lâu sau Hạ Tưởng bị điều từ công ty xây dựng số 3 đến công ty của Lý Đinh Sơn. Tuy nói biên chế tốt hơn ở công ty xây dựng số 3 nhưng Hạ Thiên Thành lại thấy dựa vào công ty của Lý Đinh Sơn không bằng công ty xây dựng số 3. Quả nhiên không lâu sau nghe thấy hiệu quả kinh doanh của công ty này khá kém, không chừng Hạ Tưởng sẽ mất việc. Ông liền mắng Hạ Tưởng một trận, nói hắn là thằng mù mắt, không yên tâm công tác mà nhảy loạn lên, cuối cùng không biết có thể làm chức vụ gì. Bây giờ có thể ăn no, mặc ấm đã may rồi. Ai ngờ không lâu sau Hạ Tưởng lại đi theo Lý Đinh Sơn đến huyện bá, làm thư ký của Lý Đinh Sơn, mà Lý Đinh Sơn cũng thành bí thư huyện ủy. Huyện bá ở đâu thì Hạ Thiên Thành không biết, nhưng ông biết bí thư huyện ủy là chức quan gì. Hơn nữa chức bí thư huyện ủy là quan rất có tiền đồ. Đám giám đốc mà ông thường thấy ở thành phố Đan Thành còn kém Lý Đinh Sơn 2 cấp, vậy Hạ Tưởng là thư ký của Lý Đinh Sơn có phải rất có tương lai không? Hạ Thiên Thành thực ra cũng không hy vọng xa vời, ông chỉ hy vọng Hạ Tưởng bình yên kiếm không cần nhiều tiền thì ít nhất cũng phải có cuộc sống vừa phải, mua được một căn nhà và cưới vợ ở thành phố Yến là ông hài lòng rồi. Hạ Thiên Thành xuất thân công nhân nên muốn Hạ Tưởng một bước lên mây là không thực tế.
ông cũng biết bên trên không có ai thì không thể làm quan. Chỉ cần Hạ Tưởng đi theo Lý Đình Sơn không phải chịu khổ, không vất vả, có thu nhập ổn định, có vợ thì ông đã cười tươi như hoa. Hôm qua nhận được điện của Hạ Tưởng nói sẽ về thăm nhà, Hạ Thiên Thành vui vẻ cười ha hả, tâm trạng không tốt mấy ngày cũng biến đi. Ông bảo vợ dọn nhà cửa, còn bảo vợ làm bánh mà Hạ Tưởng thích ăn nhất. Bà vợ rất không hài lòng việc ông chỉ có con lớn, không có con bé. Ông cười ha hả nói. Thằng út suốt ngày ở bên bà ăn cơm bà nấu, thằng cả được ăn mấy bữa chứ? Bà chẳng phải trách tôi sao mãi không đi mua cà chua sao? Cùng là con thì Trương Lan sao có thể không thương? Chẳng qua bà cũng có ý kiến việc Hạ Tưởng ở lại thành phố Yến. Bà cho rằng Hạ Tưởng một mình ở ngoài ăn không ngon, mặc không ấm, lại không chăm sóc tốt được cho mình. Hơn nữa thành phố Yến có gì tốt chứ, chỉ là lớn hơn thành phố Đan Thành một chút mà thôi, người nhiều hơn mà thôi nhưng không phải đều ăn cơm, mặc áo sao. Hạ Thiên Thành đúng là không buồn giải thích với bà vợ. Ông chỉ nói một câu thường dùng. Năm đó nếu không phải tôi ra ngoài sông Sáo thì cả nhà bây giờ không phải vẫn ở nông thôn sao? Khi Hạ Thiên Thành và Trương Lan kết hôn thì vẫn ở nông thôn. Sau khi kết hôn và có Hạ Tưởng, ông mới được nhận vào công ty xây dựng số 1 Đan Thành, mười mấy năm ông mới có được một căn nhà ở thành phố. Cho nên mỗi lần Trương Lan có ý kiến với Hạ Tưởng, ông liền dùng lời này mà đáp lại. Mỗi lần như vậy Trương Lan đều á khẩu không biết nói gì. Trời vừa sáng, Hạ Thiên Thành hôm nay dậy sớm một bên dọn dẹp nhà, một bên nhìn quanh. Trương Lan oán trách nói. Mới sớm mà đã dậy làm gì? Ông đúng là, từng này tuổi mà còn thiếu kiên nhẫn. Hạ Thiên Thành cười ha hả nói. Thằng cả rất có chính kiến, nhưng cũng làm cho bố mẹ quan tâm nhất. Con nó về một chuyến, tôi tỏ vẻ nóng lòng một chút cũng không được sao. Được, ai dám ngăn ông? Trương Lan cũng bắt đầu bắt tay làm bánh. Bà đeo tạp dề rồi nghĩ đến chuyện của Hạ An nên nói. Thằng cả làm thư ký của bí thư huyện ủy thì về sau cũng là người nhà nước, hàng tháng nhất định được nhận lương. Nhưng việc của thằng út thì sao bây giờ? Con nó tốt nghiệp đại học nhưng ngành trung văn thì đơn vị tốt không thể xin vào, đúng là làm người ta lo muốn chết. Hạ An năm nay sau khi tốt nghiệp đại học thì vẫn chưa tìm được việc. Hạ Thiên Thành muốn Hạ An vào công ty xây dựng số 1 Đan Thành, cũng tìm giám đốc nói chuyện. Giám đốc cũng gật đầu đồng ý nhận Hạ An vào làm nhân viên văn thư văn phòng. Nhưng chưa kịp đến làm thì giám đốc đã bị điều đi. Giám đốc mới tới không nể mặt Hạ Thiên Thành. Ông mặc dù tức giận nhưng cũng không thể làm gì được. Hạ Thiên Thành trách Trương Lan. Hôm nay thằng cả về nhà là việc tốt, đừng nhắc mấy việc làm người ta lo lắng. Chờ con đi rồi nói tiếp. Tôi dù sao cũng làm ở Đan Thành này mười mấy năm, chẳng lẽ không tìm được một công việc cho thằng út sao? Đúng. Thằng út sao còn chưa tới, gọi điện cho con đi. Bảo nó mang theo bạn gái nữa để cho thằng cả thấy. Thằng cả là anh nên phải lấy vợ trước, nếu không thằng út phải chờ. Công ty xây dựng số 1 Đan Thành có một loạt phòng phúc lợi, cuối cùng thì Hạ Thiên Thành cũng bỏ ra 50.000 mua cho Hạ An một căn để dành khi kết hôn. Bạn gái Hạ An Hứa Ninh là bạn cùng học đại học với y, là người thành phố Đan Thành. Nhà cô cũng có quan hệ nên bố trí cô vào cơ quan nhà nước làm việc. Hạ An mãi không tìm được công việc, tuy Hứa Ninh không nói gì nhưng nhà cô đã có ý kiến muốn cô chia tay với Hạ An. Hạ Thiên Thành cũng nghe Hạ An nói người nhà Hứa Ninh không hài lòng với y, ông cũng có chút sốt ruột. Ông thấy Hứa Ninh là cô gái khá được, không thể vì công việc mà ảnh hưởng tới hôn nhân của hai người. Nếu không phải Hạ Tưởng đột nhiên về, ông hôm nay có lẽ lại đi gặp giám đốc xem có thể đưa thêm chút quà để giám đốc chấp nhận không. Chẳng qua nếu Hạ Tưởng về. Ông chỉ có thể bỏ tạm việc của Hạ An lại. Trương Lan gọi điện xong liền nói với Hạ Thiên Thành rằng Hạ An đi đón Hứa Ninh rất nhanh sẽ về. Hạ An ở trong một căn phòng khác, cùng trong một khu nên chỉ đi bộ vài phút là tới. Điều này cũng phù hợp với yêu cầu của Trương Lan, nuôi con phòng lúc về già. Anh cả không ở bên, vậy anh hai phải ở bên. Lát sau Hạ An và Hứa Ninh đã đi vào, Hạ An và Hạ Tưởng cũng có vài phần giống nhau. Hạ An trắng hơn một chút nhưng lại không cao bằng Hạ Tưởng. Hạ An nói chuyện khá nhỏ, vừa nhìn là biết tính cách không cứng rắn. Hứa Ninh có thân hình nhỏ xinh, mặt tròn khi cười như búp bê rất dễ làm người ta thích. Hai người coi như khá chăm chỉ, vừa vào nhà đã giúp Trương Lan. Một bên quét nhà, một người vào trong nhà bếp giúp đỡ. Hạ Thiên Thành rảnh rỗi không có việc gì liền tính toán nếu đi tàu thì có lẽ tiếng nữa mới về,
đi ô tô thì có lẽ rất nhanh sẽ tới. Ông chắp tay sau lưng đi tới trước cửa sổ nhìn ra ngoài. Vừa nhìn thì thấy một chiếc ô tô từ xa đi đến, loại xe này ông chưa từng thấy, hơn nữa còn có biển Bắc Kinh. Ông thầm nghĩ nhà ai có bà con Bắc Kinh tới thăm nhỉ? Nhìn chiếc xe này là biết chắc không rẻ. Ông vừa mới nghĩ đến đây thì đã thấy chiếc xe chạy như bay dừng trước kế hoạch nhà số 1, sau đó đi ngang qua mấy nhà không dừng, cuối cùng dừng ở khu nhà của ông. Hạ Thiên Thành có chút buồn bực, ông ở đây nhiều năm mà không nghe nói nhà ai có họ hàng trên Bắc Kinh. Vậy xe kia có phải là đỗ nhầm chỗ không? Do có ý tốt muốn chỉ đường nên ông đẩy cửa đi ra. Ở tầng 1 đúng là tiện, không cần xuống lầu là ra ngoài được. Ông đi đến trước mặt xe vừa dừng lại, ông vội vàng gõ gõ cửa xe rồi nói. Tìm ai vậy? Tôi cũng khá quen ở khu này, tìm ai hỏi tôi đều biết. Cửa kính xe không mở xuống, cửa xe lại mở ra, một thanh niên ăn mặc đồ mới tinh đang tươi cười nói. Có phải tìm bố không nhỉ? Hạ Thiên Thành ngẩn ra, ánh mặt trời buổi sáng làm ông chói mắt nhìn không rõ. Ông lui ra sau một bước mới tỉnh táo thấy được người từ xe xuống là con cả của ông. Ông suy nghĩ một chút, Hạ Tưởng sao có xe biển Bắc Kinh, đừng nói không có tiền mua xe, dù có tiền mua xe cũng không thể đăng ký biển số Bắc Kinh, sao lại như vậy? Không đợi ông suy nghĩ chiếc xe này bao tiền thì cửa sau xe đã được mở ra, hai cô gái xinh như hoa như ngọc đi xuống. Một cô mặc chiếc váy màu lam đẹp như diễn viên trên TV đã cười tươi như hoa đi đến trước mặt ông và chào. Hạ thúc thúc. Hạ Thiên Thành nở nụ cười, ông muốn nói chuyện cũng không thể nói ra. Ông đang nghi ngờ có phải mình nằm mơ không? Có phải nhớ con lớn quá nên mơ thấy Hạ Tưởng lái xe về, còn có hai cô gái xinh đẹp đi cùng không? Cô gái phía sau mặc đồ công sở tuy mặt hơi lạnh nhạt nhưng lại như tiên nữ giáng trần. Cô cũng rất lễ phép gọi một tiếng. Hạ thúc thúc. Hạ Thiên Thành gật đầu một cách máy móc, đầu ông đang suy nghĩ miên man, đến tận khi Hạ Tưởng đỡ ông thì ông còn chưa tin mà dẫm dẫm chân mình. Đến khi chân thấy đau thì ông mới tỉnh lại, ông run rẩy nói. Anh cả, các cô ấy là ai thế? Hạ Tưởng cũng không ngờ câu đầu tiên bố mình hỏi lại là Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm. Hắn kéo Tào Thù Lê lại rồi nói. Bố, chẳng lẽ bố không nhận ra cô ấy sao? Hạ Thiên Thành thực ra đã nhận ra Tào Thù Lê là ai? Lần trước khi đến nhà giám đốc Tào thì Tào Thù Lê đã tạo cho ông ấn tượng rất sâu, muốn quên cũng khó. Chỉ là ông không thể tin nổi được con gái của giám đốc Sở sao lại cùng Hạ Tưởng từ trên xe đi xuống. Tào Thù Lê có chút xấu hổ nhưng vẫn nói. Hạ thúc thúc, cháu là Tào Thù Lê, lần trước chú đã đến nhà cháu và gặp cháu mà. Có phải là lúc ấy cháu chậm tiếp đón chú, nên bây giờ chú không chào đón cháu vào nhà làm khách không? Hạ Thiên Thành thấy Hạ Tưởng cầm tay Tào Thù Lê liền hiểu ra, trong lòng ông như được ăn mật vậy. Thằng danh này đúng là được, lần trước mình nói với nó có thể tìm con gái của một trưởng phòng cấp huyện coi như có bản lĩnh. Không ngờ nó lại còn tìm con gái của giám đốc Tào, đúng là có bản lĩnh. Nghĩ như vậy nên ông cười tươi như hoa. Thù Lê đến thì chú đương nhiên chào đón rồi. Hạ Tưởng, con cũng đúng là, Thù Lê tới mà sao không nói trước một tiếng để bố còn chuẩn bị. Bố còn nghĩ chỉ mình con về chứ. Tào Thù Lê liền giới thiệu Liên Nhược Hạm. Chị ấy là Liên Nhược Hạm, là bạn thân của cháu, chị ấy cùng cháu và Hạ Tưởng về đây. Chị ấy có xe nên bọn cháu được đi cùng. Hạ Thiên Thành liền vội vàng gật đầu tỏ vẻ cảm ơn, Liên Nhược Hạm cũng liền cười cười nói không cần. Tiếng người đi vào nhà làm Trương Lan đang ở đối diện phòng khách nghe thấy tiếng mở cửa liền ra xem. Bà thấy ở ngoài phòng khách có Hạ Tưởng, Hạ Thiên Thành lại ngây ngô đứng bên cười cười. Bà đang định mắng Hạ Thiên Thành sao lại đứng nói chuyện thì lại thấy hai cô gái xinh đẹp đứng đó nên có chút kinh ngạc không biết nói gì. Trước kia bà thường nghe người ta nói đến tiên nữ nhưng có biết tiên nữ trông như thế nào đâu. Hai người trước mặt có phải là tiên nữ không? Hai tay Trương Lan dính đầu bột, bà đứng ở cửa phòng bếp nhìn ra mà trong lòng lại không ngừng có một câu con gái nhà ai mà lại xinh như vậy. Có một cô bé làm con dâu mình thì quá may mắn. Chương 153, Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm tranh sắc. Hứa Ninh cũng từ trong phòng đi ra thấy liền kêu lên một tiếng. Hạ An, mau ra đây xem người đẹp. Tiếng kêu của cô làm mọi người thức tỉnh. Hạ Tưởng vội vàng giới thiệu mọi người với nhau, nói chuyện một lúc không những không yên tĩnh mà càng lúc càng náo nhiệt. Tính cách Hứa Ninh khá cởi mở, hơn nữa lại có tuổi tương đương Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm, vì thế cô nói chuyện với Tào Thù Lê khá vui vẻ, mãi không hết chuyện.
Liên Nhược Hạm nói không nhiều nhưng nhẫn nại, có hỏi có đáp, không ngại phiền phức. Chỉ chốc lát ba cô gái đã ngồi tụm lại với nhau. Trương Lan thấy có cơ hội liền nháy nháy mắt với Hạ Thiên Thành, ra hiệu ông chồng tìm lý do kéo Hạ Tưởng vào phòng ngủ. Hạ An cũng cười hì hì vào trong, người một nhà đóng cửa tra hỏi Hạ Tưởng. Hạ Tưởng, con nói xem hai cô gái kia là như thế nào. Trương Lan ra vẻ nghiêm khắc nhưng lại lộ rõ một tia mong chờ và khẩn trương. Bà sợ Hạ Tưởng nói ra câu mà bà không muốn nghe. Anh, ai là bạn gái của anh? Anh quá lợi hại, cô gái đẹp như vậy có thể nghe lời anh, em bây giờ đúng là phục anh sát đất. Hạ An rất hâm mộ, khi nói chuyện còn quay đầu lại nhìn ra ngoài. Chẳng qua cách cánh cửa nên không thể nhìn thấy gì. Không cần nói, để bố nói. Bố có thể đoán được. Hạ Thiên Thành giống như trẻ hơn 10 tuổi, ông cười híp mắt khiến nếp nhăn trụm vào nhau. Thù Lê là con gái bảo bối của giám đốc Tào. Nếu bố không nhìn lầm thì cô ấy có ý với con, hơn nữa bố cũng thấy cô ấy có thể nói là rất đoan trang. Liên Nhược Hạm kia lại có vẻ khá lạnh nhạt, không dễ tiếp cận. Anh cả, con làm bạn với cô ấy thì được, nhưng cô ấy nói chuyện lại lạnh lùng không có tình cảm. Hạ Tưởng thấy người nhà nghiêm túc như vậy thì cười hì hì nói. Bố mẹ suy nghĩ nhiều rồi, con và Thù Lê bây giờ chỉ là bạn bình thường mà thôi. Cô ấy học cùng trường với con, bọn con đi cùng nhau cũng là làm chung bản thiết kế mà thôi. Vừa lúc con về nhà thăm nhà, cô ấy cũng về thăm ông bà nội nên cùng về, mọi người đừng nghĩ lung tung. Thằng danh này còn không thừa nhận ư, còn muốn giả vờ ngớ ngẩn mà lừa bố à? Hạ Thiên Thành không tin lời của Hạ Tưởng, ông quyết định. Bố lát nữa sẽ hỏi Thù Lê là như thế nào, người ta nếu không có ý đó thì có thể về nhà với con sao? Con nhiều bạn học nữ như vậy sao không thấy mang ai về nhà? Con cũng lớn rồi, nếu còn không tìm bạn gái thì các cô gái tốt sẽ bị người khác vơ sạch đó. Lập luận của ông bố làm Hạ Tưởng không biết nói gì. Hắn cũng không phải cố ý giấu mà do quan hệ giữa hắn và Tào Thù Lê vẫn chưa chính thức đến bước kia. Mặc dù hắn biết tâm tư của Tào Thù Lê đối với hắn, nhưng da mặt của phái nữ khá mỏng, nếu nói lời không nên nói để cô suy nghĩ sẽ không tốt. Mặc dù Hạ Tưởng cũng biết Tào Thù Lê thi thoảng cũng hay làm núng, giận hờn nhưng lại là một cô gái thông minh nên sẽ không làm người ta khó xử. Nhưng hắn không muốn người nhà cứ vây quanh cô giống như đang xem con dâu tương lai vậy. Nhưng chuyện thường thường tiến triển ngược với mong muốn. Hạ Tưởng vốn cố gắng tránh để bố mẹ mình tiếp xúc với Tào Thù Lê, nhưng không biết do Tào Thù Lê cố ý hay bố mẹ hắn cố ý. Mà giữa Tào Thù Lê và bọn họ như luôn có chuyện nói mãi không hết. Tào Thù Lê ngoan ngoãn đáng yêu chỉ một lát sau đã nói chuyện rất vui vẻ với bố mẹ hắn. Cô không hề có vẻ gì là con gái của giám đốc Sở, một câu kêu gì Trương, một câu Hạ thúc thúc, điều này làm Hạ Thiên Thành và Trương Lan vui vẻ, nụ cười không bao giờ ngừng xuất hiện trên mặt bọn họ. Nhưng Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm ngồi bên không có chuyện gì để nói. Trên mặt Liên Nhược Hạm lộ ra một tia hâm mộ và mất mát. Cô có chút bất đắc dĩ nhìn Tào Thù Lê. Tôi rất hâm mộ cô bé Lê. Cô ấy thật thông minh, hơn nữa lại có sức hấp dẫn. Dù là ai thì cô ấy cũng có thể khiến người ta chấp nhận mình. Tôi không bao giờ học được cách này của cô ấy, chỉ có thể ngồi cô đơn một bên thưởng thức sự vui vẻ của người khác. Hạ Tưởng có chút giật mình vì Liên Nhược Hạm lại nói như vậy. Con người là khác nhau, cô cần gì phải hâm mộ người khác. Vẻ lạnh nhạt, lặng lẽ của cô cũng là một loại hạnh phúc. Anh đang chế giễu tôi vì tôi tự xót cho thân mình sao? Liên Nhược Hạm không mấy khi nở nụ cười. Cô cười lên không những dễ nhìn hơn nữa cái mũi nhíu lại trông khá nghịch ngợm. Tôi nghĩ trong mắt bố mẹ anh thì thân phận của tôi dù cao hơn cô bé Lê bao nhiêu thì bọn họ cũng sẽ không thích tôi. Có một số việc không thể so sánh. Con người bình thường có cách hưởng thụ của mình, người tầng lớp trên có cách theo đuổi hạnh phúc của riêng mình. Tầng lớp khác nhau, ánh mắt sẽ khác nhau. Hạ Tưởng cảm khái nhìn Liên Nhược Hạm. Hắn thấy trong mắt cô lộ ra một tia sôi nổi nên cười nói. Cô không phải là ở trên cao lâu ngày nên thấy lạnh, vì thế muốn tiến vào nhân gian để xem ấm áp của gia đình đó chứ. Nếu là như vậy thì sao? Anh quản được à? Liên Nhược Hạm không biết là bực bội hay làm nũng. Tôi ở một mình lâu nên đột nhiên cảm thấy hâm mộ sự ấm áp của gia đình. Con người khi sống nếu có thêm nhiều tình cảm thì mới thấy chân thật. Lời này của Liên Nhược Hạm làm Hạ Tưởng phải suy nghĩ. Đời trước hắn ở cùng bố mẹ thì ít, xa cách thì nhiều, thậm chí khi chết cũng không hoàn thành tâm nguyện của bố mẹ hắn,
những gì hắn đã làm chỉ khiến bố mẹ hắn đau lòng và thất vọng. Bây giờ được làm lại, hắn dẫn Tào Thù Lê về nhà chính là muốn thỏa mãn hy vọng của bố mẹ đối với mình, khiến bố mẹ cũng biết hắn có thể làm tốt mọi việc. Thấy Tào Thù Lê có thể thuận lợi nói chuyện với bố mẹ, Hạ Tưởng mỉm cười. Cô bé này đúng là rất thông minh, đi đến đâu cũng làm người ta thích. Lại nhìn ánh mắt yêu quý của bố mẹ đối với cô, hắn không khỏi thầm than cô bé Lê rõ ràng đang muốn nói với bố mẹ hắn, cô chính là bạn gái của hắn, chính là muốn được bố mẹ cô hoàn toàn chấp nhận hắn. Về sau nếu Hạ Tưởng có ý khác, nếu muốn mang cô gái khác về nhà thì không cần cô ra mặt, bố mẹ hắn cũng kịch liệt phản đối. Hạ Tưởng còn rõ ràng nhận ra Tào Thù Lê còn quay đầu nhìn hắn, nhìn qua là biết có chút đắc ý vì âm mưu thực hiện được. Cho nên khi Tào Thù Lê nói muốn đi thăm ông bà nội thì cả Hạ Thiên Thành và Trương Lan đều sung phong nhận đi cùng cô. Tào Thù Lê nháy nháy mắt với Hạ Tưởng. Vậy cũng tốt ạ, dù sao cũng không xa mấy, cô chú đi cùng cháu cũng tốt. Anh phải ngoan ngoãn chơi với Liên tỷ, biết không? Hạ Tưởng bị cô dùng giọng điệu của bạn gái nói như vậy thì đúng là dở khóc dở cười. Tào Thù Lê nhỏ hơn mình vài tuổi thì mình phải lo cho cô chứ. Chẳng qua thấy bố mẹ cười cười đầy hạnh phúc ở bên nên cũng nể mặt cô. Ừ, chưa nhớ về ăn cơm, buổi chiều lại sang nhà ông bà nội. Vâng ạ. Tào Thù Lê rất ngoan ngoãn gật đầu, đây coi như cho hắn đủ thể diện trước mặt bố mẹ. Anh nhớ lát nữa phải gọi điện cho bố em báo là đã tới đó, đừng để bố lo lắng. Ý của cô là quan hệ giữa hắn và cô đã được Tào Vĩnh Quốc đồng ý. Hạ Thiên Thành và Trương Lan sao có thể không nghe ra. Hai người đang rất vui vẻ, Hạ Tưởng là bạn trai của con gái giám đốc Sở. Tuy rằng Tào Thù Lê đang cười hì hì đứng trước mặt, nhưng bọn họ lại có cảm giác đây như là một giấc mơ. Hạ Tưởng liền gọi cho Tào Vĩnh Quốc nói vài câu, Tào Vĩnh Quốc đang đi làm nên cũng không nói nhiều. Trong phòng khách chỉ còn có bốn người Hạ Tưởng, Liên Nhược Hạm, Hạ An và Hứa Ninh nên im ắng hơn nhiều. Hạ An chỉ nói được vài câu, y không dám nhìn vào mắt Liên Nhược Hạm. Cô đẹp đến kinh người làm người ta không dám nhìn trực tiếp. Chẳng qua xuất phát từ lễ phép nên y có chút do dự rồi nói. Tiểu Liên là người Bắc Kinh. Liên Nhược Hạm dè dặt gật đầu nói. Anh là em của Hạ Tưởng. Anh trông cũng có nét giống Hạ Tưởng, anh đã đi làm chưa? Hạ An có chút xấu hổ nhìn Hứa Ninh rồi nói. Vẫn chưa tìm được cơ quan thích hợp. Hứa Ninh nói tiếp. Kinh tế Đan Thành không phát triển mấy, không có mấy cơ quan tốt. Muốn vào đơn vị sự nghiệp càng không có biện pháp nên đành vậy. Hạ Thúc muốn tìm người để anh ấy vào công ty xây dựng số 1 Đan Thành. Mặc dù hiệu quả kinh doanh của công ty không tốt mấy nhưng cũng hơn là không có việc. Trong lời nói của Hứa Ninh mang theo chút cảm xúc, cô nói xong nhìn Hạ Tưởng rồi nói tiếp. Anh, em rất muốn ở bên Hạ An, nhưng bố mẹ em nói nếu Hạ An không tìm được cơ quan tốt thì bắt em phải chia tay với anh ấy. Hạ An từ bé đến lớn luôn phục anh. Anh nghĩ biện pháp giúp bọn em có được không? Liên Nhược Hạm khẽ cười một tiếng. Bố mẹ cô sao lại có thể thực tế quá như vậy? Hứa Ninh lắc đầu nói. Bọn họ như vậy đó, em cũng không có cách nào. Dù sao bố mẹ em cũng vì muốn tốt cho em. Hạ Tưởng thấy Hạ An mặt đỏ bừng và cúi thấp xuống, hắn thầm nghĩ tính cách thằng em mình quá yếu ớt, có việc còn cần Hứa Ninh mở miệng nói. Hạ Tưởng nghĩ tới bố mẹ mình về sau phải do Hạ An chăm sóc nên hỏi. Em muốn vào cơ quan gì? Hạ An lắp bắp nói. Hứa Ninh công tác ở Ủy ban Nhân dân quận, em cũng muốn vào cơ quan nhà nước. Vào cơ quan nhà nước thì hơi khó khăn một chút, anh hỏi giúp em. Hạ Tưởng liền gọi điện cho Lý Đinh Sơn và nói qua về tình hình của Hạ An. Lý Đinh Sơn suy nghĩ một chút rồi nói. Tôi không phải không biết bên Ủy ban Nhân dân thành phố Đan Thành. Nhưng quan hệ không quá quen và cần phải nhờ người khác. Nếu muốn vào Nhật báo Đan Thành thì không vấn đề gì, dù sao cũng là biên chế nhà nước. Nếu không vào thành đoàn Đan Thành cũng có thể. Các cậu bàn rồi gọi điện cho tôi. Hạ Tưởng liền nói tình hình ra, Hạ An do dự một chút. Vậy thành đoàn đi anh, cán bộ cũng thuộc biên chế nên tốt hơn Nhật báo. Hạ Tưởng có chút bực mình mà nói. Em còn trẻ vào Nhật báo cố gắng vài năm rồi thi lấy bằng chuyên ngành sẽ rất có tương lai. Bây giờ vào thành đoàn nếu không có áp lực gì thì về sau rất khó có thể phát triển. Hạ An buồn bực nói. Em cũng không muốn phát triển gì nhiều, chỉ cần bình an sống bên chăm sóc bố mẹ là được. Về sau Hạ gia nở mày nở mặt dựa hết vào anh.
Hạ Tưởng còn định mắng Hạ An vài câu nhưng lại mềm lòng. Thằng em mình không có chí lớn cũng tốt, nói nó không có chí tiến thủ cũng tốt. Nhưng ít nhất nó nghe lời, tình nguyện chăm lo cho bố mẹ. Đây chính là chỗ dựa mạnh mẽ nhất đối với Hạ Tưởng. Hơn nữa bố mẹ hắn có một người con nghe lời ở bên cũng sẽ vui vẻ hơn mà. Được rồi, anh xem có thể tìm người để em vào thành đoàn hay không. Hạ Tưởng cầm điện thoại định gọi thì Liên Nhược Hạm giơ tay ngăn hắn lại. Cô cố gắng thể hiện mình gần gũi, nhưng từ lời nói vẫn có vẻ người từ trên cao nhìn xuống. Bí thư thành ủy Đan Thành có phải là Dương Hiểu Phong không? Vừa mở miệng đã nhắc đến tên của bí thư thành ủy, hơn nữa cô nói rất nhẹ nhàng như nhắc đến người bình thường vậy. Hạ An vốn nhát gan nên sao chịu được vẻ đẹp kinh người của Liên Nhược Hạm, y vội vàng kêu lên. Hình như thế, tôi không nhớ rõ. Hứa Ninh ở bên gật đầu. Đúng thế, chính là bí thư Dương, Dương Hiểu Phong. Cô cũng học theo Tào Thù Lê gọi Liên Nhược Hạm. Liên tỷ biết bí thư Dương? Không biết. Liên Nhược Hạm trả lời rất thẳng thắn làm Hứa Ninh có chút thất vọng, trong lòng cô đang thầm nói không biết còn hỏi làm gì. Cô không giỏi che giấu tâm trạng nên buồn vui gì đều lộ rõ hết. Liên Nhược Hạm không thèm để ý đến biểu hiện của Hứa Ninh, cô nhìn Hạ Tưởng mà nói. Anh nói đi. Hạ Tưởng liền cười cười. Tôi coi như nợ cô một ân tình nhỏ là được chứ gì. Liên Nhược Hạm cười nói. Trước khi nợ sau sẽ nói, đợi tôi nghĩ kỹ xem nên đòi gì. Cô rút điện thoại di động ra rồi nhìn Hạ An. Anh muốn vào thành ủy hay ủy ban nhân dân thành phố? Hạ An không thể tin được mà ngẩng đầu lên. Thành ủy, ủy ban nhân dân thành phố có thể tùy tiện chọn, cô gái này có lai lịch gì mà nói lớn lối như vậy? Hắn biết Hứa Ninh vì vào ủy ban nhân dân quận mà tốn rất nhiều công sức, còn mất 20.000 tiền quà. Liên Nhược Hạm vừa mở miệng đã bảo hắn chọn thành ủy hay là ủy ban nhân dân thành phố có phải đang nói đùa không? Nhưng Liên Nhược Hạm lại trông không hề nói đùa cả, suy nghĩ một chút rồi cô nói. Tôi quyết định thay anh, vào thành ủy thì về sau phát triển sẽ tốt hơn một chút. Chẳng qua mới đầu phải làm từ cán bộ bình thường. Vậy cần đưa bao tiền? Hạ An lấy lại bình tĩnh rồi cẩn thận hỏi. Nếu phải bỏ ra 100.000 thì y đúng là không lấy đâu ra. Đưa tiền. Liên Nhược Hạm xua tay, cô mặc bộ đồ công sở nên khi xua tay trông càng thêm đẹp và trí thức. Anh nếu mang quà đi tặng cũng không ai dám nhận. Nếu người khác nói lời này thì nhất định sẽ khiến người ta cho rằng kiêu căng hơn trời, nhưng do Liên Nhược Hạm nói ra lại khiến người ta thấy có thể tin. Hạ An cảm kích gật đầu nói. Cảm ơn Liên tỷ. Hạ An gọi Liên tỷ làm Liên Nhược Hạm cười tươi như hoa. Cô cầm điện thoại sang bên gọi, một lát sau cô quay lại nói. Nói tên của cậu, tốt nghiệp trường nào và số chứng minh thư. Liên Nhược Hạm bỏ máy xuống rồi nói. Lát nữa có điện thoại gọi lại. Hứa Ninh có chút không tin mà nói. Vào thành ủy dễ như vậy sao? Liên tỷ không gạt người ta đó chứ? Liên Nhược Hạm nhìn Hạ Tưởng rồi hỏi hắn. Tôi có gạt người không? Lúc khác thì không rõ nhưng bây giờ thì không. Coi như anh biết điều. Liên Nhược Hạm không giải thích nhiều. Một lát sau điện thoại di động vang lên, cô trực tiếp nghe trước mặt mọi người. Sau đó cô nói một câu. Tôi biết rồi. Hạ An và Hứa Ninh không dám thở mạnh mà nhìn Liên Nhược Hạm chờ cô nói. Liên Nhược Hạm cũng không vòng vo mà trực tiếp nói. Sáng thứ hai tuần sau có thư báo tới là có thể cầm chứng minh thư đến thành ủy tìm Lưu Duyên Tùng làm thủ tục công tác. Trưởng ban tuyên giáo thành ủy Lưu, Hứa Ninh tất nhiên là đã nghe đến cái tên Lưu Duyên Tùng nên giật mình gọi ra. Cô có thể vào ủy ban nhân dân quận công tác cũng là dựa vào quan hệ với Lưu Duyên Tùng. Chẳng qua dù quen thì vẫn phải tặng 20.000 tiền quà. Liên Nhược Hạm cười cười đầy áy náy. Lưu Duyên Tùng là ai thì tôi không rõ, cậu trực tiếp tới đó là không vấn đề gì. Nếu có người làm khó dễ thì gọi cho Hạ Tưởng. Đến khi Tào Thù Lê, Hạ Thiên Thành và Trương Lan về thì Hạ An và Hứa Ninh vẫn còn không quá tin một cuộc điện thoại của Liên Nhược Hạm là có thể giải quyết được vấn đề rất khó khăn. Đến thành ủy là ước mơ của bao nhiêu người, bao người muốn đưa tiền mà cũng không tìm được phương pháp. Vậy mà cô chỉ cần một cuộc điện thoại là giải quyết được vấn đề sao, còn do trưởng ban tuyên giáo thành ủy tự mình tiếp đón. Cô ta có lai lịch như thế nào? Hứa Ninh lén lút nói chuyện này với Trương Lan. Trương Lan và Hạ Thiên Thành nghe xong cũng nửa tin nửa ngờ. Hai người cũng lén hỏi Hạ Tưởng, Hạ Tưởng không tiện giải thích nhiều chỉ nói bọn họ đây là sự thật.
Lúc ăn cơm Hạ Thiên Thành đúng là rất hưng phấn. Hạ Tưởng có bạn gái là con của giám đốc sở, còn giải quyết vấn đề công việc của Hạ An, không ngờ còn vào thành ủy, đây là điều nằm mơ ông cũng không nghĩ tới. Hạ Thiên Thành uống nhiều thêm mấy chén nên một lát sau là say và được Trương Lan đỡ đi ngủ. Trước khi đi ông còn nói. Thù Lê, cháu thay bác cảm ơn Tiểu Liên. Tiểu Liên tuy không nói nhiều nhưng tính cách rất tốt. Trương Lan cũng không ngừng gắp thức ăn cho Tào Thù Lê và Liên Nhược Hạm. Bà thật lòng cảm ơn Liên Nhược Hạm. Tiểu Liên, trong nhà không có gì ngon nên cháu đừng chê. Chuyện của Hạ An, cô rất cảm ơn cháu, Thù Lê, cháu thay cô cảm ơn Tiểu Liên. Hạ An hôm nay cũng uống hơi nhiều, Y và Hứa Ninh cùng mời Liên Nhược Hạm. Liên tỷ, chị là ân nhân bảo vệ hạnh phúc cả đời của em vĩnh viễn không quên ơn này của chị. Hạ An không giỏi nói, chỉ nói vài câu mà mắt đã đỏ lại. Hứa Ninh nhớ đến bố mẹ mình hám lợi, có lẽ sau việc này thì từ nay về sau sẽ coi trọng Hạ An, nhất định không bao giờ ngăn cản việc cô và Hạ An ở bên nhau. Hứa Ninh cảm động nói. Liên tỷ, chị là người tốt, em cảm ơn chị cả đời. Liên Nhược Hạm từ trước đến giờ vẫn lạnh nhạt quen, đã bao giờ được cảm nhận tình thân nồng ấm như vậy. Cô vẫn duy trì vẻ hờ hững, nhưng trong lòng lại có một tia ấm áp. Cô không biết nói gì nên đành nhìn sang nhờ Tào Thù Lê giúp. Tào Thù Lê cũng đứng lên rồi nói. Liên tỷ và em thân như chị em lại là bạn cùng trường của Hạ Tưởng, mọi người không nên khách khí như vậy. Còn nữa Hạ An, về sau anh đối đãi tốt với Hứa Ninh một chút, đối đãi tốt với hai bác một chút, công tác tốt thì mới không phụ lòng mọi người giúp đỡ và kỳ vọng vào anh. Từ khi Tào Thù Lê đến nhà thì Hạ An vẫn không dám nhìn thẳng vào bạn gái nhỏ hơn mình vài tuổi của anh trai. Hơn nữa về sau còn phải gọi chị dâu khiến y có chút không tiện. Nhưng lời này của Tào Thù Lê đúng là có vẻ của một chị dâu, Hạ An gật đầu uống cạn chén rượu rồi nói. Tôi nhất định nhớ kỹ lời chị dâu nói. Cảm ơn chị dâu. Hứa Ninh cũng rất khôn khóe đứng lên nói một câu. Tào Thù Lê thông minh hơn nữa cũng không thể chịu nổi hai người này gọi mình là chị dâu, cô đỏ mặt và xấu hổ nói. Đừng nói bậy, tôi chưa đồng ý làm bạn gái của hắn. Càng không đồng ý làm chị dâu của hai người. Ăn xong và nghỉ một lát, Hạ Thiên Thành tỉnh rượu lại muốn ngồi xuống nói chuyện. Tào Thù Lê nháy nháy mắt với Liên Nhược Hạm, hai cô lấy lý do đi ra ngoài không biết làm gì. Một lát sau hai người từ bên ngoài trở về mang theo một đống quà tặng như có ảo thuật, lại còn phân chia rõ đây là của Tào Thù Lê tặng cho bác, đây là của Liên Nhược Hạm tặng cho gì. Hạ Thiên Thành và Trương Lan vui vẻ không biết nói gì. Muốn từ chối cũng không thể nói lại Tào Thù Lê nên phải nhận hết. Hạ Tưởng ở bên cười cười không nói gì. Hắn thầm nghĩ cô bé này giỏi mua chuộc lòng người hơn hắn. Hắn đến Tào gia vài lần mà đã bao giờ nghĩ mua quà tặng Tào bá bá và cô Vương gì cả. Làm Hạ Tưởng giật mình là Tào Thù Lê sau khi tặng hết quà xong rồi lấy một phong bì đưa cho Trương Lan, cô nghiêm túc nói. Cô, Hạ Tưởng và cháu cùng thiết kế một hạng mục được 50.000. Lúc ấy Hạ Tưởng đi huyện bá nên không tiện mang theo và đưa cho cháu giữ. Vừa lúc lần này về nên cháu đưa tiền cho cô giữ giúp anh ấy. Cháu còn phải đi học nên giữ nhiều tiền như vậy cũng không tiện. Chương 154, thị trưởng Trần thể hiện thiên phú. 50.000 không phải con số nhỏ, lúc này rất nhiều người cả năm thu nhập không đến 5.000, Trương Lan sao có thể đồng ý được. Tào Thù Lê cứ đẩy tiền vào tay Trương Lan mà nói. Hạ Tưởng không thể ở bên hai bác thường xuyên, vì thế anh ấy khá lo lắng. Tiền này các bác dùng thì anh ấy cũng dễ chịu hơn, các bác không nhận thì anh ấy mới khó xử. Tào Thù Lê nói như vậy thì Trương Lan đành phải nhận. Bà cao hứng lau lau nước mắt trực chảy ra và không biết nói gì. Liên Nhược Hạm dùng ngón tay chọc Hạ Tưởng. Hạ Tưởng thấy cô nhìn Tào Thù Lê với ánh mắt khen ngợi, hắn biết ý của cô nên cũng nhìn Tào Thù Lê với vẻ cảm ơn. Tào Thù Lê bị hai người nhìn như vậy nên có chút xấu hổ cười cười, sau đó cô lại lè lưỡi với Hạ Tưởng khiến hắn động tâm. Sau khi sống lại, đây là lần đầu tiên Hạ Tưởng có suy nghĩ muốn lấy cô gái này làm vợ. Cuối cùng đã có thời gian ở một mình bên Tào Thù Lê. Cô nghịch nghịch đầu Hạ Tưởng rồi nói. Anh bình thường nói hay lắm mà, sao về nhà lại nói ít đi vậy? Chuyện tốt đều có em làm, lời hay em cũng nói hết rồi, anh chỉ có phần nhìn và nghe. Hạ Tưởng một bên nói rồi cầm tay Tào Thù Lê nói. Cô bé Lê, em rất tốt, ai có thể lấy được em thì đó là người có phúc. Tào Thù Lê ngẩng đầu nhìn trần nhà mà nói.
muốn lấy em khó lắm đó, phải chờ xem qua được thử thách không đã. Hạ Tưởng cười ha hả, gãi đầu nói. Không biết người thích em có đủ nghị lực hoàn thành thử thách không? Không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không thành. Chỉ cần anh ta thật lòng thích em còn có thể không có quyết tâm sao? Mắt Tào Thù Lê mê đi một chút, cô đột nhiên đẩy Hạ Tưởng rồi nói. Anh đột nhiên nói cái gì đó, việc này có quan hệ gì với anh? Cũng đúng, việc riêng của em đúng là anh không có quyền hỏi. Anh có phải ngứa ra hay không? Xem em xử lý anh như thế nào? Tào Thù Lê giận đánh Hạ Tưởng liền chạy, hai người không cẩn thận va vào nhau. Chiều hôm đó Tào Thù Lê đến nhà ông bà nội mấy tiếng rồi định ở lại đây qua đêm mới về. Nhưng Hạ Tưởng đột nhiên nhận được điện của Cao Hải nói thị trưởng Trần muốn gặp hắn vào sáng mai. Thị trưởng Trần gọi thì sao có thể chậm trễ, Hạ Tưởng đành phải chào bố mẹ và nói ra nguyên nhân. Nghe thấy thị trưởng thành phố Yến muốn gặp Hạ Tưởng, Hạ Thiên Thành còn gấp hơn cả Hạ Tưởng. Ông bảo hắn không cần lo cho nhà, phải lập tức về. Thị trưởng người ta trăm công ngàn việc có thể dành thời gian gặp đó là vinh dự quá lớn, không thể bỏ qua. Hạ Tưởng biết ông bố thành thật, cẩn thận cả đời nên có tâm lý sợ quan. Hắn không nói nhiều mà hỏi ý kiến Tào Thù Lê. Tào Thù Lê mặc dù muốn ở lại chơi thêm với ông bà nội, nhưng cô không muốn một mình đi về nên cùng về thành phố Yến với Hạ Tưởng. Ba người ăn tối xong liền vội vàng rời đi. Cũng may thành phố Đan Thành cách thành phố Yến không xa, hơn nữa là cao tốc. Tối lại mát mẻ, đèn hai bên đường rất sáng. Đây là xe của Liên Nhược Hạm nên Hạ Tưởng không biết có đĩa gì bên trong. Theo tiếng nhạc mở ra thì đó là một bản nhạc violon du dương, tiếng nhạc như nước chảy làm người ta quên đi phiền não. Tào Thù Lê không biết lúc nào đã ngâm nga hát một bài không biết tên. Sắc đêm như nước, Liên Nhược Hạm cũng bị cuốn hút theo và hát theo giai điệu của Tào Thù Lê. Hạ Tưởng cười cười một tiếng, Liên Nhược Hạm vào lúc này có thể hát thì hầu hết phải do tính cách của Tào Thù Lê kích thích. Nghĩ đến việc Tào Thù Lê mượn cơ hội đưa tiền mà hắn nhờ cô giữ cho bố mẹ mình, hắn liền có chút vui mừng. Cô bé này đúng là rất khôn khéo, hơn nữa lại làm người ta không thể chọn ra điểm xấu. Không cần phải nói thì chiêu này có ba cái được. Thứ nhất là thay hắn báo đáp bố mẹ, thứ hai là gián tiếp nói cho hắn biết Tào Thù Lê này không phải người ham tiền, không lấy tiền của anh. Thứ ba là nói với bố mẹ hắn, tiền của hắn đều giao cho cô giữ, điều này khiến bố mẹ hắn biết quan hệ của bọn họ thân thiết đến mức nào. Cô bé này giỏi tính thật đó. Sáng hôm sau Hạ Tưởng trực tiếp lái xe từ khách sạn đến Ủy ban Nhân dân thành phố. Lần này khi hắn đến phòng đăng ký của Ủy ban Nhân dân thành phố, điền tên mình vào thì cảnh vệ đã giơ tay cho đi. Trưởng ban thư ký Cao Bảo trực tiếp cho vào. Cách thức đã tăng lên. Hạ Tưởng cười cười. Cao Hải ngay cả chi tiết này cũng nghĩ đến thì xem ra đúng là rất coi trọng mình. Hạ Tưởng vốn nghĩ Trần Phong muốn gặp mình là do ý tưởng của hắn nói với Cao Hải đã làm Trần Phong chú ý. Thị trưởng Trần cố ý muốn gặp hắn chính là hiểu thêm một chút. Nhưng ai ngờ câu đầu tiên của thị trưởng Trần nói lại khiến Hạ Tưởng chấn động. Văn phòng của Trần Phong không xa hoa như Hạ Tưởng nghĩ. Phòng của cán bộ cấp phó tỉnh không ngờ chỉ là ghế gỗ, không bọc da thật. Tuy rằng ghế gỗ cũng rất đắt tiền nhưng ngồi không thoải mái bằng ghế da. Hạ Tưởng đoán được ý của Trần Phong, đây là muốn làm người đến báo cáo công việc ngồi không thoải mái, qua đó không nói nhiều chuyện ngoài lề. Trần Phong không hề ra vẻ thị trưởng, Hạ Tưởng vừa vào cửa liền chủ động đứng dậy giơ tay ra. Hạ Tưởng vội vàng đi tới hai bước, hai tay bắt tay Trần Phong, trên mặt cũng thể hiện vẻ kích động, nhiệt tình, đồng thời hắn cũng gần gũi đánh giá vị thị trưởng nghe đồn có thủ đoạn cứng rắn. Trần Phong nhìn còn trẻ hơn trên TV một chút, đầu đen bóng nhưng không phải do nhuộm. Bàn tay khá đen mà mạnh mẽ, ánh mắt sắc bén, khi nhìn người thì trong mắt lộ một tia mạnh mẽ, trông khá sợ. Trần Phong không che giấu việc đánh giá Hạ Tưởng, y bỏ tay Hạ Tưởng ra rồi chỉ vào ghế nói. Tiểu Hạ ngồi đi, cậu đúng là còn trẻ hơn tưởng tượng của tôi. Chẳng qua có một điểm là tôi đã đánh giá cậu rất cao. Cao Hải có chút giật mình. Trần Phong là người dám nói dám làm, vừa gặp là chỉ trích Hạ Tưởng. Hạ Tưởng trẻ tuổi gặp phải điều này thì chẳng may không thoải mái thì đó là sai lầm của y. Hạ Tưởng lại không hề có vẻ sợ sệt như Cao Hải, hắn cười ha hả nói. Thị trưởng Trần cứ việc phê bình, hai tai tôi bây giờ đều đưa ra ngoài, nhất định sẽ nghe được các ý kiến. Trần Phong cười cười một tiếng rồi nói. Tiểu Hạ đúng là rất khôi hài,
Ai nói người có năng lực là không biết nói chuyện, tôi thấy đây là cái nhìn phiến diện. Nói thật Tiểu Hạ, sự khôi hài của cậu tôi rất thích. Chẳng qua vẻ chín chắn của cậu tôi lại không quá thích. Thanh niên phải có tinh thần, phải có sự bốc đồng, không phải sợ sai lầm. Nếu dám xông xáo thì dù có ngã cũng sẽ có lợi đối với cuộc đời cậu. Lời mở màn của Trần Phong rất đặc sắc, Hạ Tưởng thầm nghĩ quan trọng tiến từng bước mới thắng, nhưng không cẩn thận sẽ thua toàn bộ. Ở trong quan trường, người ngã học được bài học và gượng dậy là ít, còn người ngã không gượng dậy nổi là quá lớn. Quan trường khác hẳn với thương trường, vừa thất bại là có thể bò lên. Nhưng trong quan trường mà thất thế, có thể lấy lại quyền lực là quá ít. Hắn không tán thành quan điểm của Trần Phong nhưng không tiện trực tiếp phản đối. Hắn gật đầu nói. Thị trưởng Trần nói có lý, chẳng qua hôm nay tôi tới nghe chỉ thị của thị trưởng Trần. Cho nên mới như vậy, còn khi làm công việc cụ thể tôi cũng có khí thế. Trần Phong không tiếp lời mà nói vọng ra ngoài. Giang Thiên, có người lên báo cáo công việc thì bảo về trước. Giang Thiên vâng một tiếng rồi từ ngoài tiến vào muốn rót nước cho Hạ Tưởng và Cao Hải. Hạ Tưởng liền đoạt ấm nước trước rót cho Trần Phong, rót cho Cao Hải và mình. Tôi là thư ký nhỏ, thư ký Giang là thư ký lớn, nhỏ trước, lớn sau, để tôi rót. Giang Thiên cười cười một tiếng, không nói gì và đi ra ngoài. Y không cho biểu hiện của Hạ Tưởng là đúng, cho rằng hắn ra vẻ. Nhưng Giang Thiên biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói và biết điều đi ra. Trần Phong uống ngụm nước rồi nói. Tiểu Hạ cậu đúng là quen với nghề thư ký rồi, việc nhỏ cũng không bỏ qua. Nếu chuyện nhỏ gì cũng giao cho cậu làm, tôi sợ không chịu nổi. Hạ Tưởng có chút giật mình, lời này của Trần Phong chẳng lẽ là vẫn còn muốn điều hắn về thành phố Yến. Quả nhiên câu nói sau đó của Trần Phong đã lộ ra ý của y. Tôi muốn điều cậu về làm phó chủ nhiệm tổ cải tạo thôn nội đô thành phố Yến. Tiểu Hạ, cậu nói xem suy nghĩ của cậu về cải tạo thôn nội đô cùng với công tác tiếp theo nên làm như thế nào. Trần Phong không cho hắn cơ hội từ chối, có lẽ cho rằng hắn căn bản sẽ không từ chối, mà trực tiếp lướt qua câu hỏi thứ nhất, hỏi hắn câu hỏi thứ hai là để kiểm tra suy nghĩ của hắn. Hạ Tưởng có chút khó xử nói. Thị trưởng Trần, điều này quá đột nhiên, tôi không chuẩn bị chút tâm lý nào. Hơn nữa tôi còn trẻ mà làm phó chủ nhiệm thì đúng là hơi quá, không nói làm mọi người tin tưởng, hơn nữa năng lực của tôi có hạn không gánh vác được trọng trách. Đừng có đùn đẩy với tôi nói thẳng, Tiểu Hạ, cải tạo Bắc Hoa là ý tưởng của cậu, cải tạo đường dân tộc cũng là do cậu đưa ra ý tưởng, còn cả việc giải quyết thôn đỗ và công ty xây dựng Phương Nam đều do cậu đưa ra ý tưởng, cậu còn định giả vờ đến bao giờ? Trần Phong nói rất trực tiếp, không hề uyển chuyển và hàm xúc như một vị thị trưởng nên làm. Y chỉ vào Cao Hải mà nói. Lần đầu tiên khi Cao Hải đưa ra phương án cải tạo phố Bắc Đại, tôi đã đoán sau lưng anh ta nhất định có người chỉ điểm. Cậu đừng tưởng tôi là thị trưởng nên bị cấp dưới che đậy hết, muốn biết gì cũng không được. Tôi không cần nghe, cũng không cần nhìn cũng có thể đoán được. Cao Hải công tác mãi ở cơ quan nhà nước thì sao có thể nghĩ ra được phương án kinh doanh đặc sắc như vậy? Trần Phong cười cười đắc ý, thậm chí còn mang theo một tia giảo hoạt. Cao Hải có chút xấu hổ ngồi bên xua tay nói với Hạ Tưởng. Thị trưởng Trần quá lợi hại, ngài hiểu rất rõ người trong chốn quan trường. Cán bộ thành phố Yến, thậm chí cả tỉnh Yến đều rất bảo thủ, làm việc hoàn toàn dựa theo chính sách thúc đẩy, rất ít khi suy nghĩ đến chính sách kinh doanh. Cải tạo phố Bắc Đại và phố dân tộc đều rõ ràng có dấu vết kinh doanh. Vì thế thị trưởng Trần liền đoán được ra đây là có người khác đưa ra ý kiến. Chờ đến khi tôi nói ra biện pháp giải quyết thôn đỗ và công ty xây dựng Phương Nam, thị trưởng Trần lúc ấy liền vỗ bàn khen hay. Đúng thế, tôi lúc ấy còn đập vỡ một cái chén. Trần Phong hoàn toàn không hề có vẻ bình tĩnh, lạnh lùng của lãnh đạo. Vui hay buồn đều thể hiện rõ trên mặt y. Tư tưởng cán bộ thành phố Yến đều là không muốn bỏ công sức làm việc nhưng lại muốn có lợi. Sao có thể nghĩ ra biện pháp giải quyết vấn đề như vậy? Nếu có thể dùng lực lượng chính quyền thì tuyệt đối không đàm phán, có thể cưỡng chế thì tuyệt đối không mở miệng khuyên bảo. Tôi rất hiểu bọn họ, dù là Cao Hải cũng là người trong số đó. Dù Cao Hải có một chút suy nghĩ cũng không nghĩ ra thủ đoạn phân hóa, lôi kéo làm tan rã công ty xây dựng Phương Nam. Bởi vì chiêu này là chiêu trong kinh doanh, rất chính xác nhưng rất hiểm. Trần Phong nói đến đây liền hưng phấn vung tay lên. Thiếu chút nữa đụng vào đèn bàn. Hạ Tưởng bị tư thế này của Trần Phong làm hắn thiếu chút nữa phì cười.
bảo sao trong dân có nhiều lời đồn về Trần Phong, nhưng xem ra có khi lời đồn cũng không phải là vô căn cứ. Trần Phong chẳng những mạnh mẽ, cứng rắn, dám nói dám làm, hơn nữa là một thị trưởng có tính cách rõ ràng. Động tác và vẻ mặt của ông ta bây giờ nếu xuất hiện trên TV có lẽ sẽ làm tất cả dân chúng thành phố Yến khiếp sợ, không tìm thấy phương hướng. Cán bộ cũng là người, hơn nữa còn là người hai mặt. Bình thường bọn họ ít khi khiến người ta biết mình vui hay buồn. Chẳng qua nghe Trần Phong khen chiêu kia quá âm hiểm thì ra mặt Hạ Tưởng có dày hơn nữa cũng xấu hổ. Vẻ mặt Cao Hải cũng không tốt mấy. Dù sao Trần Phong nói chuyện rất thẳng, tuy rằng không một gậy đánh chết nhưng cũng không có bao nhiêu tình cảm. Cũng may Trần Phong sau khi biết mấy diệu kế của y đưa ra đều là do Hạ Tưởng cung cấp ý tưởng, Trần Phong cũng không trách, hơn nữa còn khen y có ánh mắt nhìn người, tìm một đại tướng cho thành phố. Cao Hải dù không muốn nói ra sự thật cũng không được. Y hiểu Trần Phong, nếu Trần Phong tự mình điều tra được ai là người đưa ra ý tưởng, y nhất định sẽ bị Trần Phong gạt bỏ sang bên. Chỉ cần Trần Phong còn làm quan một ngày thì đừng nói thăng quan, không chừng ngay cả chức trưởng ban thư ký cũng không thể ngồi ổn. Trần Phong không bao giờ chấp nhận người y tin tưởng lại lừa dối y. Cao Hải nói ra nhưng Trần Phong không có ý gì trách tội cả, y chỉ đột nhiên có hứng thú muốn gặp Hạ Tưởng. Vừa lúc Hạ Tưởng cũng ở thành phố Yến, nên do Cao Hải bố trí để Trần Phong và Hạ Tưởng lần đầu tiên chính thức gặp mặt. Tôi thích chiêu âm hiểm. Câu nói ngay sau đó của Trần Phong làm Hạ Tưởng thiếu chút nữa nghĩ rằng tai mình có vấn đề. Trần Phong thị trưởng tỉnh thành, cán bộ cấp phó tỉnh nói chuyện không giống một chính khách mà giống thanh niên nhiệt huyết. Y rất hài lòng với vẻ mặt kinh ngạc của Hạ Tưởng. Bởi vì tôi suy nghĩ vấn đề luôn trực diện mà không vòng vo. Tiểu Hạ, tôi đây là thẳng thắn với cậu, như vậy cậu cũng nên tỏ vẻ với tôi có phải không? Đến bây giờ Hạ Tưởng không thể không phục Trần Phong. Chỗ cao của Trần Phong chính là sau một phen thẳng thắn khiến người ta nghĩ là y tin anh, để anh tin rằng anh là người mà Trần Phong tin nhất. Về phần những lời vừa rồi là thật bản chất hay không, hoặc Trần Phong là diễn viên trời sinh, tất cả những vấn đề này chỉ mình Trần Phong có thể biết. Nếu ai lập tức bị hành động vừa rồi của Trần Phong mê hoặc là không tự chủ thành người chết vì chi kỷ thì có phải là nhảy vào cái bẫy mà Trần Phong bố trí trước nhưng không biết. Có lẽ bản thân Trần Phong cũng không rõ mấy lời diễn thuyết của mình lại có mấy phần chân thật trong đó. Chính khách thực ra chính là diễn viên trời sinh, hơn nữa còn là cao thủ biểu diễn. Hạ Tưởng vội vàng đứng lên, mặt đổ mồ hôi mà nói. Thị trưởng Trần quá khen rồi, tôi chẳng qua chỉ là thư ký của bí thư huyện ủy mà thôi, bình thường nghĩ ngợi linh tinh, khi uống rượu lại thích nói lung tung, điều này làm trưởng ban thư ký Cao nghe được. Sau đó rơi vào tai ngài giống như có rất nhiều bản lĩnh vậy. Thị trưởng Trần, nói chuyện thì tôi còn có khả năng, nhưng nếu muốn tôi làm phó chủ nhiệm tổ cải tạo thôn nội đô thì sợ không thể đảm nhiệm. Không thể không nói đây là diễn xuất của Hạ Tưởng, nhưng lời hắn nói không thể đảm nhiệm không phải là khiêm tốn. Hắn rõ ràng tổ trưởng cải tạo thôn nội đô là do Trần Phong tự mình kiêm nhiệm. Tuy rằng Ủy ban Nhân dân thành phố không có văn bản xác định rõ ràng về cấp bậc trong tổ cải tạo thôn nội đô. Nhưng thị trưởng làm tổ trưởng, hắn là cấp phó phòng lên làm phó chủ nhiệm, không phải rõ ràng khiến người khác chú ý đến hắn sao? Trần Phong nâng lên như vậy, chẳng những khiến hắn thành người chói mắt trong số những người của Trần Phong, hơn nữa còn biến hắn lên mồi lửa. Cán bộ phó phòng trẻ tuổi làm phó chủ nhiệm tổ cải tạo thôn nội đô dưới sự lãnh đạo trực tiếp của thị trưởng. Có thành tích thì đều là của thị trưởng, nếu có khuyết điểm tất cả đều là của hắn. Hơn nữa còn có thể hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Qua đó giảm đi áp lực của Trần Phong. Chiêu này của Trần Phong đúng là rất cao. Mà hắn chính là con tốt chỉ tiến không lui. Hạ Tưởng tạm thời còn chưa chấp nhận làm con tốt, cũng tự nhận bây giờ chưa phải lúc đứng ra anh dũng giúp sức Trần Phong. Bây giờ Cao Thành Tùng như mặt trời giữa trưa, không ai có thể chống lại. Đời sau Trần Phong ở trước mặt Cao Thành Tùng còn thất bại thảm hại. Một khi có xung đột thì Trần Phong sẽ là người đầu tiên bị Cao Thành Tùng ăn sống. Vấn đề công ty xây dựng Phương Nam cho dù theo mong muốn của hắn mà thuận lợi giải quyết, nhưng việc cải tạo thôn nội đô là rất phức tạp, ảnh hưởng tới lợi ích rất nhiều người, không chừng đến lúc nào lại cứng đối cứng với Cao Thành Tùng. Hạ Tưởng cũng không phải không có hùng tâm tráng trí, nhưng bản chất hắn là người thích ổn định. Dù sao hắn đã trải qua một kiếp người, cho nên hắn tình nguyện cùng Lý Đinh Sơn tránh ở huyện bá nghèo khó, bình an vượt qua thời kỳ của Cao Thành Tùng. Chờ đến khi Cao Thành Tùng rơi đài thì lộ ra mặt nước cũng không muộn.
Trần Phong ra vẻ không vui mà nói. Sao vậy, nghĩ tôi không đủ thành tâm hay là thấy chức quan quá nhỏ? Nghe nói cậu vừa được thăng chức làm phó trưởng phòng, như vậy cậu đến tổ cải tạo thôn nội đô làm nửa năm thì tôi sẽ giải quyết cậu lên làm trưởng phòng. Cái này không phải, quả thật tôi thấy mình còn quá trẻ, căn bản không có kinh nghiệm. Hơn nữa tổ cải tạo thôn nội đô là rất quan trọng, tôi không có kinh nghiệm làm ở cương vị lãnh đạo nên sợ chậm trễ chuyện lớn của thị trưởng Trần. Hạ Tưởng cũng biết tình hình thực tế. Cao Hải ở bên nhìn và nghĩ Hạ Tưởng này sao không thức thời nhỉ? Thị trưởng Trần đã hạ mình tự nói chuyện bố trí công việc với cán bộ cấp phó trưởng phòng. Vậy mà phó trưởng phòng này không ngừng từ chối. Hắn cảm thấy mình làm mười mấy năm trong quan trường, nhưng trong chốn quan trường không chuyện gì cũng có thể đoán theo lẽ thường. Cán bộ đều là người đều có tính cách khác nhau, cho nên còn có đủ khả năng xảy ra. Cao Hải không tiện ngắt lời nên nháy nháy mắt với Hạ Tưởng. Hạ Tưởng biết đây là muốn tốt cho mình. Hắn cười cười gật đầu ra vẻ là trong lòng mình đã hiểu. Cao Hải tự nhiên không biết lo lắng của Hạ Tưởng nên là gì, y đúng là muốn mở miệng mắng Hạ Tưởng vài câu. Trần Phong suy nghĩ một chút rồi nhìn Hạ Tưởng, y đột nhiên cười cười gật đầu nói. Tôi hiểu, chỉ trách tôi quá sốt ruột nên quên một chuyện rất quan trọng. Trần Phong không giải thích chuyện quan trường là cái gì, y quay người cầm lấy điện thoại trên bàn rồi gọi đi. Phó Bí Thư Lộ, ngài khỏe không? Tôi là Trần Phong, có một việc muốn làm phiền ngài ra mặt nói với trưởng ban Tống một chút. Bởi vì việc liên quan tới Lý Đinh Sơn, tôi và trưởng ban Tống không quen cho nên muốn nhờ ngài nói với trưởng ban Tống là tôi muốn một người. Cậu ta tên là Hạ Tưởng, là người của Lý Đinh Sơn, là cán bộ cấp phó trưởng phòng. Đương nhiên không cần tôi ra mặt thì cũng không cần làm phiền tới ngài. Nhưng Hạ Tưởng là nhân tài, hơn nữa cũng nhớ ân tình cũ. Cậu ta không chịu về thành phố Yến. Ép về cũng có thể nhưng tôi muốn cậu ta về để thể hiện, không phải đối phó tôi. Cho nên tôi muốn cậu ta cam tâm tình nguyện. Chương 155, lần đầu gặp Tống Chiêu Độ. Hạ Tưởng cười khổ một tiếng và nhìn Cao Hải. Hắn thầm nghĩ việc làm lớn rồi. Hắn chỉ là một phó trưởng phòng nho nhỏ không ngờ làm kinh động tới phó bí thư tỉnh ủy, không chừng còn vận dụng quan hệ với Tống Chiêu Độ mà gây áp lực với Lý Đinh Sơn. Trần Phong thật đúng là thực sự muốn mình về nên không ngại làm lớn, điều này làm hắn có chút cảm động. Thực ra Trần Phong lại không biết Cao Thành Tùng sẽ có xung đột với mình. Y bố trí Hạ Tưởng đến tổ cải tạo thôn nội đô có lẽ cũng không phải là muốn hắn làm con tốt thí. Nói thị trưởng Trần này gấp quá cũng đúng, nói y mạnh dạn đề bạt nhân tài cũng được. Hạ Tưởng rất cung kính Trần Phong vì đã coi trọng mình. Nếu như không phải hắn đã trải qua mười mấy năm nên còn có thể duy trì bình tĩnh. Thì đúng là Hạ Tưởng đã lập tức tỏ vẻ trung thành. Trần Phong gọi điện xong liền cười đầy thâm ý nói với Hạ Tưởng. Tôi là người theo chủ nghĩa cá nhân, nếu cậu mà không đồng ý thì dù bắt buộc cũng phải ép cậu về. Cậu nghĩ xem, cậu ở Ủy ban Nhân dân thành phố có tôi ủng hộ, còn có cả Cao Hải ủng hộ. Không lâu nữa còn có Phó Thị trưởng Tào ủng hộ thì cậu sợ gì chứ? Cứ mạnh tay mà làm ra thành tích thì là của cậu, có sai lầm thì có tôi phụ trách. Có Cao Hải, có Phó Thị trưởng Tào ở đây thì tôi có thể hại cậu sao? Trong lòng Trần Phong cũng có chút áy náy. Hạ Tưởng đúng là có tài, nhưng cải tạo thôn nội đô liên quan quá lớn, có thể khẳng định đây là việc làm mất rất nhiều công sức, lại không được lòng ai. Cho nên lúc trước khi thành lập tổ lãnh đạo, Trần Phong vốn muốn mời Bí Thư Thành ủy Thôi Hướng làm tổ trưởng trên danh nghĩa, nhưng lại bị Thôi Hướng lấy lý do trên tỉnh nhiều việc mà từ chối. Mà cũng đúng, Thôi Hướng là thường vụ tỉnh ủy. Hơn nửa thời gian lên tỉnh ủy họp. Trên danh nghĩa thì Thôi Hướng có thái độ không phản đối cũng không ủng hộ với việc cải tạo thôn nội đô. Tổ cải tạo thôn nội đô bây giờ có hai phó chủ nhiệm, đây đều là tinh anh mà Trần Phong điều từ các cơ quan trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố tới. Một người tên Khúc Nhã Hân, 30 tuổi trước công tác ở Hội Liên hiệp Phụ nữ. Vì công tác của cô làm rất chăm chỉ, cẩn thận, kiên nhẫn nên được Trần Phong điều tới làm phó chủ nhiệm. Khúc Nhã Hân có tác dụng là làm công tác thuyết phục các ông bà nhiều tuổi và các phụ nữ trung niên khi bị cưỡng chế. Người còn lại tên Ngô Cảng Đắc, cũng tầm 30 tuổi. Đây vốn là một phó trưởng phòng trong Cục Quản lý Đô thị thành phố, bởi vì làm công tác quản lý đô thị lâu năm, có kinh nghiệm đối phó, cưỡng chế các công trình nên được Trần Phong điều tới làm phó chủ nhiệm. Hai vị này một văn một võ, khi cưỡng chế thì các hộ bình thường đều không chịu được xa luân chiến của hai người, về cơ bản đều khá tốt. Không có lực cản nào. Đến khi sự kiện thôn đỗ xuất hiện,
Trần Phong mới hiểu công tác một văn một võ của Khúc Nhã Hân và Ngô Cảng Đắc phối hợp cũng không tốt mấy. Mặc dù hai người đều là tướng tài nhưng mà lại thiếu một người có thể thống lĩnh chung và có đầu óc kinh tế để đối phó cục diện phức tạp. Trần Phong liền nghĩ tới Hạ Tưởng. Trần Phong cũng biết Hạ Tưởng còn rất trẻ, sợ không khống chế được tình hình. Đưa Hạ Tưởng lên làm phó chủ nhiệm thì sợ chính là đưa lên giàn lửa, đừng nói có thể làm được việc gì hay không, không chừng sẽ bị sự đấu đá trong chốn quan trường hủy đi. Một người còn trẻ dù thông minh đến đâu nhưng lại không có kinh nghiệm đấu tranh quan trường như Hạ Tưởng thì trốn sau lưng đưa ra các chủ ý còn được, nếu lộ ra ngoài làm lãnh đạo thì có lẽ chỉ một sơ sót nhỏ sẽ bị người khác cố ý phóng đại. Thanh niên đang thời kỳ tuổi trẻ khí thịnh, nếu làm ra việc sai lầm gì đó thì sẽ hủy hoại tiền đồ cả đời của anh ta. Cho nên trong lòng Trần Phong đúng là có chút áy náy. Bởi vì y cũng biết ý của mình cũng không quang minh chính đại. Nhưng bây giờ quả thật cải tạo thôn nội đô đang làm một cách nửa vời, lại không thể dừng lại. Hơn nữa nó có rất nhiều khó khăn, áp lực của cả tỉnh, thành phố làm Trần Phong cũng đau đầu, sốt ruột. Vừa lúc hai bản thiết kế của Hạ Tưởng lọt vào mắt y. Sau khi biết ý tưởng cải tạo phố Bắc Đại và phố dân tộc đều do Hạ Tưởng đưa ra, hơn nữa biện pháp âm hiểm nhằm đối phó với công ty xây dựng Phương Nam của Hạ Tưởng cũng khiến Trần Phong phải vỗ bàn khen hay. Trần Phong liền có ý điều Hạ Tưởng tới bên mình, đưa người này đến tổ cải tạo thôn nội đô. Dù sao Trần Phong bây giờ đã cưỡi lên lưng hổ, dù sao lạc đà bệnh cũng hơn ngựa khỏe, y quyết không thể cứ vậy mà lui bước. Về phần Hạ Tưởng đi được bao xa, có thể mang tới ý tưởng mới cho tổ cải tạo thôn nội đô hay không, Trần Phong mặc dù rất mong chờ nhưng hầu hết vẫn là ôm thái độ thử một lần. Đương nhiên y cũng không phải suy nghĩ nếu chẳng may Hạ Tưởng thất bại sẽ có hậu quả gì. Đó là tiền đồ chính trị của chính y sẽ ảm đạm, Hạ Tưởng cũng bị liên quan. Nhưng trong quan trường mỗi một bước đi đều như đánh bạc, mà đánh bạc sao có thể biết trước thắng thua. Trần Phong không cam tâm, vì thế y dùng hết sức cũng muốn kéo Hạ Tưởng lên thuyền mình. Hạ Tưởng biết Trần Phong đã gọi điện như vậy, hắn đã không thể xoay chuyển sự việc. Điều về thành phố Yến là kết cuộc đã định, hơn nữa còn có cái hẹn nửa năm với Tào Vĩnh Quốc làm hắn quyết định giả vờ làm người tốt trước mặt Trần Phong. Hắn liền ra vẻ kích động rồi cung kính nói. Nếu thị trưởng Trần coi trọng tôi như vậy, tôi nếu không nghe lời chính là quá vô lễ. Cảm ơn thị trưởng Trần đã thưởng thức và ưu ái tôi. Tôi nhất định làm tốt công việc, không phụ lòng kỳ vọng của ngài. Hạ Tưởng thấy Trần Phong nở nụ cười liền cười thầm trong lòng. Hạ Tưởng thầm nghĩ phong cách của Trần Phong nhìn qua như không có nghệ thuật lãnh đạo, thực ra suy nghĩ cẩn thận mới cảm thấy cách làm việc của Trần Phong rất cao minh. Rất dễ dàng làm người ta tâm phục khẩu phục và cam tâm làm việc cho Trần Phong. Hạ Tưởng hơi ác ý thầm nghĩ nếu đã bị Trần Phong liên tục lừa và cưỡng ép mình lên thuyền với y, hơn nữa lúc đối xử với mình còn không tỏ vẻ là một thị trưởng, như vậy nếu hắn không đưa ra yêu sách đúng là có lỗi với sự khổ tâm của Trần Phong. Hạ Tưởng ngừng một chút rồi nói. Chẳng qua tôi có một yêu cầu nho nhỏ. Trần Phong vui vẻ vung tay nói. Có yêu cầu gì cứ nói, tôi sẽ cố gắng giải quyết. Hạ Tưởng cần chính là sự rộng lượng và khoan dung của Trần Phong. Hắn có chút xấu hổ cười nói. Tôi muốn xin thị trưởng Trần cho tôi thời gian nửa năm để tôi xử lý tốt chuyện ở huyện Bá. Làm việc gì cũng phải đến nơi đến chốn. Ở huyện Bá có một hai hạng mục mà bạn tôi đang đầu tư, vì thế tôi phải tham gia toàn bộ quá trình. Nếu bây giờ buông tay ra ngay tức là không có trách nhiệm với công việc của mình. Hy vọng thị trưởng Trần có thể hiểu cho nỗi khổ của tôi. Trần Phong nhấp miệng nước rồi nhẹ nhàng đặt chiếc cốc inox lên bàn. Y nhìn Hạ Tưởng một lát rồi vỗ bàn nói. Được, cứ quyết định như vậy đi. Sau khi về cậu nói với bí thư Lý là Trần Phong tôi cảm ơn anh ta. Cao Hải tự mình đưa Hạ Tưởng xuống lầu. Hạ Tưởng biết y có điều cần nói với mình nên cũng không khách khí. Xuống dưới lầu, Cao Hải chỉ về phía tường vây cao lớn xung quanh trụ sở ủy ban nhân dân thành phố rồi nói. Thị trưởng Trần chuẩn bị phá bức tường này xuống, để cho dân chúng có thể thấy rõ trụ sở ủy ban nhân dân thành phố. Thị trưởng Trần có sức hấp dẫn, có sự quyết đoán, đi theo thị trưởng Trần là rất có tương lai. Cậu sau khi về thì nói với Đinh Sơn một chút, thị trưởng Trần là người trọng tình cảm, về sau Đinh Sơn có việc gì thì thị trưởng Trần có thể nói giúp. Cao Hải giống như còn gì để nói nhưng lại lắc đầu nói. Sau khi về huyện Bá thì gọi điện cho tôi. Hạ Tưởng về khách sạn ngủ một giấc thật ngon đến 3 giờ chiều thì bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Hắn cầm lên thì thấy là Lý Đinh Sơn gọi tới.
Giọng Lý Đình Sơn mặc dù không tỏ thái độ gì, nhưng y đương nhiên không muốn để Hạ Tưởng về thành phố Yến. Nhưng tình thế đè người mà, y chỉ có thể buông tay. Bởi vì Tống Chiêu Độ đã tự mình gọi điện nói rõ lợi hại đối với y. Tiểu Hạ, Chiêu Độ bảo cậu đi gặp anh ta. Cậu trực tiếp đến nhà anh ta ở khu nhà số 2 tỉnh ủy. Tống Chiêu Độ muốn gặp mình. Hạ Tưởng ngẩn ra một chút, cơn buồn ngủ lập tức bay biến. Cho đến bây giờ hắn vẫn chờ mong khi nào mới có cơ hội gặp được vị quan ngày sau rất nổi tiếng Tống Chiêu Độ này. Hạ Tưởng có ấn tượng tốt đối với Tống Chiêu Độ, đây cũng là nguyên nhân mà hắn vẫn muốn đi theo Lý Đinh Sơn. Tống Chiêu Độ là người sẽ bay vút lên tầng mây. Bây giờ Tống Chiêu Độ đang trong giai đoạn ẩn nhẫn, giai đoạn này được biết Tống Chiêu Độ, được Tống Chiêu Độ coi trọng thì tốt hơn việc khi đối phương thăng quan mà tiếp xúc nhiều. Chỉ có điều Lý Đinh Sơn vẫn không bố trí hắn đi gặp Tống Chiêu Độ. Mà hắn tuyệt đối không thể nào chủ động đề xuất, hơn nữa cũng không có lý do gì cả. Bây giờ cơ hội đột nhiên xuất hiện khiến hắn ít nhiều không thể tin mình thật sự đi gặp Tống Chiêu Độ, hơn nữa còn trực tiếp tới nhà Tống Chiêu Độ sao. Đến nhà gặp khác hẳn việc Trần Phong tiếp hắn ở văn phòng. Ở văn phòng thì dù như thế nào thì quan hệ hai người chủ yếu là giải quyết công việc. Nhưng gặp ở nhà lại có thêm tình cảm cá nhân trong đó. Hạ Tưởng tự nhiên là hiểu rõ đây là hắn được thơm lây từ Lý Đinh Sơn, đồng thời nói rõ Tống Chiêu Độ không coi hắn là người ngoài. Tối thiểu đây là sự khởi đầu rất được. Khu nhà số 2 tỉnh ủy nằm ở cuối đường Hồng Quân, tất cả người ở trong này đều là người nhà của tỉnh ủy, các cán bộ cao cấp về hưu cùng với các nhân vật cao tầng trong quân đội. Thành phố đã có lần muốn động tới phố Hồng Quân, nhưng lại bị tỉnh và quân đội cùng phản đối nên phải thôi. Hạ Tưởng đi vào con phố tĩnh lặng Hồng Quân, coi như hiểu rõ việc nhiều lúc đường cụt tốt hơn nhiều so với các đường lớn khác. Im ắng, rất im ắng, nơi này gần như không có xe qua lại, đặt mình ở đây mới có thể cảm nhận rõ giá trị của sự yên tĩnh trong thành phố náo nhiệt. Không mở ra cũng đúng, một khi mở thông đường thì sẽ có rất nhiều xe chạy qua phố Hồng Quân, đến lúc đó lại náo nhiệt. Khu nhà số 2 tỉnh ủy nằm trong một dãy 15 khu nhà 5 tầng trong nhà nghỉ quân khu. Nơi này có bề ngoài bình thường nhưng chất lượng xây dựng tuyệt đối là hàng đầu, hơn nữa thiết kế lại rộng rãi. Hạ Tưởng lên lầu nhìn độ dày của tường rồi thầm nghĩ rằng các tòa nhà ở thành phố Yến có yêu cầu chống động đất cấp 7, nhưng tòa nhà này chống cấp 9 chắc không vấn đề gì. Hạ Tưởng quan sát một chút về kết cấu, hắn biết một tầng có 2 hộ, mỗi hộ phải trên 100 mét vuông trở lên, một tòa nhà nhiều nhất có 10 nhà. Nhưng nếu nhà đầu tư muốn bán thì ít nhất sẽ thiết kế lại thành rất nhiều phòng. Nhà Tống Chiêu Độ ở trên tầng 3, Hạ Tưởng gõ cửa thì có một cô bé 13, 14 tuổi thò đầu ra. Cô bé này rất gầy, ánh mắt sáng và to, cô bé mặc áo cộc tay, quần đùi để lộ ra đôi tay và chân. Trong mắt nó lộ ra vẻ tò mò rồi nhìn chằm chằm vào Hạ Tưởng. Anh là ai? Anh đến tìm ai? Hạ Tưởng thật thà cười nói. Anh tên là Hạ Tưởng, anh tới tìm trưởng ban Tống, đã hẹn trước. Nụ cười thành thật của Hạ Tưởng đúng là có hiệu quả. Cô bé liền thả lỏng và quay đầu lại gọi. Bố, Hạ Tưởng tìm bố, có cho vào không? Bảo cậu ta vào đi. Giọng Tống Chiêu Độ mang theo giọng mũi rất nặng, hơn nữa còn kèm theo một chút tiếng địa phương. Cô bé mở cửa cho Hạ Tưởng vào rồi nói. Nhớ phải đổi giày đó, anh đi đôi lớn nhất kia kìa. Cô bé nhìn chằm chằm vào Hạ Tưởng, bảo hắn phải đổi giày, đưa hắn vào trong thư phòng. Cô bé đúng là không bỏ sót bất cứ hành động nào của hắn cả. Căn nhà không nhỏ, phòng khách tầm trên 20 mét vuông. Đồ trong phòng khách đều bằng gỗ, thương hiệu không rõ nhưng nhất định là đồ hạng sang. Căn phòng bố trí không quá sang trọng nhưng lộ ra một mùi hương nồng đậm, đúng là có phong cách khác hẳn nhà Sử lão. Nhà Tống Chiêu Độ được sơn màu ấm, từ đó có thể thấy được tâm trạng của chủ nhà. Tống Chiêu Độ có khuôn mặt hình chữ quốc, trông khá trẻ, mày rậm. Mắt không lớn nhưng lại có thần, lỗ tai lớn, không cần nói cũng thấy khuôn mặt này rất có phúc. Nếu y sinh ở đời đường thì khuôn mặt chữ quốc này rất thích hợp được bộ lại chọn làm quan. Khuôn mặt uy nghiêm nhất định có thể làm đến địa vị cao. Tống Chiêu Độ thấy Hạ Tưởng tiến vào liền đứng lên khỏi bàn đọc sách và đưa tay ra. Lần đầu tiên gặp nhân vật trong truyền thuyết tại nhà riêng, Hạ Tưởng có chút hoảng hốt, tim đập mạnh. Người khác còn dễ nói. Dù là đối diện với Trần Phong thì hắn cũng không cảm thấy khẩn trương. Cũng không biết có phải do sau này Trần Phong bị oan và vào tù, hay là do tính cách của Trần Phong khiến cho Hạ Tưởng thấy Trần Phong không có quan uy, tính cách cũng hào sảng.
Tống Chiêu Độ dù ngồi hay đứng lên đều có một cỗ quan uy làm người ta có cảm giác trầm ổn như núi, trên khuôn mặt mặc dù cười cười, nhưng trong nụ cười vẫn lộ ra vẻ uy nghiêm. Điều này làm Hạ Tưởng lần đầu cảm nhận được áp lực lớn do sự uy nghiêm mang tới. Mấy người Trần Phong, Tào Vĩnh Quốc và Lý Đình Sơn mặc dù cũng có uy nghiêm, nhưng so sánh với Tống Chiêu Độ thì đúng là quá nhỏ. Không phải nói người có quan uy mạnh là về sau nhất định sẽ ở trên cao, chẳng qua Tống Chiêu Độ lại làm Hạ Tưởng có cảm giác người này không dễ tiếp cận. Tống Chiêu Độ cũng không nói chuyện nhiều mà đi thẳng vào vấn đề. Hạ Tưởng, đây là lần đầu chúng ta gặp, trước đây có lần nói chuyện điện thoại rồi phải không? Giọng điệu của y mặc dù rất thẳng nhưng Hạ Tưởng biết đây là một câu hỏi mang tính khẳng định, không cần hắn trả lời. Quả nhiên Tống Chiêu Độ không cho hắn cơ hội trả lời mà nói tiếp. Phó Bí Thư Lộ gọi điện cho tôi nói thị trưởng Trần muốn điều cậu về thành phố Yến. Không ngờ việc nhỏ này còn làm phiền tới Phó Bí Thư Lộ khiến tôi khá giật mình. Xem ra thị trưởng Trần đúng là dành nhiều công sức cho cậu. Hạ Tưởng khom người cười cười không nói gì. Hắn cũng biết Tống Chiêu Độ căn bản không cần hắn trả lời. Đinh Sơn thực ra không muốn cậu về thành phố Yến. Nhưng theo ý tôi cậu về thành phố Yến lại tốt hơn. Không phải nói đi theo Đinh Sơn không tốt. Mà là ở thành phố Yến có nhiều cơ hội với cậu hơn một chút mà. Như vậy đi, sau khi cậu về huyện bá thì ở lại nửa năm, xử lý tốt công tác trong tay. Sang năm thì chính thức lên thành phố Yến công tác, tôi đã đồng ý với Đinh Sơn là sẽ giúp đỡ cậu. Cậu có chuyện gì có thể trực tiếp tới nhà tôi thì cậu cũng biết rồi. Số điện thoại của tôi thì cậu hỏi Đinh Sơn là biết. Chẳng qua dù là ở huyện Bá hay là thành phố Yến thì đừng quên tôi và Đinh Sơn luôn là chỗ dựa kiên cường của cậu. Tống Chiêu Độ nói không nhanh nhưng từng từ nói ra rất rõ ràng. Y nói một tràng nhưng mặt không chút thay đổi. Đúng là từ vẻ mặt không thể nào biết suy nghĩ của y. Hạ Tưởng gật đầu nói. Cảm ơn trưởng ban Tống đã dạy bảo, tôi sẽ ghi nhớ trong lòng. Thị trưởng Trần thưởng thức và coi trọng đúng là điều tôi không ngờ được. Chẳng qua ngài yên tâm. Dù ở đâu thì Bí Thư Lý và trưởng ban Tống đều là lãnh đạo tôi tin tưởng nhất. Hắn biết Tống Chiêu Độ nói rất nhiều thì chỉ có câu cuối cùng là quan trọng nhất. Đây là nhắc hắn có thể đi theo làm việc với Trần Phong, nhưng phải hiểu đứng trong đội ngũ của ai. Không nói Tống Chiêu Độ là người nhớ ân tình cũ, hắn đúng là có tình cảm với Lý Đinh Sơn. Hắn bước đầu tiên trong quan trường chính là có quan hệ với Lý Đinh Sơn. Cho dù không nhắc đến nhân tố tình cảm thì hắn sẽ không trung thành đi theo Trần Phong. Lịch sử sẽ tiến lên, ai dám đảm bảo Cao Thành Tùng sẽ không hãm hại Trần Phong chứ? So sánh với Trần Phong với tương lai không rõ, Tống Chiêu Độ mới là người có một ngày bay vút lên trời. Tống Chiêu Độ thấy Hạ Tưởng rất thông minh, nói một chút là hiểu. Y gật đầu đang định mở miệng tiễn khách thì thấy con gái Tống Nhất Phàm bưng một cốc nước vào đặt xuống trước mặt Hạ Tưởng rồi nói. Uống nước. Tống Chiêu Độ rất kinh ngạc, y biết con gái bảo bối luôn ngại làm việc, chủ động bảo cô bé còn chưa chắc đồng ý, hôm nay vậy mà lại chủ động rót nước cho Hạ Tưởng. Điều này làm Tống Chiêu Độ rất hứng thú mà cười nói. Tiểu Phàm, sao hôm nay lại biết điều rót nước cho khách vậy? Tống Nhất Phàm nở nụ cười ngọt ngào, hai má lúm đồng tiền làm cô càng thêm đáng yêu. Cô bé nhìn Hạ Tưởng rồi nói. Vị khách này rất nghe lời con bảo anh ta đi dép nào. Anh ta đi dép đó. Hơn nữa lúc anh ta cười làm người ta thấy rất thân thiết. Con nghĩ ông anh ngoan ngoãn từ ngoài đến nhà nhất định sẽ khát nên rót cho anh ấy một cốc nước. Nói chuyện với con gái mình, Tống Chiêu Độ thả lỏng hơn nhiều. Được rồi, Tiểu Phàm, con rót nước xong rồi thì đi làm bài tập đi. Bố còn có chuyện phải làm. Tống Nhất Phàm gật đầu và đi ra ngoài, lúc đi cô bé còn nhìn Dương Phàm mà cười cười. Trong đó có một tia bướng bỉnh và tinh nghịch của trẻ con. Hạ Tưởng liền cười cười lại, hắn cảm thấy cô bé này rất đáng yêu và không kiêu căng. Bởi vì Tống Nhất Phàm đột nhiên xuất hiện làm cho Tống Chiêu Độ thay đổi ý đồ nên nói chuyện với Hạ Tưởng một chút. Sau khi hỏi một chút tình hình trong nhà, Tống Chiêu Độ liền hỏi ý tưởng của Hạ Tưởng về cải tạo thôn nội đô. Cậu thấy thế nào về tương lai của cải tạo thôn nội đô? Hạ Tưởng cũng không biết Tống Chiêu Độ chỉ là thuận miệng hỏi hay là đối phương thật sự quan tâm tới cải tạo thôn nội đô. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút rồi nói. Cải tạo thôn nội đô là việc tốt, thành phố Yến là tỉnh thành nhưng lạc hậu hơn so với nhiều nơi trong cả nước. Thôn nội đô không có lợi cho thành phố Yến phát triển thêm. Chẳng qua cải tạo thôn nội đô liên quan tới lợi ích rất nhiều.
dù là trong quá trình cải tạo hay là xây dựng về sau thì cũng quan hệ đến cuộc sống của mấy chục ngàn gia đình, cho nên khó khăn là rất lớn, còn có thể xuất hiện rất nhiều vấn đề không thể tưởng tượng tới. Tống Chiêu Độ gật đầu nói. Cũng may cậu cũng đã có lo lắng, tỉnh cũng có thái độ cẩn thận với cải tạo thôn nội đô. Bí thư Cao vốn có ý dừng lại nhưng không ngờ thị trưởng Trần lại thúc đẩy nhanh và mạnh như vậy. Bây giờ việc giải phóng mặt bằng đã được một nửa số thôn nội đô, vì thế dù muốn dừng cũng là không thể. Cho nên vì thế mới có thái độ ngồi xem động tĩnh. Cậu đến tổ cải tạo thôn nội đô là cơ hội, nhưng lại rất nguy hiểm, cậu phải chuẩn bị trước về tâm lý. Chương 156, Lưu Hà xảy ra chuyện lớn. Nói chuyện vài câu, Tống Chiêu Độ đột nhiên hỏi. Quan hệ giữa cậu và Tào Vĩnh Quốc rất được phải không? Sau khi tốt nghiệp đại học và muốn ở lại thành phố Yến nên tôi nhờ vào quan hệ với Tào Bá, sau đó vẫn đi lại, quan hệ bây giờ khá được. Hạ Tưởng thầm nghĩ vòng tròn quyền lực nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng nhỏ. Có một số việc Tống Chiêu Độ muốn biết cũng không khó. Chỉ là Hạ Tưởng không đoán ra ý của Tống Chiêu Độ nên không nói nhiều. Tống Chiêu Độ cười cười mà nói. Nghe Đinh Sơn nói cậu là bạn với con gái Tào Vĩnh Quốc. Đây là chuyện tốt, nhất định phải nắm chắc từng cơ hội. Tống Chiêu Độ đứng lên nói. Tôi còn có việc nên không giữ cậu lại. Tháng 8 huyện Bá rất mát mẻ, nhưng thành phố Yến lại nóng như lửa. Tổ cải tạo thôn nội đô do Trần Phong đảm nhiệm chức vụ tổ trưởng, Cao Hải làm tổ phó. Mà Hạ Tưởng lại làm phó chủ nhiệm văn phòng tổ cải tạo thôn nội đô, hơn nữa văn phòng này không có chủ nhiệm. Để Hạ Tưởng là một cán bộ cấp phó trưởng phòng đặt ngang hàng với hai trưởng phòng làm phó chủ nhiệm, như vậy cũng chỉ có Trần Phong mới có thể làm được. Chuyện rất rõ ràng nên phải xem hắn có năng lực xử lý tốt quan hệ, có thể triển khai công việc hay không. Hắn cũng biết một khi về thành phố Yến thì phải làm tốt quan hệ với hai vị phó chủ nhiệm kia, như vậy hắn mới có thể bước đi bước đầu tiên. Đúng là khắp nơi đều có thách thức. Hạ Tưởng chỉ đi dưới ánh nắng một lát mà người đầy mồ hôi. Hắn gọi điện cho Lý Đinh Sơn báo cáo về tình hình khi gặp Tống Chiêu Độ. Lý Đinh Sơn không nói gì mà bảo hắn trong 2-3 ngày quay về huyện Bá là được. Tối hôm đó hắn đến Tào gia ăn cơm. Mễ Huyên không ở đây, nghe nói hai hôm nay cô cùng Phùng Húc Quang bàn về việc mở chi nhánh của siêu thị Giai Gia. Liên Nhược Hạm cũng không ở đây, Tào Thù Lê không biết cô đi đâu. Khi ăn cơm, Hạ Tưởng thuận tiện nhắc Lý Hồng Giang với Tào Vĩnh Quốc. Tào Thù Lê ở bên cũng nói giúp vài câu, Tào Vĩnh Quốc nghe xong không phát biểu ý kiến gì mà chỉ nói một câu. Bác biết rồi. Hạ Tưởng ăn xong liền cùng Tào Thù Lê ra ngoài đi bộ một lát. Nhân bóng tối, Hạ Tưởng dùng sức ôm cô bé một chút rồi định hôn, nhưng xung quanh có chút ồn ào nên đành phải tìm cơ hội khác. Hôm sau Hạ Tưởng dành thời gian gặp Lý Hồng Giang. Nghe thấy Lý Hồng Giang nói đã liên hệ với công ty xây dựng Phương Nam và cho bọn họ công trình làm, Hạ Tưởng rất vui vẻ. Người phụ trách công ty xây dựng Phương Nam Viên Bảo Bình là một người đàn ông Phương Nam gầy và thấp, mỗi hành động, lời nói đều lộ ra sự khôn khéo. Lý Hồng Giang có 3 điều khoản với bọn họ, mặc dù bọn họ không đáp ứng hết nhưng rất có thể sẽ nhận. Hạ Tưởng biết chuyện của công ty xây dựng Phương Nam không thể một bước là thành công, chỉ có thể từ từ mà thôi. Vì thế hắn bảo Lý Hồng Giang từng bước lôi kéo là được. Lý Hồng Giang rất tin tưởng đồng thời cũng vui vì làm bạn được với Hạ Tưởng. Nghe nói nửa năm sau Hạ Tưởng sẽ điều về thành phố Yến và đi theo bên cạnh thị trưởng Trần, Lý Hồng Giang càng thêm xác định tương lai của Hạ Tưởng rất sáng, chỉ cần theo sát Hạ Tưởng là không lo không có mục tiêu. Chuyện thành phố Yến về cơ bản đã kết thúc, Hạ Tưởng liền nói với Tào Thù Lê là mình về huyện Bá. Tào Thù Lê cũng không tiện giữ hắn lại, cô cũng sắp khai giảng, mặc dù trong lòng lưu luyến không muốn rời nhưng cố ra vẻ không có gì mà vẫy tay chào tạm biệt. Hạ Tưởng cũng có chút không muốn, trong thời gian ngắn càng tiếp xúc hắn càng thấy cô rất đáng yêu. Nhưng cô còn phải đi học nên hắn nịnh cô vài câu, bảo cô yên tâm học tập, thì thật tốt. Hạ Tưởng ra ngoài thì đoán Mễ Huyên không về cùng hắn. Nhưng Liên Nhược Hạm lại cùng hắn về huyện Bá. Trên đường đi về cơ bản đều do Hạ Tưởng lái xe. Liên Nhược Hạm có vẻ coi hắn là lái xe của cô. Cô im lặng ít nói giống như có tâm sự gì đó, hoặc là nhìn ra ngoài cửa sổ. Hoặc bật nhạc lên nghe. Hạ Tưởng đã quen với sự im lặng của cô nên không để ý mà chăm chú lái xe. Đến huyện Bá thì trời đã tối đen, chạy xe một ngày làm Hạ Tưởng mệt mỏi, hắn đưa Liên Nhược Hạm đến nhà khách huyện ủy rồi muốn về. Lúc này Liên Nhược Hạm lại nói với hắn một câu.
Cảm ơn anh, vất vả rồi. Hạ Tưởng thấy mắt cô trong đêm sáng rực đầy mê người. Chẳng qua hắn không có tâm trạng mà thưởng thức, cũng chẳng buồn đoán cô về huyện bá có việc gì. Hắn vẫy tay chào cô rồi về chỗ ở mà ngủ đến sáng hôm sau. Sáng hôm sau, Hạ Tưởng vừa vào văn phòng còn chưa nói được với Lý Đinh Sơn vài câu thì chỉ thấy Trịnh Khiêm vội vàng chạy vào, rất lo lắng nói. Thư ký Hạ, cậu đã về, đã rửa mấy bức ảnh kia chưa? Hạ Tưởng không trêu chọc Trịnh Khiêm mà lập tức lấy tập ảnh ra đưa tới. Mời bí thư Trịnh xem mấy bức ảnh là rõ. Trịnh Khiêm vội vàng lấy ra xem, tổng cộng có 6 tấm, bên trên không có ảnh của Trịnh Đào nên y mới yên tâm. Y cũng biết Hạ Tưởng không thể lấy ra hết các bức ảnh, bây giờ đưa cho y mấy thứ này đã là giúp rất nhiều. Trịnh Khiêm cảm kích bắt tay Hạ Tưởng rồi nói. Thư ký Hạ có thời gian thì đến nhà tôi chơi, thằng danh nhà tôi vẫn nhắc tới cậu. Nói muốn cảm ơn cậu vì đã giúp nó lần trước. Trịnh Khiêm vừa đi, Hạ Tưởng mới có cơ hội báo cáo cụ thể tình hình ở thành phố Yến với Lý Đinh Sơn. Trọng điểm là việc gặp và nói chuyện với Sử Lão và Sử Khiết, cùng với việc gặp Tống Chiêu Độ. Về phần gặp Trần Phong thì hắn chỉ nói qua mà thôi. Hạ Tưởng tin tình hình cụ thể thì Cao Hải đã sớm nói với Lý Đinh Sơn. Mặc dù Hạ Tưởng đã rất khéo léo nói đến thái độ của Sử Khiết, nhưng Lý Đinh Sơn vẫn bất đắc dĩ nói. Tôi để cậu đi gặp Sử Khiết chính là muốn cho cậu biết thân thế khác nhau sẽ chênh lệch như thế nào chứ. Lúc mới yêu thì sức hấp dẫn của vẻ ngoài lớn hơn một chút, nhưng khi hai người ở bên nhau lâu thì tính cách mới là quan trọng nhất. Chuyện tôi và Sử Khiết quay lại có lẽ phải dần dần rồi nói sau. Nói xong chuyện Sử Khiết, Hạ Tưởng liền nhấn mạnh việc Sử Lão và Tào Vĩnh Quốc đều không hẹn mà cùng nhắc đến phải đánh Lưu Thế Hiên ngã hẳn. Lý Đinh Sơn nghe xong cũng gật đầu nói. Tôi cũng có ý này. Vừa lúc cậu đã về, chúng ta bàn nhau xem nên ra tay với Lưu Thế Hiên từ đâu. Ý tưởng của Lý Đinh Sơn là đầu tiên có nên âm thầm điều tra khách sạn và câu lạc bộ nhảy của Lưu Hà, qua đó tìm ra vấn đề kinh tế của Lưu Thế Hiên hay không. Hạ Tưởng lại nghĩ Lưu Thế Hiên ăn sâu bám rễ ở huyện bá nhiều năm như vậy, có cơ hội thăng chức mà không đi thì nhất định là có thứ khác mà người khác không hề biết. Cuối cùng Lý Đinh Sơn mới nhắc tới chuyện Hạ Tưởng sẽ đi. Y cười cười lắc đầu tự giễu. Thực ra cậu đi thành phố Yến đối với tôi cũng là có tác dụng. Cậu có thể nhanh chóng hiểu biết phương hướng trên tỉnh và thông báo cho tôi. Chờ 2 năm sau tôi lên thì cậu đã vững vàng đứng được ở thành phố Yến. Còn có nửa năm thời gian, chờ chúng ta đánh ngã Lưu Thế Hiên rồi đề xuất kế hoạch phát triển du lịch, khi ấy cục diện chính trị của huyện bá sẽ đi vào quỹ đạo. Lý Đinh Sơn thực ra cũng không phải tự an ủi mình. Chỉ cần bình yên quá độ ở huyện bá thì với tài năng của Hạ Tưởng ở bên y thì đúng là phí phạm, nhân tài không được trọng dụng. Y muốn tránh né Cao Thành Tùng nhưng Hạ Tưởng lại không cần. Xuất phát từ góc độ trân trọng Hạ Tưởng, Lý Đinh Sơn cũng vui vì Hạ Tưởng có thể tiến bộ. Buổi trưa Hạ Tưởng ăn cơm cùng Lý Đinh Sơn, buổi chiều đi làm hắn không ngờ người đến đón mình lại là trưởng phòng công an Vương Quan Thanh. Câu đầu tiên của Vương Quan Thanh chính là một câu không quá quan trọng. Thư ký Hạ, cái này, nghe nói cậu có ảnh chụp hiện trường phải không, có thể cho tôi xem một chút được không? Hạ Tưởng lập tức đáp ứng mà nói. Đúng là có các bức ảnh, nhưng tôi đã giao hết cho bí thư Trịnh, tôi không còn. Trưởng phòng Vương có thể đến tìm bí thư Trịnh hỏi một chút. Vương Quan Thanh gặp phải cái đinh ở chỗ Trịnh Khiêm nên mới tới tìm Hạ Tưởng. Y không nhìn được ảnh chụp hiện trường thì trong lòng không yên tâm. Mặc dù tình hình lúc ấy đã được ghi nhận và đưa lên thành phố. Chẳng qua bí thư Thẩm cũng không hề phê bình hay có chỉ thị gì khiến Vương Quan Thanh không yên tâm. Hạ Tưởng vừa về là Trịnh Khiêm đến tìm gặp ngay để lấy ảnh chụp hiện trường. Vương Quan Thanh thấy vậy liền vội vàng đi tìm Trịnh Khiêm, muốn xem một chút, nhưng lại bị Trịnh Khiêm lấy lý do đang bận làm việc mà đẩy y về. Y liền vội vàng đến tìm Hạ Tưởng thử xem thế nào. Hạ Tưởng thấy Vương Quan Thanh đứng ngồi không yên liền thầm nghĩ một chút. Vương Quan Thanh thực ra nếu so với Lưu Thế Hiên thì về bản chất cũng không hoàn toàn xấu, mặc dù dung túng cháu hành hung, phá hoại, nhưng theo hắn tìm hiểu về nhiều mặt thì biết từ lúc Vương Quan Thanh làm trưởng phòng công an thì không thể nói là tốt, cũng chưa đến mức xấu, là loại không công lao nhưng cũng không phá hoại. Ở huyện bá kinh tế chậm phát triển này thì coi như cũng còn được. Chỉ trách Vương Quan Thanh đứng sai đội ngũ. Lưu Thế Hiên nhất định phải đánh ngã, Vương Quan Thanh là ngọn cờ của Lưu Thế Hiên thì cũng phải ngã. Hạ Tưởng an ủi Vương Quan Thanh một chút. Trưởng phòng Vương không nên lo lắng, ảnh cũng chỉ là thuật lại hiện trường mà thôi,
cũng không có bao nhiêu tác dụng tham khảo. Hơn nữa chuyện đã qua, Nhược Hạm có lẽ không truy cứu nữa. Bí thư Thẩm cũng sẽ quên việc nhỏ này đi. Quan hệ mật thiết đến mức gọi Nhược Hạm rồi sao? Vương Quan Thanh có chút giật mình nhìn Hạ Tưởng, càng xem y càng khó có thể chắc chắn. Thanh niên mới từng đó tuổi đầu mà sao làm việc và nói chuyện lại chín chắn hơn mình. Hạ Tưởng lại làm bộ lơ đãng nói. Đúng rồi, đồng chí cảnh sát Triệu Quốc Đống lần trước thế nào rồi? Vừa tăng lên làm trung đội trưởng, bây giờ rất nhiệt tình. Mắt Vương Quan Thanh sáng lên, bí thư Thẩm điểm danh Triệu Quốc Đống, có phải là có hàm nghĩa khác không? Chẳng lẽ nói Triệu Quốc Đống có quan hệ với bí thư Thẩm, sao trước đó mình không nghe thấy? Hạ Tưởng đột nhiên nhắc đến việc này có phải định ám chỉ gì không? Vương Quan Thanh liền cẩn thận hỏi. Sao thư ký Hạ lại biết tiểu Triệu vậy? Không biết, cũng chỉ là lần trước nghe thấy bí thư Thẩm khen cậu ta nên tôi chú ý. Có thể làm bí thư Thẩm nhớ tên đúng là làm người ta hâm mộ. Hạ Tưởng lắc đầu thở dài một tiếng. Tiểu Triệu về sau không muốn phát triển cũng khó. Người nói không cố ý, người nghe lại có tâm. Vương Quan Thanh tuy rằng không nhìn thấy ảnh chụp nhưng nghe giọng điệu của Hạ Tưởng lại như ám chỉ Triệu Quốc Đống và bí thư Thẩm có quan hệ. Mặc kệ Triệu Quốc Đống và bí thư Thẩm có quan hệ gì, nhưng tóm tại đề bạt y là đúng. Vương Quan Thanh quyết định sau khi về phải thích hợp giao thêm trọng trách cho Triệu Quốc Đống. Liên Nhược Hạm cũng không biết đi đâu mà mấy ngày không thấy người. Hạ Tưởng cũng vừa lúc không phải để ý tới cô. Hắn đang liên lạc với Vương Toàn Hữu. Thông qua Vương Toàn Hữu và Dương Phàm mà truyền đạt việc bí thư Lý muốn âm thầm điều tra vấn đề kinh tế của Lưu Thế Hiên. Vương Toàn Hữu không tỏ thái độ, nhưng thái độ của Dương Phàm rất rõ ràng. Điều tra thì tuyệt đối có thể tra ra vấn đề, chẳng qua không phải Lưu Thế Hiên có vấn đề kinh tế hay không, mà điều tra ra thì có thể làm gì cơ chứ. Trước đây không phải không điều tra, đến cuối cùng vừa lên thành phố đã bị áp chế, cuối cùng không giải quyết được gì khiến các đồng chí ủy ban kỷ luật cũng chán nản. Vương Toàn Hữu chờ Dương Phàm nói xong, y từ từ nói. Lão Dương không sợ làm mất lòng người, cũng không sợ kẻ ác, chỉ sợ đưa lên trên rồi lại bị đá xuống, không có kết luận cuối cùng. Không giấu gì tiểu hạ, tôi là bí thư đảng ủy công an cũng không chỉ huy được người của công an huyện là vì sao? Là do Vương Quan Thanh bằng mặt không bằng lòng với tôi sao? Tôi lại không muốn dựa vào Lưu Thế Hiên. Tôi cũng ở huyện bá vài năm nhưng không có chỗ dựa chắc chắn thì có biện pháp gì chứ? Hạ Tưởng cười ha hả nói. Nếu Vương Quan Thanh phối hợp công việc thì sao? Nếu tôi có thể biện pháp khiến bí thư Thẩm không thể bao che cho Lưu Thế Hiên nữa thì sao? Vương Toàn Hữu nhìn Dương Phàm, y không tin mà nói. Trước mặt bí thư đảng ủy công an và chủ nhiệm ủy ban kỷ luật mà dám mạnh miệng như vậy, cẩn thận chúng tôi hợp sức xử lý cậu. Trước mặt người ngay không nói láo, Vương Thúc cũng đừng dọa tôi nhát gan, chuyện không nắm chắc sẽ không dám làm, không chính xác sẽ không nói. Hạ Tưởng cười cười nhưng nói chuyện rất nghiêm túc. Vương Toàn Hữu và Dương Phàm thấy hắn chắc chắn như vậy thì công tác thương mại. Nói cụ thể xem cậu có biện pháp nào đảm bảo bí thư Thẩm không nói giúp Lưu Thế Hiên. Tôi chỉ là một thư ký nhỏ nhoi của bí thư huyện ủy thì sao dám cam đoan được bí thư Thẩm. Hạ Tưởng cười cười thần bí. Chẳng qua nếu tra ra Lưu Thế Hiên có vấn đề kinh tế, tạo thành tài liệu rồi đăng lên báo. Khi thành phố không nghĩ thì lại thêm một câu, nói là có chứng cứ cho thấy Lưu Thế Hiên tặng quà lãnh đạo thành ủy, nhưng sau khi các đồng chí ủy ban kỷ luật huyện ủy điều tra thì đây là do Lưu Thế Hiên ăn nói lung tung. Như vậy bí thư Thẩm nhìn thấy có phải rất khẩn trương không? Vương Toàn Hữu giật mình nói. Đây không phải là uy hiếp bí thư Thẩm sao? Bí thư Thẩm mà tức giận nhất định sẽ rất bất mãn với ủy ban kỷ luật huyện bá, đến lúc đó nói không chừng sẽ trách tội lão Dương. Dương Phàm cũng nói. Thư ký Hạ, cậu nói thật xem chỗ dựa của bí thư Lý là ai? Tôi điều tra cán bộ trong huyện thì cũng đơn giản. Dù sao công tác ở cơ sở nhiều rồi không có cái nhìn đại cuộc từ trên xuống dưới là có thể hiểu. Hạ Tưởng vì khiến hai người yên tâm nên cười nói. Thị trưởng Hồ thành phố Chương Trình, trên tỉnh là trưởng Ban Tống, còn có phó bí thư Lộ. Ở thành phố Yến còn có thị trưởng Trần. Đương nhiên còn cả quan hệ với truyền thông Bắc Kinh và tỉnh Yến, không biết đã đủ chưa? Dương Phàm tính toán một chút như đang xem chỗ dựa đó nặng như thế nào. Một lát sau Dương Phàm nói với Vương Toàn Hữu. Lão Vương, có 6 phần nắm chắc, nhưng uy hiếp bí thư Thẩm thì tôi không yên tâm mấy. Bí thư huyện ủy cần thành tích, danh tiếng, nhưng thật ra thành tích là một chuyện,
còn cần có danh tiếng càng tốt đẹp hơn. Phải có danh tiếng thì mới khiến trên tỉnh chú ý, mới có thể thăng quan. Bởi vì từ huyện tăng lên cấp phó giám đốc sở tuy rằng không dễ vượt qua, nhưng từ cấp phó giám đốc sở lên đến cấp phó tỉnh còn khó hơn lên trời. Vẫn là câu kia, trình tự khác nhau, ánh mắt khác nhau. Lưu Thế Hiên có thể muốn làm gì thì làm, không cần e ngại danh tiếng của y ở huyện bá. Đây là vì y nhìn chúng dân chúng bên dưới dễ bắt nạt, dễ lừa gạt. Chỉ cần không phải mấy vụ án chết người thì người dân đều có thể nhịn. Nhưng một khi lên đến thành phố thì lại khác hẳn. Dân chúng thành phố có kiến thức nhiều, sẽ thông qua đủ con đường tỏ rõ sự bất mãn. Hạ Tưởng đang đánh cuộc thẩm phục Minh Quý danh tiếng nên sẽ không vì một Lưu Thế Hiên mà liên lụy đến danh tiếng của mình. Không chỉ là bây giờ, Hạ Tưởng cũng nhớ rõ sau này khi tỉnh Yến điều tra một tham quan. Dưới gầm giường, tủ quần áo của nhà vị này chất đầy tiền, nhưng đôi vợ chồng tham quan lại ăn mặc quần áo rất bình thường, đeo đồng hồ rẻ tiền, thậm chí ăn uống trong nhà cũng mua đồ rẻ tiền. Sau khi y bị bắt thì đồng nghiệp không ai tin y là quan tham. Bình thường y hút thuốc đều là thuốc không đến 5 tệ một bao như người nông dân. Nhưng sau đó điều tra ra y nhận hối lộ đến vài chục triệu và nộp hết vào ngân sách, y liền được mọi người gọi là cái hũ chứa tiền nộp thuế cho quốc gia. Vương Toàn Hữu và Dương Phàm chưa đến cấp bậc như Thẩm Phục Minh nên không thể hiểu Thẩm Phục Minh nếu biết có thể bị Lưu Thế Hiên liên quan thì sẽ tức đến mức như thế nào. Đương nhiên ngọn lửa giận đó nhằm vào không phải là ủy ban kỷ luật huyện bá, mà là Lưu Thế Hiên. Vương Toàn Hữu suy nghĩ một chút rồi vỗ tay nói. Tôi tin Tiểu Hạ sẽ không hại bác vợ của nó, cũng tin bí thư Lý có chỗ dựa đủ cứng. Đối với câu trước thì Hạ Tưởng trực tiếp bỏ qua, câu sau mới là câu mà Vương Toàn Hữu muốn nói. Đồng thời Hạ Tưởng cũng biết Vương Toàn Hữu đã bất mãn bố con Lưu Thế Hiên từ lâu mà. Hạ Tưởng không ngờ được là chưa cần Vương Toàn Hữu và Dương Phàm ra tay điều tra Lưu Thế Hiên, thì Lưu Thế Hiên đã bắt đầu loạn trận địa. Chuyện xảy ra chính là Lưu Hà có cái tội hiếp dâm không thành. Hạ Tưởng nghe vậy thì phản ứng đầu tiên là không thể. Lưu Hà mặc dù hơi ngông cuồng nhưng bên cạnh không ít gái mà. Phản ứng thứ hai là hiếp ai? Có thể còn là ai nữa chứ? Con bé Dương bối rồi. Cổ hợp rót cốc nước uống cạn mà chưa hết khát, y rót thêm rồi nói. Không phải một mà là hai. Hạ Tưởng có chút giật mình nói. Hiếp dâm hai người không thành. Là ai anh nói mau, đừng có uống nước như vậy, uống ít một cốc cũng không chết anh đâu. Bị Hạ Tưởng mắng, cổ hợp cười cười xấu hổ nói. Trương Tín Dĩnh rất may mắn. Khi tôi đến nơi thì phát hiện Lưu Hà lén lén lút lút xuống lầu mở cửa xe. Mới đầu tôi không để ý mà nghĩ y ra ngoài chơi sợ bị người phát hiện. Không ngờ tới tôi thấy y ra cốp xe lấy ra một sợi dây thừng rồi thử kéo xem có đứt không. Tôi trước đó làm gì? Tôi đã nhập ngũ nên vừa thấy là biết y có ý đồ xấu. Tôi thầm nghĩ y đi trói người vì thế lặng lẽ theo y lên lầu. Cổ hợp lại định uống nước nên bị Hạ Tưởng tắt tay, y chỉ có thể xin tha. Được rồi, tôi không uống, tôi nói là được chứ gì. Mặc dù nói như vậy nhưng cổ hợp vẫn uống một ngụm. Thằng này mở cửa phòng ra rồi khóa lại, tôi ghé tai vào cửa nghe một chút, mới đầu không có tiếng gì. Nhưng đột nhiên nghe thấy hai giọng nữ đang kêu loạn gì đó, không cho hắn lộn xộn, bắt hắn dừng tay, mắng hắn vô sỉ, dâm dục. Rất loạn, thằng ngốc cũng có thể nghe ra bên trong có chuyện gì xảy ra. Vì thế tôi không để ý được nhiều mà vung chân đá văng cửa phòng. Kết quả phát hiện Lưu Hà chỉ mặc quần lót đang chuẩn bị làm chuyện xấu. Trên giường có hai cô gái bị trói, quần áo bị xé rách, quần thiếu chút nữa bị lột xuống. Tôi rất tức giận. Tôi hận nhất là đàn ông cưỡng ép phụ nữ. Tôi liền vung chân đá ngã Lưu Hà, sau đó cởi trói cho hai cô gái. Chương 157, đổ dầu vào lửa, chân tướng sự việc. Cổ hợp nói một hơi nên muốn uống nước, nhưng thấy Hạ Tưởng trừng mắt nhìn nên y biết bây giờ không phải thời điểm uống nước nên nói tiếp. Sau khi cởi trói, một cô thì ngồi trên giường mà khóc, một cô lại vào trong bếp lấy dao làm bếp muốn chém Lưu Hà. Tôi giơ tay ngăn lại nhưng kết quả tay Lưu Hà vẫn bị chém, rất trùng hợp là trúng gân cổ tay, có lẽ tay phải đã bị phế. Cô gái muốn chém phát thứ hai, may là tôi nhanh tay nhanh mắt cản. Nếu không nhát thứ hai mà chém vào động mạch chủ thì đúng là vài phút là chết người. Cổ hợp chớp chớp mắt là Hạ Tưởng hiểu được ý đối phương. Hạ Tưởng thầm nghĩ tên này xem ra cũng rất xấu xa. Nhát dao đầu tiên y đây là cố ý không ngăn cản khiến Lưu Hà chịu đau,
chẳng qua cũng không thể gây chết người nên mới đỡ nhát dao thứ hai. Không cần phải nói người ngồi trên giường khóc là Dương Bối, cầm dao chém Lưu Hà là Trương Tín Dĩnh. Chuyện sau đó đơn giản hơn nhiều. Cổ Hợp đầu tiên gọi cho Lý Đình Sơn, sau đó mới báo cảnh sát. Khi cảnh sát tới, Vương Quan Thanh liền vào hiện trường. Với kinh nghiệm nhiều năm trong nghề của y còn định dùng chút thủ đoạn thì đột nhiên Lý Đình Sơn từ trên trời nhảy xuống, trực tiếp tham gia vào vụ án. Điều này khiến ý đồ chuyện lớn hóa nhỏ của Vương Quan Thanh không thể thực hiện được. Bây giờ Lý Đình Sơn đang ngồi trong công an huyện để đề phòng Vương Quan Thanh đổi trắng thay đen, hoặc mua chuộc người bị hại. Hạ Tưởng cũng không kịp suy nghĩ xem tại sao cả Dương Bối và Trương Tín Dĩnh đều bị Lưu Hà trói, thiếu chút nữa còn bị Lưu Hà hiếp. Hắn đúng là không có ấn tượng tốt đối với Dương Bối và Trương Tín Dĩnh, nhưng đối với việc các cô chút nữa bị Lưu Hà xâm hại lại khá quan tâm. Hắn quan tâm đến tâm trạng và sức khỏe của các cô nên quyết định muốn tới công an huyện xem một chút. Hắn hỏi Cổ Hợp, còn ai biết chuyện này nữa? Cổ Hợp lắc đầu nói, tôi không rõ, bí thư Lý có vẻ cũng không nói gì. Chẳng qua khi tôi rời đi thì ngoài bí thư Lý và người cơ quan công an thì không có ai khác. Hôm nay là chủ nhật, các thường vụ đều không đi làm. Lý Đình Sơn không thể làm gì khác là bảo Cổ Hợp về nói cho Hạ Tưởng biết, nhất định là Lý Đình Sơn có ý nghĩ gì đó. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút rồi đột nhiên nở nụ cười. Nếu lửa đã cháy thì sao không thêm dầu, củi vào, thử xem ngọn lửa này có thể đốt cháy hết cỏ dại huyện Bá không? Đầu tiên Hạ Tưởng gọi cho Vương Toàn Hữu bí thư đảng ủy công an huyện. Vương Toàn Hữu tham gia việc này là rất có lý do. Vương Toàn Hữu có lẽ còn đang ngủ, nghe thấy Lưu Hà xảy ra chuyện liền tỉnh lại ngay. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Được, tôi lập tức tới công an huyện. Hạ Tưởng bỏ máy xuống rồi tìm trong các số của mình nửa ngày mới tìm được số điện thoại di động của Trương Thục Anh rồi gọi. Chuông đổ một lúc mới nghe thấy giọng khó chịu của Trương Thục Anh. Ai đó, chủ nhật cũng không cho người ta nhàn hạ là sao, mới sáng sớm đã gọi là thế nào. Hạ Tưởng không hề khách sáo, vội vàng nói. Là tôi, trưởng ban Trương, Tín Dĩnh xảy ra chuyện, mời trưởng ban mau chóng tới huyện Bá. Trương Thục Anh tỉnh táo lại ngay, lớn tiếng nói. Tín Dĩnh làm sao, nó xảy ra chuyện gì, thư ký Hạ mau nói cho tôi nghe. Hạ Tưởng trầm ngâm một chút, cảm thấy không khí vừa đúng lúc mới đau lòng nói. Là Lưu Hà muốn cưỡng ép Tín Dĩnh, tình hình cụ thể còn đang điều tra, tôi bây giờ phải tới công an huyện. À, trong điện truyền tiếng kêu đau lòng của Trương Thục Anh, Trương Thục Anh như người điên hét lên. Lưu Thế Hiên, mày là thằng khốn kiếp, Lưu Hà là con mày mà không được ai dạy, đồ súc sinh. Tôi phải cho chết hai bố con nhà lão. Đối với việc Trương Thục Anh nổi điên như vậy thì Hạ Tưởng cũng không coi vào đâu. Chỉ cần làm Trương Thục Anh mất lý trí là hắn liền dập máy. Hơn nữa hắn cũng không có nói gì quá mà, cũng không nói xấu tình hình hơn với Trương Thục Anh. Hắn quả thật chưa gặp Trương Tín Dĩnh, thật sự không rõ Lưu Hà đã làm gì Trương Tín Dĩnh hay không. Vậy cần gì phải làm Trương Thục Anh nghĩ Lưu Hà đã hiếp được Trương Tín Dĩnh, như vậy không phải là sai lầm của hắn sao? An ủi xong, hắn lại cười cười một tiếng, nghĩ tới mình cũng nên tỏ quan hệ mật thiết với phó bí thư Trịnh chứ nhỉ. Vì thế Hạ Tưởng liền gọi cho Trịnh Khiêm, Trịnh Khiêm nghe thấy việc này liền rất chấn động, lúc này liền tỏ vẻ sẽ lập tức tới công an huyện. Coi như thông báo hết mọi người cần thông báo, Hạ Tưởng cuối cùng gọi điện cho Liên Nhược Hạp, nói qua việc của Lưu Hà rồi bảo cô cùng hắn đến công an huyện tìm hiểu tình hình một chút. Liên Nhược Hạp liền đồng ý vài lái xe đến đón Hạ Tưởng. Hai người chạy như bay tới công an huyện. Mấy hôm nay Liên Nhược Hạm chạy quanh quẩn ở huyện Bá. Còn cụ thể cô đi đâu thì cô không nói với Hạ Tưởng. Bởi vì không có Tào Thù Lê nên hai người lại quay về thời kỳ không xa không gần trước đây. Chẳng qua so với trước đây thì Liên Nhược Hạm khách khí hơn đối với Hạ Tưởng nhiều. Mặc dù biết Hạ Tưởng gọi cô tới công an huyện là gây áp lực với Vương Quan Thanh, nhưng cô vẫn tình nguyện bị hắn lợi dụng. Khi Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm tới công an huyện, Lý Đình Sơn mặt xanh mét ngồi trong văn phòng Vương Quan Thanh. Vương Quan Thanh lại không ngừng chạy loạn bố trí người đưa Lưu Hà vào bệnh viện trước, rồi phái người canh phòng nghiêm ngặt bên ngoài để phòng Lưu Hà bỏ trốn. Y vốn muốn tìm cơ hội gọi điện cho Lưu Thế Hiên nhưng Lý Đình Sơn lại theo sát y, không cho y rời khỏi tầm mắt. Vương Quan Thanh không còn cách nào là bảo Triệu Quốc Đống chuyển lời thay mình. Y cũng rất cẩn thận đi sát theo Lý Đình Sơn. Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm vào văn phòng,
Vương Quan Thanh thấy Liên Nhược Hạm đi sát sau Hạ Tưởng thì thầm nghĩ sao bà cô này vẫn ở huyện bá không đi. Cô và Hạ Tưởng cùng tới đây thì có mục đích gì, không cần nói cũng biết. Vừa nghĩ đến năng lực của Liên Nhược Hạm, tim Vương Quan Thanh đập mạnh và thở dài một tiếng. Phó Chủ tịch Lưu, tôi xin lỗi, tôi bất lực rồi, ông tự cầu phúc đi. Không phải tôi không giúp ông, mà là thằng danh Hạ Tưởng này rất xấu xa và nắm được điểm yếu của tôi. So sánh với con ông thì cháu tôi đáng giá hơn nhiều. Nếu lựa chọn thì phải hy sinh con của ông thôi. Có trách chỉ trách con ông không đầu óc hiếp gái còn bị người ta bắt tại trận, mẹ nó chứ quá mất mặt. Lý Đình Sơn và Hạ Tưởng chỉ nhìn nhau là hiểu được bố trí của hắn, tất cả đều chỉ cần để trong lòng. Lý Đình Sơn thấy Hạ Tưởng dẫn Liên Nhược Hạm đứng đó thì thầm khen Hạ Tưởng này còn thông minh hơn mình nghĩ nhiều. Thật không ngờ còn có thể lợi dụng lực lượng của Liên Nhược Hạm. Tình hình bây giờ là kẻ gây án được cảnh sát đưa tới bệnh viện cấp cứu. Dương Bối và Trương Tín Dĩnh đều không được tỉnh táo. Một người không ngừng khóc, một người gào ầm lên đòi giết Lưu Hà, không ai chịu nói đã xảy ra chuyện gì. Hơn nữa Trương Tín Dĩnh còn nói phải chờ Trương Thục Anh đến thì cô mới nói, còn đâu không thèm để ý tới ai cả, ai hỏi liền mắng người đó. Ở huyện bá này ai chẳng biết cô là một cái đinh, Vương Quan Thanh cũng không có cách nào với cô. Làm mọi người không thể tưởng tượng được đó là Đỗ Song Lâm nhận được tin liền vội vàng đến công an huyện. Khi thấy Trương Tín Dĩnh, Đỗ Song Lâm còn ra vẻ gần gũi an ủi cô yên tâm, nhất định sẽ đưa kẻ xấu ra trước pháp luật, cho cô câu trả lời thuyết phục. Mặc dù Trương Tín Dĩnh và Đỗ Song Lâm vốn bất hòa, chẳng qua thấy Đỗ Song Lâm, cô liền như đứa bé thấy cha mẹ mà khóc giống lên. Điều này làm Đỗ Song Lâm không chịu nổi, cuối cùng chỉ có thể trốn vào trong văn phòng. Đỗ Song Lâm đầu tiên là chào Lý Đình Sơn, sau đó nghiêm túc nói với Vương Quan Thanh. Trưởng phòng Vương, người ban tuyên giáo chúng tôi bị thiệt thòi, là lãnh đạo của Trương Tín Dĩnh, tôi thay mặt ban tuyên giáo huyện ủy yêu cầu cơ quan công an nghiêm trị hung thủ, có câu trả lời thuyết phục với đồng chí Trương Tín Dĩnh. Đỗ Song Lâm nói đầy chính nghĩa làm Vương Quan Thanh thầm mắng trong lòng. Trương Tín Dĩnh xảy ra chuyện tên kia vui còn không kịp, giả vờ giống nhỉ. Nếu kẻ gây án không phải là Lưu Hà, có lẽ ông này không lộ mặt ra đâu. Mặc dù bất mãn nhưng lời nói của Đỗ Song Lâm thì Vương Quan Thanh phải nghe, bởi vì người ta là thường vụ huyện ủy. Lát sau Trịnh Khâm, Vương Toàn Hữu đều tới, sau khi hiểu qua tình hình liền tỏ vẻ không cần biết liên quan đến ai đều phải nghiêm túc điều tra, mọi người công bằng trước pháp luật. Vương Quan Thanh đúng là muốn khóc, đúng là tường nghiêng mọi người cùng đẩy. Có lẽ trong các thường vụ huyện ủy thì Lưu Thế Hiên là người cuối cùng biết đến. Bây giờ trong các thường vụ huyện ủy không có ai nói chuyện giúp Lưu Hà. Y vốn đang muốn động chút tay chân để giảm tội cho Lưu Hà, nhưng bây giờ Lưu Hà không thể chạy thoát khỏi nạn này. Sau đó Thạch Bảo Lũy cũng gọi tới tỏ vẻ chú ý đến việc này, sau đó Quách Lượng, Ngô Anh Kiệt, Dương Phàm đều gọi tới. Người gọi điện cuối cùng chính là Lưu Thế Hiên. Trong điện thoại Lưu Thế Hiên không nói nhiều, chỉ bảo Vương Quan Thanh xử lý công bằng, lát y sẽ tới. Không xử lý công bằng có được không? Vương Quan Thanh thầm nghĩ xem ra người ta muốn chỉnh chết Lưu Hà. Vì thế người đầu tiên chạy tới là Lý Đình Sơn, được thông báo cuối cùng là Lưu Thế Hiên. Ở huyện bá này ai định đoạt cái là biết ngay. Lưu Thế Hiên bây giờ còn chưa gấp, chẳng lẽ y còn có biện pháp nào sao? Vương Quan Thanh liền mất tin tưởng vào Lưu Thế Hiên. Các thường vụ huyện ủy theo thứ tự đến an ủi Trương Tín Dĩnh và Dương Bối vài câu, sau đó trước sau rời đi. Cuối cùng chỉ còn lại Lý Đình Sơn và Vương Toàn Hữu. Quyết định cuối cùng là Lý Đình Sơn đi trước, Vương Toàn Hữu ở lại phụ trách xử lý, báo cáo lên huyện ủy. Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm vẫn chưa đi. Hạ Tưởng suy nghĩ mãi rồi cuối cùng gặp Trương Tín Dĩnh và Dương Bối để xem có thể hỏi được gì không. Vương Quan Thanh lập tức đồng ý. Bây giờ Hạ Tưởng nói gì thì y cũng không dám có ý kiến phản đối. Theo y thấy lúc này người mình không thể trêu vào không thể nghi ngờ Hạ Tưởng xếp thứ nhất. Bởi vì Liên Nhược Hạm rất lạnh lùng đi theo Hạ Tưởng tới đây. Mặc dù cô không nói gì nhưng lại làm Vương Quan Thanh thấy áp lực lớn hơn năm, sáu thường vụ huyện bá tụ tập cùng nhau. Vì tránh cho Trương Tín Dĩnh và Dương Bối có áp lực tâm lý nên Vương Quan Thanh không bố trí các cô ở phòng lấy lời khai, mà đưa vào phòng họp, còn bảo hai nữ cảnh sát tiếp hai cô. Hạ Tưởng và Liên Nhược Hạm đẩy cửa đi vào, lúc này Dương Bối đang gục lên bàn mà khóc. Trương Tín Dĩnh nhìn lên trần nhà. Trong mắt lộ tia tức giận không biết đang nghĩ gì. Hạ Tưởng thấy Dương Bối khóc đau lòng như vậy, trong lòng hắn cuối cùng cũng thấy may mắn.
Đời trước Dương Bối không cùng hắn ở lại thành phố Yến, cho dù cô ở lại có lẽ cũng khó có thể cùng hắn vượt qua năm tháng khó khăn đó. Dương Bối quá yếu đuối, cô không có năng lực chịu đựng cuộc sống khổ sở, cũng không dũng cảm đối mặt, gặp chuyện ngoài khóc thì cũng chỉ biết khóc, còn đâu không biết gì khác. Nhưng cuộc sống không tin nhất chính là nước mắt vô ích. Bây giờ khi đối mặt Dương Bối, Hạ Tưởng không còn dậy sóng như trước nữa. Hắn chỉ coi cô như một người bạn học xa lạ trong cuộc sống này mà thôi. Tình yêu trong lòng đã biến mất không còn. Hắn trước đây yêu cô là do những năm tháng sinh viên mơ mộng cuộc sống tốt đẹp. Nhưng bây giờ hắn nhớ lại chỉ để đỡ phiền lòng mà thôi. Hạ Tưởng kéo ghế ngồi trước mặt Trương Tín Dĩnh và Dương Bối. Liên Nhược Hạm không ngồi mà đứng bên, trong mắt cô lộ ra một tia thương hại. Trương Tín Dĩnh rời mắt khỏi trần nhà, cô nhận ra Hạ Tưởng liền đột nhiên phát tác. Tên xấu xa, tên đáng ghét, tất cả đều tại anh. Hạ Tưởng, đều do anh, nếu không phải anh thì tôi và Dương Bối đã không bị Lưu Hà thiếu chút nữa. Tôi ghét anh muốn chết. Trương Tín Dĩnh chưa nói xong đã khóc giống lên. Liên Nhược Hạm nhìn Hạ Tưởng đầy nghi ngờ. Hạ Tưởng lắc đầu ra hiệu hắn cũng không biết vì sao Trương Tín Dĩnh lại trách móc hắn như vậy. Dương Bối cũng giật mình ngẩng đôi mắt đẫm lệ lên, trên mặt hiện ra vẻ ai oán và mê ly làm Hạ Tưởng si mê trước đây. Chẳng qua bây giờ nhìn thấy, Hạ Tưởng chỉ thấy mỗi cô đáng thương mà thôi, ngoài ra không còn có cảm giác gì. Dương Bối thấy là Hạ Tưởng liền há hốc mồm định nói gì nhưng không nói thành lời, cười cười cô lại nằm gục xuống bàn mà khóc. Hạ Tưởng cũng không khuyên cô mà trực tiếp hỏi Trương Tín Dĩnh. Tín Dĩnh, nói cho tôi biết có việc gì xảy ra. Tôi sẽ thay cô đòi công bằng với Lưu Hà. Trương Tín Dĩnh khóc một lát rồi ngừng lại. Tôi tin anh, Hạ Tưởng. Anh nhất định phải thay tôi xử lý Lưu Hà, để hắn không thể tốt lên được. Hạ Tưởng gật đầu nói. Người tốt, người xấu thì trong thời gian sẽ chứng minh tất cả. Chỉ cần là người xấu sẽ không thoát khỏi lưới pháp luật. Vai Dương Bối đột nhiên run lên, cô cuối cùng đã gào lên khóc thành tiếng. Trương Tín Dĩnh khó chịu nhíu mày đẩy Dương Bối. Khóc, chỉ biết khóc thôi sao? Khóc có lợi ích gì? Đều do cô. Nếu không phải vì cô thì tôi đã không bị Lưu Hà làm nhục. Dương Bối, cô có thể ngừng khóc nghe tôi kể lại chuyện cho Hạ Tưởng nói không? Thì ra tối qua Lưu Hà rất buồn bực đi uống rượu, một mình uống hết lít rượu. Dương Bối khuyên như thế nào cũng không được. Sau đó Lưu Hà uống say, một mình Dương Bối không thể đưa y về, vừa lúc Trương Tín Dĩnh đến khách sạn ăn cơm. Trương Tín Dĩnh vốn không muốn giúp Lưu Hà, nhưng không nhịn được lời nhờ vả của Dương Bối nên phải giúp. Hai người đỡ Lưu Hà về phòng. Sau khi Lưu Hà ngủ, Trương Tín Dĩnh vốn muốn đi nhưng Dương Bối lo lắng, không muốn ở một mình với Lưu Hà, nên cô năn nỉ Trương Tín Dĩnh ở lại đây với cô. Trương Tín Dĩnh nghĩ lại một chút rồi gật đầu đồng ý. Hai người không có việc gì liền vừa nói chuyện vừa xem TV. Đề tài vô tình nhắc đến Hạ Tưởng. Dương Bối đúng là hận Hạ Tưởng đến tận xương, nghiến răng nghiến lợi nói không ít lời bậy bạ về Hạ Tưởng. Nhưng Trương Tín Dĩnh bây giờ có ấn tượng đã thay đổi về Hạ Tưởng, nên cô không đồng ý cái nhìn của Dương Bối. Cô cho rằng Hạ Tưởng là người chính nghĩa, hơn nữa dù từ vẻ ngoài hay là phẩm chất đều tốt hơn Lưu Hà mấy trăm lần. Lưu Hà là đồ con lợn, đầu óc ngu ngốc không xứng với Dương Bối. Trương Tín Dĩnh là người nghĩ gì nói đó, không để ý suy nghĩ của người khác. Lời này của cô làm Dương Bối giận, nhưng tính cách của Dương Bối hơi mềm yếu nên không nói gì. Chẳng qua Trương Tín Dĩnh không biết cô đã chọc giận Lưu Hà. Lưu Hà thực ra cũng không quá say, chỉ là tâm trạng không tốt nên mới mơ hồ bị hai cô gái đưa về đây. Nằm trên giường là hắn đã tỉnh lại, nghe thấy Trương Tín Dĩnh không ngừng chê bai mình, còn lấy Hạ Tưởng ra so sánh với mình làm hắn rất tức giận. Lưu Hà vốn không vui bởi vì Hạ Tưởng. Hạ Tưởng chẳng những đoạt Cổn Long Câu trong tay hắn, còn uy hiếp nói sẽ nhúng tay vào việc kinh doanh của khách sạn Huyện Bá và câu lạc bộ nhảy. Đây có khác gì lấy mạng hắn. Càng làm hắn tức chính là Phùng Húc Quang vừa bao thầu Cổn Long Câu xong, đám khách trước đây của y liền tăng giá mua nấm khẩu bắc và rau thái. Tính toán sơ qua thì hàng ngày y kiếm ít đi 4.000, điều này sao làm y dễ chịu được chứ? Lưu Hà vốn đang rất khó chịu trong lòng, nhưng ngại Trương Thục Anh nên không muốn xung đột với Trương Tín Dĩnh, không muốn chấp nhặt với ả phụ nữ này, nhưng Trương Tín Dĩnh càng nói càng không ra gì, không ngờ khuyên Dương Bối chia tay hắn. Nói là đi theo Lưu Hà về sau không có tương lai. Còn nói Hạ Tưởng là người đàn ông rất xuất sắc, chỉ cần Hạ Tưởng ở lại Huyện Bá một ngày là Lưu Hà vĩnh viễn không ngẩng đầu lên được. Đừng nói là Lưu Hà,
ngay cả Lưu Thế Hiên có lẽ cũng sắp thôi làm phó chủ tịch huyện. Tóm lại ý của Trương Tín Dĩnh chính là bố con Lưu gia không có kết cục tốt. Dương Bối dù rất khoan dung nhưng cũng không chịu nổi hạ thấp Lưu Hà thấp như vậy. Cô thẹn quá hóa giận lớn tiếng đuổi khách về. Trương Tín Dĩnh liền tỉnh ra mà nói. Tôi hiểu hai người sớm cùng nhau rồi. Coi như tôi không có mắt đi. Được rồi, không gây ảnh hưởng giây phút tuyệt vời của hai người nữa. Tôi nói tục chút nhé Dương Bối. Lưu Hà béo ú như thế kia thì người bình thường sao không chịu được. Có phải trước đây khi cô và Hạ Tưởng bên nhau đã làm cái kia không? Đàn ông hẹp hòi có hai việc không nhịn được và không thể tha thứ. Nhất là không thể tha thứ mối tình đầu của bạn gái lại là đối thủ không đội trời chung với mình, hơn nữa hắn còn không rõ Dương Bối có quan hệ kia với Hạ Tưởng không. Hai là kẻ tự nhận mình có thân phận lại bị một ả phụ nữ không ngừng chê bai, hạ thấp mình. Đàn ông hẹp hòi lại uống rượu vào thì sẽ muốn trừng phạt hai ả phụ nữ vừa yêu vừa hận, cũng không cần biết mình dùng biện pháp gì cũng phải phát tiết tức giận trong lòng. Miệng lưỡi Trương Tín Dĩnh không phải là trước đây đã che giấu như thế này, nhưng chưa hôm nào khiến Lưu Hà căm ghét như vậy. Hắn từ buồng trong lao ra đánh Trương Tín Dĩnh ngã xuống đất, sau đó dùng thắt lưng buộc Trương Tín Dĩnh lại rồi hung dữ nói. Mẹ mày chứ, mày khinh ông như vậy sao? Ông hôm nay cho mày thưởng thức cơ thể béo của tao. Dù tao ghê tởm cũng phải cho mày thành ghê tởm. Trương Tín Dĩnh chịu mềm không chịu cứng, cô bị đánh rất đau nhưng vẫn cứng miệng nói. Lưu Hà, anh dám động vào một ngón tay của tôi thì tôi sẽ giết anh. Dương Bối, cô thấy chưa, đây là bạn trai quý báu của cô đó. Ngay trước mặt cô mà dám đối với tôi như vậy, thế thì sau lưng không biết chơi gái bao nhiêu nữa. Cô mở to mắt ra mà nhìn đi, Lưu Hà có là người tốt không? Dương Bối dù nhát gan, nghe lời đến đâu cũng không cho phép Lưu Hà hiếp một cô gái khác trước mặt mình, huống chi Trương Tín Dĩnh là bạn thân của cô. Cô khổ sở khuyên Lưu Hà buông tay đi. Lưu Hà nghĩ đến Dương Bối đã rất nhiều lần từ chối yêu cầu được quan hệ của mình, trong lòng y càng nghi ngờ cô sớm ngủ với Hạ Tưởng. Vừa nghĩ tới Hạ Tưởng, Lưu Hà liền rất tức giận. Y vung chân đá ngã Dương Bối xuống rồi mắng to. Cô cũng không phải thứ tốt đẹp gì, nhất định không còn trinh. Tôi hôm nay muốn xem cô có còn hay không, nếu không còn ông chơi xong là đá. Trong phòng không có gì có thể để trói người nên Lưu Hà khóa trái hai người ở trong phòng rồi xuống lầu lấy dây thừng. Y cầm dây đi lên, y mới cột chặt và chưa thực hiện được ý đồ đen tối đã bị Cổ Hợp lao vào phá đám. Cổ Hợp hai quyền đánh ngã Lưu Hà đến không dậy nổi, vậy mà Trương Tín Dĩnh có vẻ không nhận ra nên hỏi Hạ Tưởng rằng Cổ Hợp là ai. Điều này làm Hạ Tưởng dở khóc dở cười và đành phải nói đối phó cho qua chuyện vài câu. Chương 158, đừng đùa quá đáng. Hạ Tưởng suy nghĩ một chút rồi mở miệng hỏi Dương Bối. Dương Bối, lời Trương Tín Dĩnh vừa nói có thật hay không? Đến khi hai nữ cảnh sát vừa rồi ghi chép lại lời kể của Trương Tín Dĩnh nói rằng nếu Dương Bối cũng đồng ý thì có thể coi đây là lời khai của bọn họ. Dương Bối do dự một chút rồi nhìn Hạ Tưởng với ánh mắt sợ hãi. Lưu Hà có thể bị xử bắn không? Năm 96 cả nước đã xử bắn khá nhiều kẻ đám lưu manh phạm tội lần thứ hai nên Dương Bối lo lắng cũng không phải không có lý. Hạ Tưởng không trực tiếp trả lời câu nói của cô, mà nói. Lưu Hà chỉ là hiếp dâm chưa thành công, nhưng phán quyết cuối cùng phải do quyết định của tòa án. Pháp luật là công bằng, cô chỉ cần nói thật tình hình lúc ấy là được. Nếu giấu giếm thì rất có thể mang tới ảnh hưởng bất lợi. Dương Bối cắn môi gật đầu nói. Tín Dĩnh nói đều là thật. Có Dương Bối bổ sung nên Hạ Tưởng coi như hiểu đây là do Lưu Hà thẹn quá hóa giận nên mới muốn hiếp hai cô gái. Mà một nguyên nhân rất quan trọng đó là Dương Bối mãi không đồng ý cho khiến Lưu Hà nghi ngờ. Thực ra sau khi Hạ Tưởng xuất hiện đã lưu lại ám ảnh trong lòng Lưu Hà. Lần này uống rượu vào chẳng qua chỉ là khiến Lưu Hà thêm to gan mà thôi. Hơn nữa Trương Tín Dĩnh còn không ngừng chê bai, miệt thị y đến cùng cực. Lưu Hà vốn luôn kiêu căng thì sao có thể chịu đựng được. Hơn nữa y vốn đang bực vì mất Cổn Long Câu nên muốn mượn rượu giải sầu, lúc này y điên lên mất lý trí là điều bình thường. Phải nói bình thường mà nghe Trương Tín Dĩnh nói cũng rất dễ mất lý trí. Khi Lưu Thế Hiên tới thì trình tự thủ tục về cơ bản đã hoàn thành. Lưu Thế Hiên mặt có chút khó coi, y thấy Hạ Tưởng ở trong văn phòng của Vương Quan Thanh liền lạnh lùng nói. Thư ký Hạ đúng là người rất bận rộn. Huyện bá chỉ cần có việc là thấy bóng dáng của cậu. Vì nhân dân phục vụ thôi mà, chỉ cần có việc là có tôi.
Hạ Tưởng không thèm để ý đến câu châm chọc của Lưu Thế Hiên. Đối với việc Lưu Thế Hiên mãi mới đến thì Hạ Tưởng cũng không nghĩ nhiều. Dù sao bây giờ có chứng cứ rõ ràng, Lưu Hà không tránh khỏi kiếp ngồi tù. Hắn không tin Lưu Thế Hiên còn có thể lật trời. Lưu Hà làm ra chuyện đồi bại như vậy, mà Phó Chủ tịch Lưu lại ghét ác như thù thì chắc sẽ không phải do Lưu Hà là con của mình mà làm ra việc trái pháp luật chứ. Lưu Thế Hiên tức giận kêu lên một tiếng. Đừng đắc ý quá sớm. Hạ Tưởng, thanh niên có kích động là tốt, nhưng đừng có mà chơi quá trớn, nghịch lửa, lửa bỏng vào tay đó. Nghịch lửa lửa đốt tay thì hình như phải là Lưu Hà. Phó Chủ tịch Lưu có phải là dậy sớm nên có chút mơ ngủ không? Nếu đã trở mặt thì Hạ Tưởng cũng không sợ Lưu Thế Hiên. Quan trọng nhất chính là Lưu Hà rõ ràng đã phạm tội, Lưu Thế Hiên còn ra vẻ không sao cả, thái độ này làm cho Hạ Tưởng rất tức giận. Chẳng lẽ nói đợi có án mạng mới là việc lớn sao? Nếu nói trước kia Hạ Tưởng chỉ coi Lưu Thế Hiên như đối thủ, không có tình cảm cá nhân gì ở bên trong. Nhưng bây giờ hắn cảm thấy rất căm ghét Lưu Thế Hiên. Một kẻ mà dưới khuôn mặt kia giấu rất nhiều thứ dơ bẩn. Chờ xem. Lưu Thế Hiên xoay người đi vài bước rồi đột nhiên đứng lại ra vẻ mình nhớ ra gì đó rồi nói. Thư ký Hạ, quên không nhắc cậu một câu, cậu có thể rất nhanh nhận được thông báo ngày mai bí thư Thẩm sẽ tới huyện Bá thị sát, cẩn thận không xảy ra chuyện đó. Thẩm Phục Minh sẽ tới huyện Bá. Hạ Tưởng rõ ràng cảm thấy chấn động vì tin này. Nụ cười đầy ẩn ý của Lưu Thế Hiên có vẻ như ám chỉ vào lúc quan trọng như thế nào mà Thẩm Phục Minh đột nhiên đề xuất đến huyện Bá kiểm tra thì nhất định có ý nghĩa không bình thường. Chẳng lẽ là để hóa giải vụ án của Lưu Hà? Lưu Thế Hiên vì bảo vệ Lưu Hà không ngờ không tiếc tất cả mọi thứ thuyết phục Thẩm Phục Minh lấy danh nghĩa khảo sát mà đến huyện Bá một chuyến. Chuyến đi này chẳng lẽ là nhân cơ hội gây áp lực cho Lý Đinh Sơn để thả cho Lưu Hà một chút cơ hội? Thẩm Phục Minh đường đường là bí thư thành ủy. Nếu thật sự lấy danh nghĩa khảo sát để tới vì vụ án của Lưu Hà, vừa lúc có thể hỏi một chút về quá trình phá án của cơ quan công an cũng không phải không thể. Quan trọng nhất là Lưu Thế Hiên đưa ra điều kiện gì mới khiến Thẩm Phục Minh ra mặt như vậy. Hạ Tưởng thực ra cũng không e ngại Thẩm Phục Minh có thể lật lại vụ án này. Không thể khiến Lưu Hà thoát nạn, nếu không uy danh của Lý Đinh Sơn sẽ không còn, cũng sẽ khiến tất cả các thường vụ mất tin tưởng vào Lý Đinh Sơn. Hắn lo chính là giữa Lưu Thế Hiên và Thẩm Phục Minh rốt cuộc đã có thỏa thuận gì với nhau. Hắn quay đầu lại nhìn Liên Nhược Hạm vẫn đi theo mình. Hôm nay biểu hiện của cô có thể nói là rất tốt. Cô luôn đi theo hắn, không nói gì, cộng thêm cách ăn mặc làm cô trông giống thư ký của Hạ Tưởng. Nhược Hạm, hôm nay cảm ơn cô đã phải vất vả. Liên Nhược Hạm đáp lại bằng nụ cười. Không có gì vất vả cả. Đối với người như Lưu Hà thì khiến y phải ra trước công lý thì dù mệt tôi cũng chấp nhận. Cô dừng một chút rồi do dự mà hỏi. Nghe nói Thẩm Phục Minh muốn tới, có phải là muốn gây áp lực cho anh và bí thư Lý không? Có cần tôi ra mặt không? Không cần, cảm ơn ý tốt của cô, tôi có biện pháp. Hạ Tưởng rất tự tin mà nói. Hắn cũng biết Liên Nhược Hạm ra mặt là rất an toàn, có thể tuyệt đối khiến Thẩm Phục Minh biết khó mà lui. Nhưng mọi chuyện đều phải nhờ thì không nói nợ ân tình của Liên Nhược Hạm, còn không đạt được hiệu quả mà hắn mong muốn. Hắn muốn không dùng lực lượng bên ngoài mà lợi dụng đầy đủ cục diện phức tạp để tìm được thứ mấu chốt trong đó rồi lợi dụng đầu óc của mình khua dậy toàn cục. Hạ Tưởng vốn muốn bảo Liên Nhược Hạm tạm thời về nhưng cô không đồng ý với lời đề nghị của hắn. Mời thần tới thì dễ, tiễn thần đi thì khó. Liên Nhược Hạm cứ đi sát theo sau hắn, đừng nói đến ai khác nhìn là có suy nghĩ. Ngay cả Hạ Tưởng cũng cảm thấy không được tự nhiên. Lúc hắn ở văn phòng của trưởng phòng tìm được Vương Toàn Hữu, Vương Toàn Hữu cũng nhìn chằm chằm vào Liên Nhược Hạm đứng phía sau với vẻ nghi ngờ. Hạ Tưởng vội vàng giới thiệu Liên Nhược Hạm là bạn thân của Tào Thù Lê với Vương Toàn Hữu. Vương Toàn Hữu mới nửa tin nửa ngờ nói. Chơi với lửa. Hạ Tưởng đổ mồ hôi hột, hôm nay mấy lần hắn nghe được lời này rồi. Hắn vội vàng đổi đề tài, thấy Vương Quan Thanh không ở văn phòng. Hạ Tưởng liền nói việc Thẩm Phục Minh tới huyện Bá kiểm tra, sau đó nói thêm. Tài liệu chuẩn bị đối phó Lưu Thế Hiên thế nào rồi ạ? Vương Toàn Hữu cũng rất giật mình vì Thẩm Phục Minh đột nhiên kiểm tra, nhưng lãnh đạo cấp trên muốn đến lúc nào thì đến, làm sao cho cấp dưới có thời gian lựa chọn. Vương Toàn Hữu liền nhỏ giọng nói. Thực ra tài liệu đã sớm có, hơn nữa gần đây cũng mới nắm thêm được một chút, bất cứ lúc nào cũng có thể lấy ra. Vấn đề là bí thư Thẩm có thể tin hay không? Tài liệu giao cho tôi có được không?
tôi sẽ xem qua, đến lúc đó nếu có thời cơ thích hợp thì tôi sẽ ra mặt giao cho bí thư Thẩm có được không? Hạ Tưởng cười ha hả nói. Không ổn thì phải, cậu không phải người của Ủy ban Kỷ luật, chỉ là thư ký của bí thư Lý mà thôi. Cậu trình tài liệu về phó chủ tịch thường trực huyện cho bí thư Thẩm, rất dễ dàng bị người ta chụp mũ, như vậy tương lai của cậu sẽ như thế nào? Vương Toàn Hữu nói với giọng rất quan tâm. Cũng đúng, sao tôi không nghĩ ra nhỉ? Hạ Tưởng gãi đầu ra vẻ bất đắc dĩ nói. Nếu thực sự bị bí thư Thẩm ghi hận trong lòng thì tương lai đúng là u ám. Cô bé Lê nhất định sẽ oán giận cậu của cô ấy không giúp được bạn của cô. Vậy làm sao bây giờ bí thư Vương? Vương Toàn Hữu hiểu được mình lại bị Hạ Tưởng kéo vào. Hạ Tưởng chính là lấy chính bản thân mà uy hiếp y, khiến cho y lôi kéo Dương Phàm trình tài liệu về Lưu Thế Hiên lên với bí thư Thẩm. Nếu không Hạ Tưởng sẽ mạo hiểm vứt bỏ tương lai chính trị để chủ động nộp lên. Có thể nói Dương Phàm ra mặt thì chỉ một mình mà thôi. Hạ Tưởng cũng biết với mặt mũi của mình, hơn nữa thêm vầng hào quang của bí thư huyện ủy Lý Ninh Sơn, nhưng không có Vương Toàn Hữu mở miệng nói thì Dương Phàm cũng không lấy cuộc sống chính trị của mình ra mà đánh cuộc để mà cứng đối cứng với Lưu Thế Hiên. Chẳng qua đến bước này thì Vương Toàn Hữu sao có thể từ chối sức hấp dẫn là sẽ đánh ngã được Lưu Thế Hiên. Vương Toàn Hữu nhìn chằm chằm vào Hạ Tưởng mà nói. Tôi biết cậu có nhiều mưu ma quỷ kế, cũng biết cậu nhất định có kế hoạch. Có lẽ hỏi cậu cũng không nói. Tôi hỏi cậu một câu, cậu phải nói thật với tôi. Bí thư Thẩm tự mình xuống, nếu Dương Phàm đưa tài liệu ra thì có mấy phần thành công? 8 phần. Hạ Tưởng đương nhiên không thể nói ra diệu kế của hắn. Chẳng qua trong lòng hắn vẫn có chút cảm kích Liên Nhược Hạm. Bởi vì cô không hề gây rối hắn. Hạ Tưởng nhìn Liên Nhược Hạm rồi nhỏ giọng nói với Vương Toàn Hữu. Biết cô ấy là ai không? Lần trước cháu trai của trưởng phòng Vương bị cô ấy đánh cho phải vào viện. Sau đó cô ấy gọi một cuộc điện thoại đã kinh động tới bí thư Thẩm. Bí thư Thẩm liền mắng cho trưởng phòng Vương một trận tơi bời. Vương Toàn Hữu hít sâu một hơi rồi nói. Vì thù Lê nên tôi tin cậu một lần. Chẳng qua cậu và cô ấy phải chú ý đừng đi lại quá gần. Nếu không cậu mà làm ra chuyện có lỗi cho thù Lê thì tôi quyết không tha cho cậu. Vương Toàn Hữu lúc thì lấy thân phận của bí thư đảng ủy công an, lúc thì lấy thân phận của cậu Tào Thù Lê. Hạ Tưởng đúng là không biết dùng giọng điệu nào mà nói chuyện với Vương Toàn Hữu. Hắn liền cười ha hả vài cái rồi lấy cớ vội vàng ra khỏi văn phòng. Liên Nhược Hạm lúc ấy đứng khá xa nên không nghe thấy Hạ Tưởng và Vương Toàn Hữu nói gì. Nhưng cô rất dễ dàng đoán ra hai người nói chuyện có nhắc tới cô. Liên Nhược Hạm hỏi. Hình như tôi lại bị anh lợi dụng hợp lý thêm lần nữa thì phải. Không phải. Hạ Tưởng vội vàng giải thích. Hắn không muốn Liên Nhược Hạm có hiểu lầm với hắn. Bởi vì lần trước ở trên đỉnh núi cô đã đề xuất muốn kéo hắn vào vòng tròn quyền lực của gia tộc cô, hắn vẫn ghi nhớ trong lòng. Vì thế hắn phải cố gắng tránh né không để Liên Nhược Hạm động tâm tư. Bí thư Vương là cậu của cô bé Lê, ông ta lo tôi làm chuyện có lỗi với cô bé Lê nên nhắc nhở tôi một chút. Anh có ý gì? Liên Nhược Hạm chớp chớp đôi mắt to mà hỏi. Không biết đây là cô thật sự không biết hay là cố tình không biết? Hạ Tưởng liền cười nói. Cô nói có ý gì là sao? Cô đi sát bên cạnh tôi, một phân không rời. Có một người đẹp như vậy đi theo thì người ta lo lắng về tôi cũng là rất bình thường. Liên Nhược Hạm lại nghiêm túc nói. Người khác yên tâm hay không thì không quan trọng, chỉ cần anh yên tâm với chính anh hay không. Có ý gì cơ? Hạ Tưởng có chút khó hiểu nhìn Liên Nhược Hạm. Tôi rất yên tâm vào định lực của mình, cũng rất yên tâm với ánh mắt của cô, cho nên chúng ta đi cùng là tuyệt đối an toàn. Liên Nhược Hạm suy nghĩ một chút rồi nói. Phải hiểu đó là hai đường song song. Buổi trưa Hạ Tưởng nhận được điện của Ngô Anh Kiệt nói là thành ủy thành phố chương trình chính thức thông báo với huyện ủy huyện bá về việc ngày mai bí thư Thẩm sẽ tới huyện bá kiểm tra, yêu cầu huyện ủy huyện bá làm tốt công tác tiếp đón. Hạ Tưởng liền ứng phó vài câu rồi định dập máy. Lúc này hắn lại nghe thấy Ngô Anh Kiệt ra vẻ thần bí nói. Thư ký Hạ, vừa nãy tôi hình như nghe trưởng ban Quách gọi điện thoại lên thành phố. Tôi không nghe rõ mấy, hình như là gọi cho bí thư đảng ủy cục công an thành phố Vương Đại Hải. Chỉ nghe thấy y nói Lưu Hạ uống rượu nên nhất thời xúc động, chứ không phải có kế hoạch từ trước. Thú vị đây, Ngô Anh Kiệt cũng muốn đẩy ngã Lưu Thế Hiên. Ngô Anh Kiệt đây đâu có giống đột nhiên nghe thấy, đây là cố ý nghe lén mà. Hạ Tưởng bỏ máy xuống rồi cười cười một tiếng.
Lưu Thế Hiên liều mạng túm lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng là bí thư Thẩm, liều mạng cũng muốn bảo vệ Lưu Hà. Lần này có lẽ chính bản thân y cũng bị kéo vào trong đó. Có chút khó hiểu chính là Trương Thục Anh vẫn chưa tới. Đáng lẽ theo tính cách của Trương Thục Anh thì đã sớm từ thành phố Trương Trình xuất phát, bây giờ hẳn là phải tới huyện Bá rồi chứ. Chẳng lẽ có vấn đề gì sao? Hạ Tưởng về văn phòng Lý Đinh Sơn. Lý Đinh Sơn đang xa sầm lại. Hạ Tưởng đoán được một chút nên nói. Có phải là có không ít điện thoại tới nói giúp không bí thư Lý? Lý Đinh Sơn cười khổ một tiếng. Không phải không ít mà là rất nhiều. Không ngờ có đủ nhân vật trên thành phố nhảy ra, không ít người nói giúp, còn đưa ra điều kiện để trao đổi. Vào lúc quan trọng này thì mạng lưới quan hệ của Lưu Thế Hiên đã bắt đầu hoạt động. Đúng là không đơn giản, xem ra chúng ta đã coi nhẹ y. Hạ Tưởng lại không lo lắng như Lý Đinh Sơn nghĩ. Hắn vẫn cười ha hả nói. Bí thư Lý, bí thư Thẩm sẽ xuống kiểm tra, ngài thấy việc này như thế nào? Đương nhiên không phải là trùng hợp rồi. Xem ra Lưu Thế Hiên đã quá nóng rồi, cũng là muốn cho chúng ta xem y có năng lực lớn như thế nào. Quả thật là năng lực rất lớn, tôi còn không mời được bí thư Thẩm. Mặt mũi y đúng là không nhỏ. Chẳng qua y có chiêu của y thì tôi cũng thủ đoạn của tôi. Ngày mai ban tuyên giáo có lẽ sẽ nhận được tin báo Triều Tỉnh Yến và phóng viên thường trú Tỉnh Yến của Nhật báo Tân Văn xuống phỏng vấn, yêu cầu ban tuyên giáo thành ủy nhất định phải giúp đỡ. Tin này cũng sẽ rơi vào trong tai bí thư Thẩm. Nhật báo Tân Văn là tờ báo có sức ảnh hưởng mạnh trong toàn Trung Quốc, lai lịch lớn đủ để dọa người. Hạ Tưởng liền cười cười khen ngợi vài câu. Tôi thực ra đang định muốn nhắc bí thư một chút, không ngờ bí thư lại ra chiêu nhanh như vậy. Lý Đinh Sơn cũng cười nói. Đừng tưởng tôi không có thủ đoạn, có khi tôi không muốn cho bọn họ biết mình cố ý uy hiếp bọn họ. Chẳng qua Lưu Hà cũng không ra gì, không nghiêm trị y thì không thể làm dân chúng bớt tức giận được. Lưu Thế Hiên còn muốn bảo vệ Lưu Hà, tôi liền cho y biết nếu đấu trong phạm vi huyện Bá thì được, nếu muốn làm lớn chuyện, kinh động tới thành phố Trương Trình cũng được. Còn nếu không đủ thì chúng ta đưa lên tận tỉnh, nếu không thì dù ra tòa, kiện lên Bắc Kinh tôi cũng sẵn sàng tiếp. Lý Đinh Sơn lúc này thể hiện rõ khí phách của một lãnh đạo. Hạ Tưởng thật lòng khen ngợi. Bí thư Lý hôm nay vừa ra tay đã khiến trời đất thay đổi, mưa gió nổi lên. Đừng có mà nịnh bợ. Lý Đinh Sơn cười ha hả nói. Đừng có mà giấu tôi biết cậu cũng có chút thủ đoạn đã chuẩn bị rồi phải không? Chuẩn bị xong rồi, bí thư Lý bắt tay từ chỗ lớn, tôi cũng làm vài bút nhỏ. Hai bên cùng làm thì Lưu Thế Hiên không thể không ngã. Hạ Tưởng còn định nói rõ kế hoạch của hắn thì Lý Đinh Sơn đã xua tay nói. Cậu cứ mạnh dạn mà làm, có vấn đề tôi phụ trách. Nếu đánh ngã Lưu Thế Hiên thì cậu có công lớn nhất. Cả huyện ủy đang bàn tán xôn xao, tin Lưu Hà gặp chuyện không đầy nửa ngày đã truyền khắp mọi ngõ ngách của huyện. Tuy rằng hôm nay là chủ nhật nhưng đến buổi chiều huyện ủy còn náo nhiệt hơn ngày đi làm bình thường. Mọi người túm tụm lại gần nhau mà nói chuyện, vừa thấy lãnh đạo Lưu biết điều tan đi, một lát sau lại túm tụm lại mà nói chuyện. Mọi người đều biết rằng quyền lực huyện Bá đã tới lúc lật bài. Lúc này mọi người đều đang hoảng sợ và cân nhắc tiếp theo mình nên đứng ở đội ngũ nào. Người không thể dựa vào bí thư liền muốn dựa vào một vị phó bí thư, trưởng ban nào đó. Đám người trước đây là người của Lưu Thế Hiên thì đều phải suy nghĩ xem dựa vào ai khác. Phó chủ tịch huyện Triệu Kiến Tô cũng được bí thư Lý tin tưởng, có quan hệ khá tốt với chủ tịch Thạch. Tiếp theo có lẽ phó chủ tịch Triệu Kiến Tô sẽ tiến thêm một bước phải không? Đến 3, 4 giờ chiều Trương Thục Anh mới vội vàng tới nơi. Chị ta vừa tới huyện Bá liền chạy thẳng đến công an huyện xem Trương Tín Dĩnh, thấy Trương Tín Dĩnh không sao thì mới yên tâm. Lưu Thế Hiên nghe nói Trương Thục Anh nhanh như vậy đã tới thì biết có người đã báo với chị ta. Y liền vội vàng từ bệnh viện chạy tới xin lỗi Trương Thục Anh. Không ngờ Trương Thục Anh nhìn thấy y liền chỉ nói một câu. Tôi và anh không có gì để nói. Lưu Thế Hiên ở trong bệnh viện thấy tay Lưu Hà thiếu chút nữa bị chém đứt. Y hỏi bác sĩ thì nói dù khâu lại thì cũng không thể linh hoạt như trước. Lưu Thế Hiên hận Trương Tín Dĩnh đến tận xương tủy. Y vốn định để tạm đó, mình chủ động hạ mình xin lỗi Trương Thục Anh là có thể làm dịu đi mâu thuẫn. Không ngờ Trương Thục Anh còn túm chặt không buông làm cho Lưu Thế Hiên không kìm được cơn tức giận trong lòng. Bây giờ có việc là con tôi không phải cháu cô. Trương Tín Dĩnh bây giờ không vấn đề gì, tay Lưu Hà bị phế rồi, cô còn có lý lẽ hay không?
Trương Tín Dĩnh cười lạnh một tiếng rồi nói với Lưu Thế Hiên. Chém đứt tay hắn là còn nhẹ, tôi còn muốn cắt thứ xấu xa kia của hắn, khiến hắn về sau làm như thế nào hại người nữa. Lưu Thế Hiên tức giận đến độ mặt co quắp lại. Mày muốn nhà tao tuyệt tự hả? Được, chúng ta chờ xem. Trương Thục Anh đột nhiên cảm thấy cả người mình như mất hết sức lực. Chị ta dựa lưng vào tường mới miễn cưỡng đứng vững được. Tiểu Dĩnh, gọi điện cho Hạ Tưởng lại đây. Bảo cô có chuyện rất quan trọng muốn gặp cậu ta. Bảo cậu ta lập tức tới đây, có việc rất quan trọng. Sáng hôm sau Hạ Tưởng vội vàng cùng đám người huyện ủy đi nghênh đón Bí Thư Thẩm đến bận tối mày tối mặt. Liên Nhược Hạm xung phong nhận việc đi an ủi Dương Bối. Hạ Tưởng cũng gật đầu đồng ý nhưng bảo cô phải bảo vệ an toàn cho Dương Bối, nếu có thể thì đừng nói nhiều với Dương Bối. Liên Nhược Hạm cười cười đầy kỳ quái. Dương Bối là mối tình đầu của anh phải không? Liên Nhược Hạm đi rồi mà một lúc lâu Hạ Tưởng vẫn không hiểu sao cô biết được, từ đâu mà biết. Mễ Huyên nhất định sẽ không nói cho cô. Tào Thù Lê cũng không nhiều chuyện mà, chẳng lẽ là do chính Liên Nhược Hạm nhìn ra? Không thể mà, biểu hiện của mình rõ như vậy sao? Không phải trong này có vấn đề gì khác chứ? Đoàn người Thẩm Phục Minh đi một chiếc minibus tới huyện Bá vào khoảng 9 giờ. Cùng đi với Thẩm Phục Minh còn có Bí Thư Đảng ủy Cục Công an Vương Đại Hải, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật Lãnh Tá, trưởng ban tuyên giáo Đan Trường Thiên, thư ký Trương Kiện của Thẩm Phục Minh cũng có trong số đó. Chương 159, Lưu Thế Hiên phản kích. Ở huyện Bá do Lý Đinh Sơn cầm đầu bộ máy huyện ủy, ủy ban, hội đồng nhân dân và hội nghị hiệp thương chính trị nhân dân đều có mặt đầy đủ. Tất cả các thường vụ huyện ủy đều xếp hàng nghênh đón không thiếu một ai. Sau khi bắt tay mọi người, Thẩm Phục Minh nói vài câu đơn giản. Các đồng chí, tôi chính là đột nhiên xúc động nên muốn tới huyện Bá gặp mặt mọi người, không nên làm long trọng và chính thức như vậy chứ. Đơn giản một chút là có thể tiết kiệm mà. Được rồi, mọi người tan đi, chỉ cần có Bí Thư Lý, Chủ tịch Thạch và Phó Chủ tịch Lưu đi cùng là được. Từ số người mà Bí Thư Thẩm điểm danh lưu lại đã nói rõ vấn đề. Lý Đinh Sơn liếc nhìn Hạ Tưởng rồi thầm nghĩ Thẩm Phục Minh quả nhiên muốn nói chuyện giúp Lưu Thế Hiên. Lưu Thế Hiên đúng là đã bỏ cái giá không ít đối với Thẩm Phục Minh. Chẳng qua từ việc trưởng ban tuyên giáo đi cùng nhưng không thấy tòa soạn và đài truyền hình đi cùng có thể thấy Đan Trường Thiên đến huyện Bá là do Thẩm Phục Minh đột nhiên có suy nghĩ. Có lẽ cuộc điện thoại nói báo Triều Tỉnh Yến và Nhật báo Tân Văn tới phỏng vấn đã có tác dụng. Bởi vì lãnh đạo thành ủy có Bí Thư Đảng ủy Cục Công an, chủ nhiệm ủy ban kỷ luật cùng trưởng ban tuyên giáo nên phải có số người tiếp. Vì thế Lý Đinh Sơn yêu cầu Vương Toàn Hiếu, Dương Phàm và Đỗ Song Lâm ở lại, những người khác về huyện ủy trước. Theo quy củ thì Hạ Tưởng và thư ký của Thẩm Phục Minh không đi phía trước mà đi ở phía sau. Thư ký Trương Kiện có chút tò mò nhìn Hạ Tưởng. Tiểu Hạ, chúng ta vẫn chưa được gặp mặt, tôi thật ra nghe thị trưởng Hồ và trưởng ban Vương nhắc đến cậu. Trẻ tuổi đầy hứa hẹn, được lãnh đạo coi trọng. Hạ Tưởng cũng nghe nói tên Trương Kiện này sẽ xuống huyện Bá làm phó bí thư nên nhân cơ hội làm quen. Thư ký Trương quá khen rồi. Tôi thực ra chỉ là người phục vụ Bí Thư Lý, sao có thể so sánh với ngài là thư ký của Bí Thư Thành ủy. Hơn nữa tôi nghe nói thư ký Trương rất nhanh sẽ tới huyện Bá làm phó bí thư. Huyện Bá chính là cần lãnh đạo huyện trẻ tuổi đầy năng lực như thư ký Trương. Tôi tin Bí Thư Lý sẽ rất vui được hợp tác làm việc với thư ký Trương. Trương Kiện cười nói. Tôi tới huyện Bá thì đúng là không quen, vì thế phải nhờ Bí Thư Lý chỉ điểm nhiều. Tôi cũng sẽ làm tốt công việc của mình dưới sự lãnh đạo của Bí Thư Lý, cố gắng cống hiến một phần sức lực cho sự phát triển của huyện Bá. Trương Kiện tỏ thái độ làm Hạ Tưởng có chút ngạc nhiên. Hắn vốn cho rằng vị thư ký Trương này xuống huyện Bá thì có thể đứng về phía Lưu Thế Hiên. Nhưng từ trong lời của y thì lộ rõ đây là người muốn lấy chút kinh nghiệm rồi rời đi. Nếu là như vậy thì đó chính là mọi người đều nâng đỡ. Hạ Tưởng liền khách sáo nói vài câu. Một lát sau đội ngũ đi tới cổng huyện ủy, đang định vào huyện ủy thì không biết từ đâu có một đám người già trẻ có cả, tầm 20 người chợt lao ra chặn đường Bí Thư Thẩm. Đám người này đều quỳ trên mặt đất, còn có người viết chữ lên bụng, lên mặt. Cứu người lương thiện Lưu Hà. Lưu Hà bị người vu oan. Mời Thanh Thiên Đại Lão ra làm chủ cho giám đốc Lưu của chúng tôi cứu tinh của dân chúng huyện Bá. Vở kịch của Lưu Thế Hiên đây sao? Hạ Tưởng có chút giật mình và không ngờ Lưu Thế Hiên còn có chiêu này. Chẳng qua nhìn những chữ viết trên bụng, trên mặt làm hắn thiếu chút nữa phì cười. Lưu Hà mà thành người lương thiện đúng là giỏi khoác lác.
chẳng qua hắn cũng thầm khen biện pháp ngu này của Lưu Thế Hiên quả thật là có tác dụng. Ít nhất cũng cho Thẩm Phục Minh một cơ hội quang minh chính đại nhúng tay vào vụ án của Lưu Hà. Quả nhiên mấy tên cảnh sát chuẩn bị tiến lên giải tán đám người thì Thẩm Phục Minh vung tay lên ra vẻ gần gũi với dân chúng. Dân chúng có oan ức thì phải để bọn họ phản ánh. Tôi muốn hỏi một câu, Bí Thư Lý, anh biết là xảy ra chuyện gì không? Lý Đinh Sơn không hề hoang mang, y đương nhiên đoán được đây là Lưu Thế Hiên làm ra. Lưu Thế Hiên mời Thẩm Phục Minh tới chính là muốn nhúng tay vào chuyện của Lưu Hà. Hơn nữa còn phải làm ra vẻ như vô tình gặp phải. Nếu đối phương muốn diễn thì cứ để đối phương diễn đi. Tôi tới huyện Bá lần đầu gặp chuyện này, trùng hợp chính là Bí Thư Thẩm cũng gặp được. Vừa lúc xin mời Bí Thư Thẩm tự mình hỏi xem một chút, cũng coi như làm cho dân chúng huyện Bá xem. Lời của Lý Đinh Sơn làm Thẩm Phục Minh ngẩn ra. Y vốn nghĩ bí thư huyện ủy khi bí thư thành ủy đến kiểm tra mà lại bị người chặn đường kêu oan thì Lý Đinh Sơn nhất định phải kinh hoàng chứ. Không ngờ Lý Đinh Sơn lại không có một chút phản ứng gì, vì thế Thẩm Phục Minh không còn hứng thú đóng kịch nữa. Y lạnh nhạt đi tới trước mặt một người đang quỳ mà nói. Có việc gì mau đứng lên rồi nói, bây giờ quỳ không được thịnh hành như trước đâu. Tôi là bí thư thành ủy Thẩm Phục Minh, mọi người có khó khăn gì thì cứ nói ra. Hạ Tưởng nhìn thì thấy ông lão quỳ trên cùng chính là lão già móm răng và đưa thuốc mà lần đầu tiên hắn tới xã cổ trại gặp được. Hắn lại nhìn đám người kia thì thấy trong đó không những có Hoàng Hải mà còn cõng cả con gái theo. Năm 98 loại chặn đường kêu oan này coi như là sự vật mới. Chẳng qua Hạ Tưởng hiểu rõ đời sau việc người dân vây cửa ủy ban nhân dân thành phố là thường xuyên xảy ra, chẳng có gì lạ cả, hơn nữa đều là có tổ chức và trả tiền theo đầu người. Có lẽ Lưu Thế Hiên tổ chức đám người này cũng đều là trả tiền. Nếu không kẻ tham tiền như Hoàng Hải mới cõng thêm con gái đi theo, đây là mong kiếm thêm một phần tiền. Hạ Tưởng chẳng những không lo lắng mà còn cười cười rất thoải mái. Nụ cười của hắn làm vị Trương Kiện nhìn thấy nên rất khó hiểu hỏi. Thư ký Hạ, huyện Bá xuất hiện việc kêu oan trên đường là việc lớn. Điều này nói rõ huyện ủy ban nhân dân không làm tròn chức trách mà anh còn có tâm trạng cười sao? Hạ Tưởng vội vàng thu vẻ tươi cười rồi nghiêm túc nói. Thư ký Trương phê bình rất đúng, là tôi sai, tôi thành khẩn nhận phê bình. Chẳng qua thư ký Trương có muốn biết chân tướng của vụ việc này không? Thư ký Trương ngẩn ra một chút rồi nói. Anh có ý gì? Thẩm Phục Minh không thể nào việc gì cũng có thể nói cho thư ký của mình, nhất là việc quan trọng. Thư ký Trương có lẽ biết quan hệ mật thiết giữa Thẩm Phục Minh và Lưu Thế Hiên. Nhưng Lưu Thế Hiên rốt cuộc đưa cho Thẩm Phục Minh bao tiền, hai người có bao lợi ích chung thì thư ký Trương chưa chắc đã biết. Thẩm Phục Minh có lẽ sẽ tránh y, hoặc là y biết cũng phải cố tránh ra. Biết nhiều có đôi khi sẽ chuốc họa vào thân, lúc thích hợp thì phải biết ba không, không nghe, không thấy, không hỏi. Hạ Tưởng nhỏ giọng nói. Ngài là thư ký của Bí Thư Thẩm thì nhất định cũng đi theo Bí Thư Thẩm đến rất nhiều huyện kiểm tra, như vậy đã từng xảy ra chuyện như vậy bao giờ chưa? Thư ký Trương lắc đầu, nói đùa à, bí thư huyện ủy nào muốn khi bí thư thành ủy đến khảo sát mà bị người chặn đường như vậy? Điều này có phải là nghĩ rằng mình làm quan quá nhiều nên chán không? Hạ Tưởng cười nói, đường mà bí thư Thẩm đi đã sớm được giới nghiêm, chẳng lẽ cảnh sát huyện Bá đều là đám vô dụng? Một đám người như vậy nếu không xuất hiện, như vậy cảnh sát huyện Bá đều có thể an tâm về nhà ôm con mà ngủ đi. Thư ký Hạ, nói chuyện phải chú ý chừng mực. Không thể nói lung tung. Thư ký Trương liền nghiêm túc nói, trong mắt còn lộ ra một tia uy hiếp. Nói linh tinh phải chịu trách nhiệm. Hạ Tưởng vừa từ thành phố Yến về. Ở thành phố Yến hắn đã gặp được thị trưởng Trần Phong, cựu bí thư tỉnh ủy Sử Lão, hơn nữa còn đến nhà Tống Chiêu Độ cựu thường vụ tỉnh ủy làm khách, hơn nữa còn có quan hệ mật thiết với cấp giám đốc Sở Tào Vĩnh Quốc. Thư ký Trương này là thư ký của bí thư thành ủy, chẳng qua chỉ là cấp phó huyện mà thôi. Vậy mà còn muốn ra vẻ uy quyền với hắn. Hạ Tưởng thấy vậy không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Chẳng qua Hạ Tưởng càng tỏ vẻ kính cẩn và cẩn thận. Đúng, thực ra tôi cũng vì có ý tốt mà thôi. Ngài chưa đến huyện Bá nên không biết tình hình. Về cơ bản chỉ cần bỏ mấy đồng là ngài có thể khiến một nông dân quỳ trên đường cái cả sáng. Tôi lên thảo nguyên thuê ngựa, một con mà cả buổi chỉ mất một tệ. Thư ký Trương nhíu mày nói. Ý cậu là có người đang đóng kịch cho bí thư Thẩm xem. Ai mà dám to gan như vậy, dám lừa gạt lãnh đạo cấp trên. Tôi không nói như vậy,
Tôi chỉ là nói đến những gì tôi đã gặp, đã thấy ở huyện bá đúng là khác so với những thứ tôi thấy ở thành phố Yến. Chuyện ở cơ sở đúng là rất phức tạp, cũng rất đơn giản. Chẳng qua bởi vì chúng ta không nghĩ tới nên có đôi khi mới không thấy rõ chân tướng sau lưng mà thôi. Thư ký Trương nhìn Hạ Tưởng rồi thầm nghĩ đối phương cố ý nói đến thành phố Yến có phải là nhắc mình là y và Lý Đinh Sơn đều có chỗ dựa ở thành phố Yến không? Lại nghĩ tới việc nhận được tin tức báo Triều tỉnh Yến và Nhật báo Tân Văn cùng tới phỏng vấn, nói là rất hứng thú với việc con của Phó Chủ tịch Thường trực huyện bá phạm tội hiếp dâm không thành. Điều này làm Thẩm Phục Minh rất tức giận. Chương 160, Lý Đinh Sơn kim trong bông. Thư ký Trương cũng hiểu bí thư Thẩm đột nhiên đề xuất đến huyện bá khảo sát thực ra là để dập lửa giúp Lưu Thế Hiên. Y cũng có cái nhìn với việc bí thư Thẩm vội vàng ra mặt thay Lưu Thế Hiên như vậy. Nhưng y chỉ là một thư ký nên điều gì nên nói, điều gì không thì biết rõ. Cho nên y không dám nhiều lời mà chỉ ngoan ngoãn đi theo Thẩm Phục Minh. Chuyện xảy ra ở trước cửa trụ sở huyện ủy quá đột nhiên làm y không kịp có phản ứng. Nhưng nghe Hạ Tưởng nói như vậy, y liền mơ hồ hiểu ra. Y nghĩ tới chuyện của Lưu Hà mà kinh động tới truyền thông cấp tỉnh, cấp quốc gia, bí thư Thẩm nếu nhảy vào trong vũng nước đục này không ngừng cả người bẩn thêm. Y không khỏi suy nghĩ một chút. Lại thấy Hạ Tưởng gặp cảnh này mà không kinh hoàng, không thất thố, hơn nữa còn thái độ ung dung xem kịch liền thầm nghĩ không ổn rồi. Nói không chừng Lý Đinh Sơn đã sớm nghĩ được đối sách tương kế tự kế. Kẻ bị thiệt cuối cùng chính là Lưu Thế Hiên, mất mặt chính là bí thư Thẩm. Hắn đang định chen đám người lên để mà nhỏ giọng nói với bí thư Thẩm một chút thì không ngờ đã chậm một bước. Bí thư Thẩm rất thân thiết đỡ ông lão móm răng mà nói. Ông lão có chuyện gì thì cứ nói. Không ai dám ngăn ông nói thật. Ông lão run rẩy đứng lên nói. Ngài là quan lớn có thể làm chủ ở đây. Thẩm Phục Minh gật đầu, trong lòng y có chút hối hận sao không mang theo phóng viên để thấy cảnh mình thương dân. Chúng tôi là thôn dân xã Cổ Trại, nhà rất nghèo. Cũng nhờ giám đốc Lưu bảo chúng tôi đi đào nấm khẩu Bắc và rau thái nên chúng tôi mới có cơm ăn, áo mặc. Lãnh đạo, đã lâu chúng tôi không thấy giám đốc Lưu. Sau đó nghe ngóng mới biết núi hoang đã bị người nhận thầu. Giám đốc Lưu không thuê chúng tôi đào nấm thì chúng tôi sẽ không có cơm ăn, không có áo mặc. Ngài là quan lớn, giám đốc Lưu nhất định nghe lời ngài. Ngài bảo giám đốc Lưu nhận thầu núi hoang đi, để giám đốc Lưu cho chúng tôi công việc, khiến giám đốc Lưu cho chúng tôi cơm ăn. Thẩm Phục Minh nắm chặt tay ông lão, mặt nặng nề mà nói. Các đồng chí có thấy không, lòng dân mãnh liệt, ông lão. Ông nói giám đốc Lưu là ai? Tôi chỉ biết giám đốc Lưu tên là Lưu Hà, vấn đề khác thì không rõ. Ông lão tuy rằng không có kỹ năng diễn nhưng trí so sánh của y đúng là giỏi, có thể nhớ kỹ nhiều từ như vậy đúng là không đơn giản. Hạ Tưởng thấy Lý Đinh Sơn đang rất bình tĩnh đứng bên. Lưu Thế Hiên cũng ra vẻ không liên quan tới mình, chẳng qua từ ánh mắt không ngừng đảo đảo đã bán đứng nỗi lo trong lòng y. Hạ Tưởng đã nghĩ Lưu Thế Hiên vời kịch Dương Đông Kích Tây. Bố trí ông lão này ra mặt nói về quyền sở hữu của Cổn Long Câu. Thực ra đây là vì nói ra Lưu Hà, cuối cùng để bí thư Thẩm thuận theo lòng dân mà nhúng tay vào việc của Lưu Hà. Quyền sở hữu của Cổn Long Câu là quyết định của hội nghị thường vụ huyện bá. Thẩm Phục Minh thân là bí thư thành ủy không thể nào phủ nhận quyết định của hội nghị thường vụ. Y nếu dám làm như vậy thì lập tức sẽ có thường vụ tỉnh ủy đưa ra đề xuất cách chức y. Quyết định của hội nghị thường ủy không được phép thay đổi. Trừ khi sai lầm nghiêm trọng về phương hướng. Nếu không quyết định trong hội nghị thường ủy rất khó thay đổi. Lý Đinh Sơn và Hạ Tưởng đều rõ ràng lợi hại trong đó nên ông lão kia có đưa ra thì bọn họ cũng không lo lắng. Thẩm Phục Minh quay đầu lại hỏi Lưu Thế Hiên. Phó Chủ tịch Lưu Hà hình như là con của anh phải không? Anh ta sao lại không đi mua nấm và rau cho dân chúng vậy? Lưu Thế Hiên ra vẻ rất đau lòng mà nói. Bí thư Thẩm. Tôi rất xin lỗi ngài, do tôi không giáo dục con cái tốt. Con tôi làm chuyện sai lầm, bây giờ đang ở trong bệnh viện điều trị. Thẩm Phục Minh ra vẻ giật mình nói. Sao lại như vậy? Nó uống nhiều rượu nên có chút mâu thuẫn với bạn gái là Dương Bối. Lúc ấy bạn của Dương Bối là Trương Tín Dĩnh cũng có ở đó. Trương Tín Dĩnh nói chuyện hơi khó nghe, thanh niên cãi nhau cũng là bình thường. Có thể do Lưu Hà kích động một chút nên xé quần áo của Trương Tín Dĩnh. Kết quả Trương Tín Dĩnh nói nó hiếp dâm không thành, Trương Tín Dĩnh lúc ấy do tình hình cấp bách lên chém đứt cổ tay Lưu Hà. Theo bác sĩ nói tay phải có lẽ không giữ được.
Lưu Thế Hiên khi nói chuyện còn cố ý nhìn Hạ Tưởng. Trong lòng y đang rất căm hận, đều do thằng này nhúng tay vào khiến cho Liên Nhược Hạm đi theo Dương Bối. Nếu không y đã sớm thuyết phục mẹ của Dương Bối Ngưu Hồng Muội, nói rằng đó là cãi nhau mà không phải hiếp dâm. Chỉ cần Dương Bối đổi lời, y liền thỏa thuận với Trương Thục Anh, cuối cùng Trương Tín Dĩnh chỉ cần nhả ra là Lưu Hà có thể được thả. Đáng tiếc mọi chuyện bị thằng Hạ Tưởng giành trước một bước. Lời khai của Dương Bối và Trương Tín Dĩnh đã được ghi lại và ký tên, tội của Lưu Hà là hiếp dâm chưa thành. Đương nhiên làm chút tay chân khiến hai người phản cung cũng không phải không thể. Nhưng chỉ là lúc trước Lưu Thế Hiên tìm Trương Thục Anh muốn nói chuyện, lại bị Trương Thục Anh lập tức từ chối, y cũng không có cơ hội mà thuyết phục Trương Tín Dĩnh đổi lời khai. Sau đó khi tìm tới Dương Bối thì lại phát hiện Liên Nhược Hạm đi sát theo Dương Bối. Y biết Liên Nhược Hạm là người không thể trêu chọc. Vì vậy Lưu Thế Hiên mặc dù rất tức giận nhưng không có biện pháp. Trong lòng hận không thể dùng dao đâm chết Hạ Tưởng mới hả giận. Từ đầu tới cuối khắp nơi đều thấy bóng dáng của Hạ Tưởng. Hạ Tưởng quả thực còn đáng sợ hơn Lý Đinh Sơn, hắn đúng là ác mộng của Lưu Thế Hiên. Lưu Thế Hiên nói chuyện thay đổi trắng đen mà mặt không chút thay đổi. Nếu Trương Tín Dĩnh ở đây chỉ sợ sẽ nhảy dựng lên lao tới xé xác y. Lý Đinh Sơn giật giật lông mi nhưng không nói gì. Đỗ Song Lâm và Trương Tín Dĩnh vốn có mâu thuẫn nhưng lại tức giận đến độ mặt tái mét, tay nắm chặt thiếu chút nữa tiến lên bảo Lưu Thế Hiên nói dối. Chẳng qua y thấy Lý Đinh Sơn rất bình tĩnh không tỏ vẻ gì nên mới cố gắng bình tĩnh lại. Thẩm Phục Minh có chút nuối tiếc mà nói. Sao có thể như vậy? Thanh niên cãi vã là rất bình thường, vậy mà nói là hiếp dâm còn chém bị thương là sao? Có điều tra rõ ràng không? Lý Đinh Sơn không thể không nói. Bí thư Thẩm, cơ quan công an đang điều tra, đến bây giờ vẫn chưa có kết luận. Chẳng qua căn cứ điều tra ban đầu thì Lưu Hà bị nghi ngờ là hiếp dâm. Hai người bị hại ở đâu? Thẩm Phục Minh hỏi một câu rồi lại nhìn ông lão. Không được bỏ qua một người xấu, nhưng không được làm người tốt bị oan. Đối với một người phải xem cách làm việc của người ta. Lưu Hà có thể làm việc tốt cho dân chúng như vậy, có thể là người xấu không hả? Trị bệnh cứu người. Làm việc trượng nghĩa và phải suy xét tới ảnh hưởng xã hội. Bí thư Lý, anh nói đi. Thẩm Phục Minh nói chuyện rất nhẹ nhàng, ôn hòa nhưng ý trong lời nói nghiêng về ai thì mọi người đều có thể nghe ra. Lý Đinh Sơn lại ra vẻ không nghe thấy. Y liền nói. Trương Tín Dĩnh bây giờ đang ở bên bác cô ấy là phó trưởng ban tổ chức cán bộ thành ủy Trương Thục Anh. Dương Bối lại có chuyên gia ở bên nên rất an toàn. Lý Đinh Sơn vừa nói đến tên Trương Thục Anh khiến mặt Thẩm Phục Minh hơi đổi một chút. Mấy người cùng đi với Thẩm Phục Minh cũng đều lộ vẻ kỳ quái. Xem ra cái danh tiếng phó trưởng ban Trương đúng là dễ dùng. Ít nhất sẽ khiến mấy lãnh đạo thành ủy phải suy nghĩ. Từ vẻ mặt mọi người có thể thấy được có lẽ Lưu Thế Hiên không nói cho bọn họ quan hệ giữa Trương Tín Dĩnh và Trương Thục Anh. Lý Đinh Sơn không để ý tới vẻ kinh ngạc với mọi người liền nói tiếp. Bí thư Thẩm. Tôi khi vừa tới huyện Bá thì đã tới xã Cổ Trại khảo sát. Người dân ở đây cũng có người tôi nhận ra. Tôi muốn tự mình nghe ý kiến của bọn họ để tiện cho việc triển khai công việc. Thẩm Phục Minh gật đầu tỏ vẻ đồng ý. Y không nghĩ nhiều, nghĩ rằng Lý Đinh Sơn muốn tìm bậc thang đi xuống mà thôi. Lưu Thế Hiên lại thầm kêu không ổn, mình cần tìm lý do để Thẩm Phục Minh rời đi. Nhưng ai ngờ thư ký Trương kia lại đột nhiên chắn trước mặt Y rồi nói. Phó Chủ tịch Lưu. Tôi có mấy câu muốn hỏi anh có được không? Thư ký Trương nhìn tình hình rất chuẩn, khi thấy Lý Đinh Sơn này đã chuẩn bị rất đầy đủ, tuyệt đối không để Lưu Thế Hiên gây rối, không chừng cuối cùng lại còn làm bí thư Thẩm mất mặt. Vì thế y liền đi lên ngăn Lưu Thế Hiên, không cho đối phương cơ hội nói chuyện. Lý Đinh Sơn đi tới trước mặt ông lão rồi nói. Ông lão còn nhận ra tôi không? Còn có Hoàng Hải, quên chúng ta cưỡi ngựa với nhau trên thảo nguyên sao? Tiểu Nha! Cháu lại đây bác hỏi. Ông lão mở to mắt nhìn Lý Đinh Sơn rồi nói. Nhận ra, anh không phải là khách thành phố muốn tới ăn nấm sao? À, hình như anh là quan to phải không? Hoàng Hải nhăn nhó kéo Tiểu Nha đi tới mà nói. Giám đốc Lý, không bí thư Lý, tôi không ngờ ngài là bí thư huyện ủy. Nếu sớm biết rằng ngài là bí thư thì tôi dù như thế nào cũng không dám nhận tiền. Tiểu Nha mở to đôi mắt rồi tò mò hỏi. Hạ thúc kia ở đâu rồi? Chú ấy rất tốt bụng, tốt hơn Lưu Hà kia nhiều. Lưu Hà tham lam kia chỉ cho bố cháu thuốc, không trả tiền. Hạ thúc mỗi lần đều cho bố cháu tiền, bố cháu vui.
Trẻ con có thể nói Lưu Hà tham lam thì nhất định thường xuyên nghe người lớn nói, vì thế mới nói ra được. Thẩm Phục Minh nghe vậy không khỏi tái mặt lại. Lý Đình Sơn sờ sờ đầu Tiểu Nha rồi nói. Tiểu Nha, cháu có muốn đi học không? Bác nói với cháu là cách nhà cháu không xa sẽ xây dựng một công ty thực phẩm. Sau khi xây dựng xong thì sẽ thuê nhân viên ở xã Cổ Trại. Khi ấy bố cháu có thể đi vào công ty làm công nhân, hàng tháng sẽ kiếm được rất nhiều tiền. Về sau cháu có quần áo mới, có thể đi học. Vậy có tốt không? Chương 161, Bí thư Thẩm thẹn quá hóa giận. Tiểu Nha rất vui vẻ nói. Cháu muốn tới trường, cháu muốn có áo mới, cháu muốn có cặp mới. Cặp của cháu cũ lắm rồi. Hoàng Hải luống cuống tay chân mà nói. Bí thư Lý, hôm nay chúng tôi lại đây thực ra không phải muốn gây phiền phức cho chính quyền. Có người nói chỉ cần chúng tôi đến đây quỳ là mỗi người được 5 tệ. Dù sao rảnh rỗi không có việc gì nên tôi mới mang Tiểu Nha đến cũng mong thêm một phần. Cái này, Bí thư Lý, Lưu Hà luôn khiến chúng tôi đào nấm, rau mà không trả tiền. Vậy công ty thực phẩm xây dựng xong thì có phải chúng tôi đều có thể vào nhà máy làm công nhân, mỗi tháng đều có thể kiếm được tiền không? Không đợi Lý Đình Sơn trả lời, Tiểu Nha đã nói xen vào. Hạ Thúc là người tốt, cháu nghe mấy người kia nói là Hạ Thúc tìm tới. Nhất định không làm Hạ Thúc mất mặt. Hừ, tên Lưu Hà tham lam kia chỉ biết lừa người không trả tiền. Hôm nay bảo mọi người tới đây quỳ là người mà trước đây đã đi cùng Lưu Hà. Người này nói cho mọi người tiền, nhưng cháu khẳng định sẽ cho mấy điếu thuốc mà thôi. Mọi người nghe vậy liền làm ầm lên. Không trả tiền sao được, từ xa chạy tới đây, vừa mệt vừa đói. Nếu không được thì tìm Lưu Hà tính sổ. Đúng thế, còn phải quỳ nửa ngày trời. Quỳ đến độ chân tôi đau lắm rồi. Lão Vu, ông học lời nửa ngày nếu không lấy được tiền thì ông thiệt đó. Ông coi ông từng này tuổi mà còn không biết tính toán. Lão Vu tất nhiên chính là ông lão móm răng, lão ngây ngô cười nói. Có nhiều quan lớn như vậy còn có thể quỳ tiền của chúng ta sao? Đừng làm ồn, nghe lãnh đạo nói chuyện, nghe quan lớn nói chuyện. Thẩm Phục Minh mặt tái mét, mấy câu vừa nãy của y đúng là nực cười. Y chừng mắt nhìn Lưu Thế Hiên mà nói. Đến công an huyện xem một chút. Lý Đình Sơn liền bảo Hạ Tưởng bố trí người dẫn đám dân chúng này đi nghỉ, chưa cho bọn họ ăn cơm. Phó Chánh Văn phòng huyện ủy Vu Trường Vân liền tự nhận nhiệm vụ vinh quang mà gian khổ này. Hạ Tưởng cũng vui vẻ nhường việc rồi đi theo Lý Đình Sơn đến công an huyện. Vương Quan Thanh hôm nay cố ý cho người vào nhất định được Lưu Thế Hiên ám chỉ. Nếu Vương Quan Thanh còn quyết tâm đi theo Lưu Thế Hiên thì Hạ Tưởng càng kiên quyết hôm nay cho đối phương biết mặt. Vương Quan Thanh không đủ tư cách đi theo Thẩm Phục Minh. Y phụ trách công tác cảnh giới, đảm bảo an toàn nên rất bận rộn. Đối với việc Lưu Thế Hiên yêu cầu y vào lúc quan trọng cho đám thôn dân chạy tới trụ sở huyện ủy, y cũng không nghĩ nhiều mà lập tức đáp ứng. Dù sao y có thể lên làm trưởng phòng công an thì Lưu Thế Hiên đã bỏ không ít công sức. Bây giờ Lưu Hà bị chặt đứt tay. Hơn nữa chữa khỏi cũng khó tránh khỏi phải vào tù. Vì thế Vương Quan Thanh có chút không đành lòng. Lưu Thế Hiên đã bàn với Vương Quan Thanh về việc muốn Dương Bối và Trương Tín Dĩnh phản cung. Vương Quan Thanh đành xấu hổ từ chối yêu cầu của Lưu Thế Hiên. Chủ yếu là do Liên Nhược Hàm cứ quanh quẩn trước mắt y, khiến y rất đau đầu nên đành phải mắt nhắm mắt mở đối với ý tưởng của Lưu Thế Hiên. Ý tưởng của Vương Quan Thanh chính là chỉ cần Lưu Thế Hiên có thể thuyết phục Trương Tín Dĩnh và Dương Bối đổi lời khai thì y sẽ phối hợp bí mật thay đổi bản khẩu cung. Nhưng nếu Lưu Thế Hiên không thuyết phục được hai con bé kia thì y cứ dựa theo trình tự mà làm. Một bên phải phái người giám sát Lưu Hà ở trong bệnh viện, một bên còn phải phái người giữ gìn an ninh trật tự, Vương Quan Thanh chưa từng thấy có khi nào bận như hôm nay. Gần đến trưa thì y mới dành được thời gian chạy về văn phòng. Vội vàng uống ngụm nước. Chưa kịp ngồi ổn đã có người vào báo cáo tình hình. Sau khi nghe xong y liền chỉ thị vài câu, rồi đột nhiên y nhớ tới Lưu Thế Hiên cố ý dặn dò hôm nay bí thư Thẩm sẽ tới công an huyện kiểm tra, y liền vội vàng dặn dò một chút. Điện thoại di động đột nhiên vang lên, Vương Quan Thanh do dự có nên nghe hay không, nhưng lại lo có việc nên cầm máy lên nghe. Tôi là Vương Quan Thanh, xin hỏi ai đó? Bên kia vang lên tiếng ồn ào, một người vội vàng nói. Trưởng phòng Vương, bí thư Thẩm lập tức sẽ tới. Bí thư Thẩm nhớ rất kỹ, ngài đã đề cập đến việc và người thì sẽ không quên. Anh phải chuẩn bị sẵn sàng. Đầu kia nói xong liền dập máy. Vương Quan Thanh ngẩn ra,
y căn bản không nghe rõ là ai gọi điện cho mình, chẳng qua một khi nhắc thì y cũng không cần biết người gọi đến là ai, nhưng nhất định là có ý tốt nhắc mình về việc của Triệu Quốc Đống. Nếu lần trước Bí Thư Thẩm đã chính miệng khen Triệu Quốc Đống, lần này Bí Thư Thẩm đến công an huyện khảo sát thì nếu Triệu Quốc Đống xuất hiện đúng lúc tước mặt ngài, Bí Thư Thẩm nhất định sẽ rất vui. Vương Quan Thanh liền gọi điện ra ngoài. Tiểu Triệu, cậu giao công việc cho người khác, lập tức về văn phòng của tôi. Triệu Quốc Đống từ sau khi được lên làm trung đội trưởng thì con đường làm quan đã rộng mở. Mặc dù y không rõ tại sao được đối xử như vậy, chẳng qua cảm giác thăng quan làm hắn rất hưởng thụ cảm giác hơn người. Y càng cảm kích Vương Quan Thanh, cho rằng trưởng phòng Vương là quý nhân của mình. Nhận được điện của Vương Quan Thanh, Triệu Quốc Đống đang trực ở trên đường, bảo đảm trật tự. Y nghe thấy trưởng phòng Vương gọi liền vội vàng giao công việc trong tay rồi chạy về công an huyện. Vừa đi được mấy bước thì đột nhiên có người vội vàng ngăn trước mặt y mà nói. Là đội trưởng Triệu phải không? Triệu Quốc Đống hơi ngửa đầu lên ừ một tiếng. Chuyện gì, anh là ai? Trưởng phòng Vương bảo tôi giao thứ này cho anh. Trưởng phòng Vương nói anh nhận trước, sau đó khi Bí Thư Thẩm hỏi thì anh nói có tình hình cần báo cáo rồi giao thứ này cho Bí Thư Thẩm là được. Đúng rồi, không nên nói với trưởng phòng Vương về phong thư này, chuyện này phải giữ bí mật. Người đó đưa một phong thư cho Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống chưa kịp hỏi gì thì đối phương đã vội vàng xoay người rời đi. Người vừa rồi là ai? Triệu Quốc Đống chỉ thấy hơi quen mắt nhưng không nhận ra. Mặc dù mặc quần áo bình thường nhưng hắn có thể khẳng định không phải người bên hệ thống công an cũng là bên viện kiểm sát hoặc tòa án. Y ngẩn ra không hiểu được đối phương có ý gì. Chẳng lẽ trưởng phòng Vương có tài liệu nào đó muốn chỉnh người cần nộp lên? Giao thì giao, dù sao y là thân tín do trưởng phòng Vương một tay đề bạt, lúc quan trọng phải ra mặt giúp trưởng phòng. Triệu Quốc Đống sờ sờ túi thì thấy rất cứng, cũng không biết là thứ gì bên trong. Chẳng qua nếu là trưởng phòng đưa thì nhất định không sai, y cũng không nghĩ nhiều mà tiện tay bỏ vào túi. Đến phòng, Vương Quan Thanh quả nhiên dặn y chính là phụ trách an ninh cho Bí Thư Thẩm. Nếu lúc quan trọng mà Bí Thư Thẩm hỏi, y có thể chủ động đi lên báo cáo công việc. Triệu Quốc Đống nghe xong Vương Quan Thanh nói thì biết ý gật đầu. Trưởng phòng Vương yên tâm, nhiệm vụ ngài căn dặn, tôi nhất định hoàn thành, tuyệt đối không làm ngài thất vọng. Vương Quan Thanh thấy Triệu Quốc Đống tự tin như vậy thì càng thêm khẳng định đối phương có quan hệ với Thẩm Phục Minh. Chẳng qua y vẫn có chút xấu hổ hỏi Triệu Quốc Đống vài câu. Tiểu Triệu cố gắng làm cho tốt. Biểu hiện tốt với Bí Thư Thẩm tức là cậu đã lập công lớn. Triệu Quốc Đống sờ sờ phong bì trong túi mà lòng vui như hoa nở, y vội vàng nói. Cảm ơn trưởng phòng Vương đã cất nhắc. Triệu Quốc Đống rời đi, tâm trạng Vương Quan Thanh tốt hơn nhiều, đúng là đồng chí tốt. Có quan hệ với Bí Thư Thẩm mà còn tôn trọng lãnh đạo như vậy, đây đúng là mầm giống tốt, sao trước đây mình không phát hiện ra y nhỉ? Thẩm Phục Minh gặp chuyện ở trước trụ sở huyện ủy làm cho tâm trạng y rất khó chịu, trên đường đi không thèm để ý tới Lưu Thế Hiên. Chẳng qua Lưu Thế Hiên hứa chỉ cần y ra mặt đóng kịch là cứu được Lưu Hà. Không ngờ Lưu Thế Hiên này quá ngu dốt, chỉ một chút đã bị Lý Đinh Sơn làm hỏng màn kịch. Điều này làm y mất mặt không nói, chuyện này mà truyền ra không chừng còn thành trò cười cho mọi người. Vì thế Thẩm Phục Minh cũng căm hận Lý Đinh Sơn, chẳng qua biểu hiện của Lý Đinh Sơn rất bình thường. Cũng không hề cố ý dẫn cho ông lão kia nói chuyện kiểu khác, điều này làm cho cơn giận của Thẩm Phục Minh không thể phát tác. Thẩm Phục Minh cố kìm cơn tức giận, ra vẻ bình tĩnh mà đi kiểm tra công việc. Kiểm tra mẹ gì, huyện bá khỉ ho cò gáy này có gì hay mà kiểm tra. Thẩm Phục Minh càng nghĩ càng giận, y hận không thể đá Lưu Thế Hiên vài cái. Chẳng qua y nghĩ đến Lưu Thế Hiên bỏ rất nhiều tiền, đồng ý đưa hết tiền mà mấy năm nay y và Lưu Hà kiếm được hết cho mình. Thẩm Phục Minh mới thấy đỡ hơn. Lại nghĩ tới nếu mình đưa tiền tặng cho Bí Thư Cao, quà nặng như vậy thì Bí Thư Cao chắc sẽ ra tay điều mình đi chứ. Dù không phải lên tỉnh cũng là điều tới một thành phố giàu có quá độ một chút. Như vậy tốt hơn ở lại thành phố chương trình này nhiều. Xảy ra chuyện lợn lành chữa thành lợn què, tuy không ai ngay mặt đưa ra ý kiến khác nhau, nhưng trong lòng nghĩ như thế nào thì có quỷ mới biết. Thẩm Phục Minh mất mặt còn không tính. Dù sao y là bí thư thành ủy thì không ai dám trực tiếp nói thì y cứ lờ đi là được. Chẳng qua trong lòng y đã có quyết định đây là lần cuối cùng mình giúp Lưu Thế Hiên, về sau sẽ phân rõ giới hạn nếu không sẽ bị đối phương kéo xuống nước. Tên tiểu nhân này không thể tin được, ở cơ sở quá lâu nên thủ đoạn cũng quá kém, không đáng dùng.
Thẩm Phục Minh không yên lòng mà nghe Lý Đình Sơn báo cáo công việc. Y thầm nghĩ sáng hôm nay ban tuyên giáo nhận được điện khó hiểu thật. Chuyện của Lưu Hà mới xảy ra sáng qua mà hôm nay Nhật báo Tân Văn đã gọi điện xuống yêu cầu phỏng vấn, phản ứng sao nhanh quá vậy, nếu không ai báo thì tuyệt đối không thể. Nghĩ tới Lý Đình Sơn có chỗ dựa bên truyền thông, Thẩm Phục Minh có thể khẳng định đây là thủ đoạn của Lý Đình Sơn. Nhưng đoán được thì có thể làm gì? Y không thể trực tiếp đi hỏi Lý Đình Sơn rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, có phải là anh báo cho bên truyền thông hay không? Y biết Lý Đình Sơn đang chĩa nòng súng vào mình, nhưng Lý Đình Sơn đang đánh cuộc rằng y không thể phản ứng. Nếu chẳng may phóng viên tòa soạn cấp quốc gia tới thành phố chương trình, y nếu ra mặt thì không có bao nhiêu kinh nghiệm đối phó truyền thông. Không ra mặt, nếu chẳng may người bên dưới nói loạn thì sao chứ? Có thể kinh động tới truyền thông cấp quốc gia khiến Thẩm Phục Minh vừa sợ vừa buồn bực. Vì đánh ngã Lưu Thế Hiên mà Lý Đình Sơn cũng bỏ không ít sức lực. Hơn nữa làm cho Thẩm Phục Minh rất tức giận đó là Lý Đình Sơn ngang nhiên uy hiếp y. Nếu y mà không thèm để ý đưa Lưu Hà ra thì tuy rằng vì vậy gây ấn tượng không tốt cho thành phố, nhưng nếu Nhật báo Tân Văn không ngừng đưa tin về Lưu Thế Hiên, ai dám đảm bảo không đào ra chỗ dựa của Lưu Thế Hiên? Không thể coi nhẹ được. Bí thư Cao là bí thư tỉnh ủy, ở tỉnh Yến này có thể nói là nói một không hai. Nhưng lên Bắc Kinh, nhất là bên truyền thông thì có bao người nể mặt cũng khó nói. Thẩm Phục Minh cũng biết sức ảnh hưởng của báo Triều tỉnh Yến. Tuy không phải cơ quan ngôn luận của tỉnh ủy nhưng số lượng phát hành là rất lớn. Ảnh hưởng của chuyện này là rất lớn, phải đề phòng. Khi vào trụ sở công an huyện, Thẩm Phục Minh nhìn thoáng qua Lưu Thế Hiên thì thấy mặt đối phương xám trắng lại, trông già đi rất nhiều. Nhớ đến mấy năm qua đối phương đã cho mình không ít lễ nên cũng có chút xúc động. Y liền quyết tâm phải cố gắng nói giúp Lưu Hà. Y lại nhìn Lý Đình Sơn thì thấy Lý Đình Sơn vẫn ra vẻ cung kính, không hoang mang khiến người ta không tìm được chút sai lầm nào cả. Thẩm Phục Minh có chút giật mình, trước đây y đúng là xem nhẹ Lý Đình Sơn. Thẩm Phục Minh nghĩ Lý Đình Sơn là một kẻ trí thức vậy mà cũng rất tàn nhẫn, rất khó đối phó. Vương Quan Thanh đã sớm đứng ở cửa chờ đón bí thư Thẩm. Mọi người vừa vào, Thẩm Phục Minh đi lên bắt tay y rồi như so sánh ra gì đó rồi nói. Chuyện lần trước trưởng phòng Vương xử lý rất tốt, tài liệu báo lên rất chi tiết, tôi đã xem qua. Bí thư Thẩm đã xem qua mà không tỏ thái độ tức là đã qua cửa. Vương Quan Thanh lúc này mới yên tâm, y vui vẻ nói. Chào mừng bí thư Thẩm đến kiểm tra công việc. Thẩm Phục Minh cắt ngang lời Vương Quan Thanh mà trực tiếp hỏi về vụ án. Hai người bị hại ở đâu, tôi muốn gặp mặt bọn họ. Huyện bá xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi là bí thư thành ủy cũng đau lòng. Chẳng qua nghe nói vụ án có chút phức tạp, còn có thể là hiểu lầm nên tôi muốn gặp đương sự. Hơn nữa đó lại là con của đồng chí Lưu Thế Hiên mà không hỏi thì đúng là không thể nói nổi. Câu này rõ ràng nghiêng về một bên, đây là Thẩm Phục Minh quyết tâm ra mặt cho Lưu Thế Hiên. Lý Đình Sơn và Hạ Tưởng nhìn nhau, hai người không khỏi thầm gật đầu. Trong mắt bọn họ đều lộ ra một tia muốn đấu với Thẩm Phục Minh tới cùng. Đúng lúc này điện thoại di động của Đỗ Song Lâm đột nhiên vang lên. Đỗ Song Lâm sang bên nghe điện rồi lớn tiếng nói. Cái gì, các anh là phóng viên của báo Triều tỉnh Yến và Nhật báo Tân Văn đã từ thành phố Yến tới à? Không được, không được, bây giờ cơ quan công an còn chưa có kết luận cuối cùng nên tạm thời không tiện phỏng vấn. Cái gì, các người có thể đợi ở huyện bá? Vậy không tốt mấy, không được. Các vị đến đây cũng không phí công thôi. Theo chỉ thị của lãnh đạo cấp trên thì trước khi vụ án xác minh rõ ràng thì không thể tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông. Đỗ Song Lâm bỏ máy xuống rồi bất đắc dĩ nhìn Thẩm Phục Minh và Lý Đình Sơn mà nói. Bí thư Thẩm, bí thư Lý, dù sao tôi cũng đã nói như vậy, bọn họ nếu cứ đến thì tôi không có cách nào khác. Không thể nào đuổi phóng viên ra khỏi huyện bá mà, vậy sẽ thành tin tức bùng nổ khắp đất nước. Thẩm Phục Minh tức giận nói. Chuyện mới xảy ra hôm qua, hôm nay đã có tin truyền thông muốn phỏng vấn là ai lộ ra. Là ai muốn làm cho huyện bá, thậm chí thành phố chương trình mất mặt. Nếu để tôi điều tra ra là ai thì nhất định phải nghiêm túc xử lý. Lý Đình Sơn cũng rất đĩnh đạc nói. Trưởng ban Đỗ, anh nghe thấy chỉ thị của bí thư Thẩm rồi chứ? Sau đây anh nhất định phải điều tra ra là ai để lộ tin rồi báo cáo với tôi. Tôi muốn xem ai gây phiền phức cho sự phát triển của huyện bá như vậy. Lưu Thế Hiên cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Lý Đình Sơn đây là làm khỏe quá nên thành ra bị hại.
Lưu Thế Hiên liếc nhìn Vương Quan Thanh thì thấy đối phương rất bình tĩnh thì yên tâm. Y nghĩ thầm rằng không thuyết phục được Dương Bối phản cung thì có bí thư Thẩm tham gia cũng khiến Lý Đinh Sơn ngại mà không muốn làm lớn chuyện phải không? Bây giờ thằng Lý Đinh Sơn đã chọc giận bí thư Thẩm như vậy, xem hắn còn dám chống đối tiếp không? Vương Quan Thanh thấy thời cơ đã tới, bí thư Thẩm tức giận thì nhất định cần có người giúp ngài xả giận nên vội vàng nháy mắt ra hiệu với Triệu Quốc Đống. Triệu Quốc Đống hiểu ý liền vội vàng đi lên kính chào. Đội trưởng trung đội số 2 công an huyện Triệu Quốc Đống kính chào bí thư Thẩm, xin chỉ thị của bí thư Thẩm. Thẩm Phục Minh có chút buồn bực, một thằng trung đội trưởng nhỏ nhoi của công an huyện mà dám nhảy ra ư, ai gọi hắn chứ? Thẩm Phục Minh đang định xua tay yêu cầu Triệu Quốc Đống sang bên thì trong đầu đột nhiên lóe lên. Triệu Quốc Đống, chẳng lẽ là thằng cảnh sát lắm mồm lần trước xung đột với Liên Nhược Hạm? Triệu Quốc Đống. Thẩm Phục Minh vừa nãy vốn rất tức Lý Đinh Sơn, bây giờ ngọn lửa này sôi lên. Đột nhiên nhảy ra thằng Triệu Quốc Đống khiến thần kinh y bị kích thích, làm y gần như muốn nổi điên lên. Chẳng qua nhiều năm làm quan khiến y cũng có tính nhẫn nại cao. Thẩm Phục Minh cố nhịn cơn giận mà nói. Cậu là trung đội trưởng, lên chức từ bao giờ? Báo cáo bí thư Thẩm, tôi mới lên chức không lâu, chính là 10 ngày trước. Triệu Quốc Đống đứng thẳng trước mặt bí thư Thẩm. Mặt y đỏ bừng vì hưng phấn. Thẩm Phục Minh có ưu điểm lớn nhất là nhớ kinh người, việc lớn việc nhỏ đều có thể nhớ. Hơn nữa việc của Liên Nhược Hạm thì đâu phải việc nhỏ, y nhớ rõ mọi chi tiết. Không cần tính thì y cũng biết Triệu Quốc Đống thuận lợi lên chức là sau khi mình gọi điện cho công an huyện bá. Nói như vậy tên Vương Quan Thanh kia chẳng những gây họa cho mình, còn không hề do dự tát vào mặt mình. Thẩm Phục Minh tức giận thiếu chút nữa điên lên. Có nhiều người như vậy nên không thể mất mặt của một bí thư thành ủy mà hỏi Vương Quan Thanh sao lại đề bạt loại người này. Dù sao đề bạt trung đội trưởng trong công an huyện thì có cấp bậc quá thấp, ngay cả bí thư huyện ủy cũng không quan tâm tới nhân vật nhỏ như vậy. Nếu y là bí thư thành ủy mà tự mình hỏi không phải là hạ thấp thân phận sao? Nhưng nếu nuốt cơn giận này thì rất khó chịu, Thẩm Phục Minh hừ một tiếng rồi nói với Vương Quan Thanh. Trưởng phòng Vương đúng là có ánh mắt. Giỏi đề bạt nhân tài, đúng là sáng mắt. Vương Quan Thanh còn nghĩ Thẩm Phục Minh khen mình nên vội vàng ngửa mặt lên nói. Bí thư Thẩm quá khen, tôi không dám nhận. Thư ký Trương theo Thẩm Phục Minh nhiều năm, y giật mình vì biết Thẩm Phục Minh sắp nổi điên lên. Chuyện của Lưu Thế Hiên ít nhiều cũng hiểu tính cách của Thẩm Phục Minh, thấy vẻ mặt của Thẩm Phục Minh không đúng thì y không rõ sao Triệu Quốc Đống lại chọc giận bí thư Thẩm. Trong lòng y rất buồn bực và muốn chửi người. Hôm nay từ đầu đến giờ đã không thuận lợi, khắp nơi bị thằng Lý Đinh Sơn áp chế quá độc. Hơn nữa còn cả thằng Hạ Tưởng nữa, hai thằng này không biết chừng giấu một đòn hiểm nào đó và muốn cho mình vào chỗ chết. Hạ Tưởng thấy vẻ mặt thư ký Trương khó hiểu liền nhỏ giọng nhắc một chút. Trưởng phòng Vương cũng thật lạ, bố trí ai không bố trí, lại bố trí Triệu Quốc Đống, không phải cố ý làm bí thư Thẩm tức sao? Thư ký Trương, anh có lẽ quên Triệu Quốc Đống là ai? Đó là kẻ lần trước tùy tiện nói chuyện trong vụ án của Liên Nhược Hạm, làm mất hình ảnh của cơ quan công an. Điều này cũng làm bí thư Thẩm có ấn tượng không tốt. Thư ký Trương nghe xong thì thầm mắng thằng Vương Quan Thanh ngu như lợn, khiến người mà bí thư Thẩm phản cảm đi ra, chỉ số thông minh còn thấp hơn lợn. Ngay sau đó y cũng mắng Lưu Thế Hiên một trận, bố trí mẹ gì mà không khôn khéo, đám nông dân lúc trước chưa tính, Vương Quan Thanh tốt xấu cũng làm việc nhiều năm trong cơ quan công an sao lại ngu như vậy. Khiến y càng không nghĩ đến chính là hành động sau đó của Triệu Quốc Đống làm mọi người mở rộng tầm mắt. Chỉ thấy Triệu Quốc Đống lấy ra một phong bì trong túi ra, dùng hai tay cẩn thận đưa tới trước mặt cho Thẩm Phục Minh rồi nói. Bí thư Thẩm, tôi có tình hình quan trọng muốn báo cáo. Mời bí thư Thẩm xem qua. Thẩm Phục Minh vốn đang định nổi nóng nhưng không tìm thấy lý do. Y đưa tay cầm lấy phong bì rồi mở ra xem bên trong có tài liệu gì. Y chỉ thấy bên trong có mấy bức ảnh. Y nhìn thấy liền tái mặt rồi quay đầu lại nhìn Lý Đinh Sơn và Vương Toàn Hữu. Bí thư Lý, bí thư Vương lại đây xem. Chương 162, lúc xấu đúng là rất xấu. Lý Đinh Sơn và Vương Toàn Hữu đi tới nhìn rồi nhíu mày. Thẩm Phục Minh chỉ vào người cầm dao trong tay rồi nói. Người này là ai, hai anh có nhận ra không? Lý Đinh Sơn lắc đầu nói. Tôi mới tới huyện bá không lâu nên không biết. Vương Toàn Hữu có chút khó hiểu nói. Đây là Vương Minh, à cháu trai của trưởng phòng Vương.
khi Triệu Quốc Đống đột nhiên lấy ra một phong bì đã làm đầu Vương Quan Thanh ngắn đi một đoạn, lại thấy Thẩm Phục Minh rút ra một tập ảnh thì y cũng còn chưa rõ đây là bức ảnh gì. Chờ khi Vương Toàn Hữu nói ra tên của Vương Minh, đầu y như bị chém thành hai nửa, không thể suy nghĩ. Triệu Quốc Đống sao lại hại mình? Đầu Vương Quan Thanh gần như ngừng vận chuyển, y căn bản không thể nghĩ ra, không thể tưởng tượng được những gì đang xảy ra trước mắt. Y cảm thấy mắt mình hoa lên, mặt tê dần, Thẩm Phục Minh rất tức giận ném mạnh tập ảnh vào mặt y. Vương Quan Thanh, trong mắt anh còn kỷ luật đảng, pháp luật không? Dung túng cháu trai hành hung người, còn đề bạt Triệu Quốc Đống là kẻ bại hoại trong cơ quan công an làm trung đội trưởng. Anh là nỗi nhục của công an huyện Bá. Cơn lửa giận của Thẩm Phục Minh cuối cùng đã tìm được điểm phát tiết. Y xoay người nói với Lý Đinh Sơn. Tôi nghề nghị huyện ủy huyện Bá hủy bỏ tất cả chức vụ của Vương Quan Thanh, do cơ quan công an điều tra hành vi vi phạm pháp luật của y. Tình hình thay đổi quá nhanh. Lưu Thế Hiên một lúc lâu không có phản ứng, xảy ra chuyện gì? Bí thư Thẩm sao lại tức như vậy? Vương Quan Thanh cũng không làm chuyện gì quá đáng đến mức lập tức bị cách chức mà.